chương 41 Tại phúc địa tu luyện 12 giờ Ở đây tất cả người mới, biểu hiện trên mặt tất cả đều động dung Chỉ thấy bọn hắn từng cái bắt đầu ma quyền sát trưởng, muốn kích động báo danh Đừng nói là những này người mới động dung Cho dù là những cái kia bình tĩnh ổn trọng tu vi cao cường các huấn luyện viên Cũng đều là ánh mắt hơi có chút lửa nóng Tự hồ cái này phúc địa địa vị 10 phần lớn nhưng theo áo khoác da lạnh khốc nam nghiêm khắc cảnh cáo, những cái kia nguyên bản kích động, muốn thừa cơ đục nước béo coi những người mới, như tưới một chậu nước lạnh, lập tức dọa đến sắc mặt hơi hơi trắng lên, sau đó tất cả đều trung thực xuống tới. Phương chính thần sắc khẽ động. Phúc địa. Lại là một cái từ những nhân khẩu này bên trong nghe được hoàn toàn mới danh từ. Giống như đối với những này giác tỉnh giả nhóm sức hấp dẫn, còn vô cùng lớn. Bởi vì Phương Chính liền thấy bên người nhạc thiên bốn người, tất cả đều là trong mắt thần thái chấp động, tràn ngập khát vọng. Nhưng nghe áo giắt kết lãnh khốc nam băng lãnh ngữ khí, thức tỉnh năng lực tự hồ còn có thể bị phế trừ rơi. Liền ngay cả phương chính nghe đến đó lúc, đều có chút phía sau lưng phát lạnh, da đầu có chút trung lên. Nguyên bản phương chính còn muốn, có thể hay không nhờ vào đó báo danh, vừa vặn lừa gạt qua trước mắt nan quan, nhưng bây giờ hắn lại có chút do dự do dự. Ca môn ngươi còn đang chờ cái gì, đây chính là có thế tại phúc địa bên trong tu luyện 12 giờ a. À? phúc địa một giờ, có thể sánh được bên ngoài tu luyện một, ba ngày, 12 giờ thì tương đương với nhiều tu luyện 12, 36 ngày. Hiện tại tất cả mọi người còn tại cùng một hàng bắt đầu bên trên, thời gian tu luyện mới chỉ là mấy ngày, ngay cả 10 ngày đều không có. Nếu như ngươi có thế ở thời điểm này, ngay từ đầu liền so với những người khác thêm ra một tháng thời gian tu luyện, về sau chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên, tiến vào tốt tuần hoàng như quen thuộc cộng thêm lòng nhiệt tình nhạc thiên, tự hồ sau phương chính còn càng sốt ruột, không ngừng hướng phương chính nháy mắt ra dấu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì phương chính còn có thể thờ ơ. Lâm sắc huyết nguyệt gián lâm vẫn chưa tới 10 ngày, hiện tại tất cả mọi người là phổ biến vừa tu luyện không có mấy ngày. Mà càng là trò chơi bắt đầu sơ kỳ, càng là phải nhanh chóng phát dục cuộc khởi mới đúng. Trò chơi bắt đầu, rơi xuống đất một thanh 98k, đây chính là người chơi bình thường cùng khắc kim người chơi khác nhau. Khắc kim người chơi ngay từ đầu liền có thể nhanh chóng ra tân thủ thôn, đẳng cấp càng lên càng cao, độc chiếm tài nguyên càng ngày càng nhiều, luyện cấp không ai đoạt quái, đánh trang bị không ai đoạt bốt, một người yên tâm giả ngoại treo máy soát cao cấp địa đồ. Rõ ràng đây hết thảy liền đều ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, nhạc thiên chỉ hận chính mình mới vừa đạp vào tu luyện đường 4 năm ngày, rõ ràng mình có bao nhiêu cân lượng bằng không hắn sớm trước tiên báo danh. Không chỉ là nhạc thiên thay phương chính cảm thấy đáng tiếc, ba người khác cũng đồng dạng đều là thay phương chính đáng tiếc, đều thuyết phục lên phương chính. Nhưng phương chính là có khổ tự mình biết. Nửa ngày có thế đỉnh một tháng thời gian tu luyện, ngay cả hắn nghe cũng không khỏi tâm động, nhưng hắn tự thân tình huống, lại nhất thời không cách nào giải thích được thanh. Đúng lúc này, người mới trong đội ngũ, rốt cục có người đầu tiên đứng ra. Đây là tên giữ lại một đầu đội phế tóc dài, có chút nghệ thuật gia âm nhu khí tức nam nhân. Là người mới bên trong thiên tài tiết tu thành, hắn một giấc tỉnh chính là thần tàn tầng 2. Lấy thần tàn tầng 2 chiến lực, đối phó thiên cẩu nhất giai quỷ vật, đích thật là dư xài. Người mới trong đội ngũ, có người phát ra thấp tiếng kinh hô. Mã trứng, mặc kệ đến cái nào đi cái nào nghiệp, đều có người tự mang thiên tài quan hoàng, học bá quan hoàng. Ai, dựa theo huấn luyện viên nói, chúng ta tu luyện một tháng, mới có thể tấn cấp nhập thần tạng tầng 2. Nhưng tiết tu thành bọn hắn tại ngay từ đầu hàng bắt đầu, liền đã vung ra chúng ta một tháng thời gian, lại thêm bọn hắn tư chất tốt, tốc độ tu luyện nhanh hơn chúng ta, về sau chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn. Quả nhiên là để cho người ta tuyệt vọng ngạc thở cảm giác. Ngay tại những này người thảo luận thời điểm lại có người thứ hai đứng ra. Lần này là tên vạm vỡ, thân cao 190cm giống như là thể dục học sinh năng khiếu 20 tuổi sinh viên. Lại có một thiên tài đứng ra, là Triệu Bác Viễn, hắn cũng là một giấc tỉnh chính là thần tàn tầng 2. Ngay sau đó rất nhanh có người thứ ba đứng ra, lần này là tên mang theo kính mắt, nhìn qua điềm đạm nho nhã, giống như là văn nghệ nữ thanh niên khí chất hai 21 tuổi nữ nhân. Ta dựa vào, lại là Lưu Tình. Nghe nói Lưu Tình chẳng những một giấc tỉnh, cũng là hai ngăn giác tỉnh giả thực lực, mà lại tại nạn thức tỉnh lúc, liền vừa vặn đụng tới một kiện sự kiện linh dị đang thức tỉnh trước lưu tình là tên linh dị tiểu thuyết tác gia làm sắc huyết nguyệt giáng lâm ngày ấy nàng vừa vặn một thân một mình ngay tại một tòa vứt bỏ nhà ma bên trong thám hiểm nói là đang tìm kiếm sáng tác linh cảm kết quả nàng một giấc tỉnh chính là hai ngăn đồng thời còn tại kia tòa nhà vứt bỏ nhà ma bên trong một người diệt sát một con quỷ mặc kệ là thiên phú vẫn là tâm lý tố chất lưu tình đều càng giống là hai thứ nguyên thế giới bên trong nhân vật nữ chính người thiết. Làm đứng ra ba người về sau, lại không ai đứng ra. Nhất thời lâm vào ngắn mũi chân không kỳ, lúc này cách ba phút đã qua một nửa. Phương Chính cũng không tin tưởng, vài trăm người tụ tập giác tỉnh giả bên trong, mới chỉ có ba tên thiên tài. Nhưng là người không thể đứng tại đạo đức điểm cao bên trên, trào phúng một người an nhàn tại hiện trạng, nói hắn nhu nhược, kẻ hèn nhát bởi vì còn có thể hắn là một đầu lười nhát xoay người cá ướp muối. Mặc dù nhiệm vụ lần này ban thưởng rất phong phú, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, đáy sông bên kia thế nhưng là chiến trường tuyến đầu, có sinh mệnh nguy hiểm. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách 3 phút chỉ còn cuối cùng một hai chục giây. Nhạc thiên không khỏi vì phương chính bối rối, nhất thời nóng vội, giọng không khỏi hơi lớn, huynh đệ, Ngươi rõ ràng liền có thể một mình diệt sát một cái quỷ vật, đây chính là có thế tại phúc địa bên trong có thế tu luyện 12 giờ a. À. Như thế lớn kỳ ngộ bỏ lỡ, ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Còn có 10 vạn nguyên ban thưởng có thể cầm. Nhạc Thiên thanh âm có chút lớn, lập tức dẫn tới rất nhiều người ghé mắt xem ra, từng đôi mắt nhìn chăm chú hướng phương chính bên này, trong đó còn có mấy tên huấn luyện viên ánh mắt. Liền ngay cả áo khoác da lạnh khốc nam ánh mắt cũng dừng lại trên người phương chính nhưng hắn cũng không mở miệng nói chuyện, có nguyện ý hay không hạ nhập đáy sông cứu người, toàn bằng người tự nguyện. Một cái thành vạn chúng nhìn trừng trừng, phương chính nhất đầu. Nhưng hắn cũng không trách cứ nhạc thiên, đối phương cũng là có ý tốt, mà lại y theo trước mắt tình thế, hắn cũng chỉ có thể dựa vào hạ nhập đáy sông đến tránh né trước mắt bại lộ thân phận phong hiểm, phương chính trong đám người đi ra, hướng áo khoác da lạnh khốc nam đi đến. Từng có mấy lần đánh giết ghi chép, Áo khoác da lạnh khốc nam trực tiếp hỏi nói. Phương Chính hủy đi hơn một chiếc đại ngưu Lamborghini, lừa dết qua một cái ác linh chiến xa, Ghost Rider. Dựa vào há miệng, lại lừa dết qua một cái nữ quỷ. Trước đây không lâu xong lừa dết qua hai khúc thi thể. Luận diệt sát quỷ, hắn được cho kinh nghiệm phong phú. Phương Chính đương nhiên sẽ không giảng lời nói thật, không muốn làm chim đầu đàn, thế là điều thấp nói, liền một cái vẫn là một cái không đến ta eo cao tiểu quỷ. Nói xong khoa tay hạ thân cao. Không biết là một cái đánh dết ghi chép, vẫn là phương chính trong miệng cao không đến eo tiểu quỷ, để áo khoác da lạnh khốc nam nhướng mày, nhưng hắn cuối cùng cũng không có nói cái gì, mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, trực tiếp nghiêm nghị nói, xuất phát. Sau đó, một đoàn người sắc mặt ngưng trọng, theo sát theo tại áo khoác da lạnh khốc nam sau lưng. Chuẩn bị xuống nhập đáy sông trước đó tại suv bên trên phương chính liền đã nhìn thấy toàn bộ thông gian cầu lớn đều bị mây mù bao phủ mới đầu phương chính coi là đây chẳng qua là phổ thông sương mù mai nhưng khi đi theo áo khoác da lãnh khốc nam một đoàn người đi vào thông gian cầu lớn chỗ gần khoảng cách gần quan sát thời điểm phương chính lúc này mới giật mình đó cũng không phải phổ thông sương mù mai mà là cả tòa cầu lớn bao quát đáy sông tất cả đều bao phủ lên một tầng nồng đậm màu xám sương mù. Màu xám sương mù phản phất tạo thành một đạo kết giới, đem nơi đây ngăn cách thành hai thế giới, trên cầu, đáy sông dưới, không phát ra được bất kỳ ánh sáng ôn tồn. Chỉ còn lại u tĩnh, quỷ dị hạ. Âm u đầy tử khí. Giờ phút này, tại bờ sông con đê cùng đáy sông ở giữa, ngừng lại mấy chiếc bắt cầu xe, vài tòa bọc thép cầu nối sớm đã bắt tốt, thẳng vào đáy sông phía dưới, như một thanh thẳng tắp trọng kiếm, một mực kéo dài đến nồng đậm sương mù bên trong. Mà theo đá xanh đường đi hành lang, từ bên bờ dần dần xâm nhập hướng đáy sông Trung ương phương hướng, trên đường đi sương mù càng ngày càng đậm. Đã bắt đầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến ánh mắt. Khi đi đến đá xanh đường đi hành lang cùng thạch ốc khu kiến trúc giao giới khu vực lúc, nơi đây nồng vụ tầm nhìn, đã không đủ xa 5, 6 mét. Nếu như người đứng tại giao giới khu vực, Ý đồ đi xem thanh những cái kia thạch ốc di tích cổ, chỉ có thể mơ hồ có thể thấy được đang lăn lộn quấy trong sương mù, có một ít mơ hồ vặn vẹo bóng đen. Lúc này, u bí quỷ tỉnh trong sương mù dày đặc, bé không thể nghe truyền ra một chút rất nhỏ thanh âm. Ta còn tưởng rằng lần này nhiệm vụ sẽ rất nguy hiểm còn rất kích thích, nào biết được lại là lưu chúng ta ở chỗ này, chỉ là phụ trách tiếp ứng được cứu ra thương binh, sau đó đưa đến trên bờ đi. Nhẹ nhàng như vậy đơn giản nhiệm vụ, liền có thể cầm tới 10 vạn nguyên tiền thưởng cùng phúc địa 12 giờ thời gian tu luyện, bên ngoài những tên kia biết về sau, khẳng định phải hối hận phát điên đi, ha ha. Ngươi chạy tới cái này âm u ẩm ướt địa phương, chỉ cấp người làm nam y tá tự hồ thật cao hứng. Chẳng lẽ không càng hẳn là chúng ta những thiên tài này bi ai sao? Những người này tư chất tu luyện thậm chí còn không bằng chúng ta, bọn hắn vốn liếng, đơn giản chính là so với chúng ta tu luyện sớm 10 năm, thời gian mười mấy năm. Vài ngày trước lâm sắc huyết nguyệt giáng lâm về sau, thiên địa linh khí bắt đầu dần dần khôi phục, thiên địa linh khí nồng độ mỗi ngày đều đang không ngừng tăng trưởng, dựa theo huấn luyện viên nói, phổ thông giác tỉnh giả chỉ cần 7, 8 tháng thời gian, liền có thể đuổi kịp các huấn luyện viên tu vi, mà giống chúng ta dạng này, ngay từ đầu liền thức tỉnh đến thần tàn tầng hai thiên phú hình giác tỉnh giả, trong vòng 2, 3 tháng liền có thể đuổi kịp các huấn luyện viên. Lưu tình, tương lai của ngươi mục tiêu là cái gì? Tại lần thứ hai lam sát huyết nguyệt giáng lâm trước, tu luyện viên mãn thần tàn chính cảnh, sau đó tại lần thứ hai lam sát huyết nguyệt giáng lâm thời điểm, nhìn trọng thiên cơ vi trần, đột phá đến dạ du sử. Nếu như không thể tại lần thứ hai lam sát huyết nguyệt giáng lâm trước, tu luyện viên mãn thần tàn chính cảnh, như vậy chỉ có thể một mực chờ đến lần thứ ba lam sát huyết nguyệt giáng lâm, mới có cơ duyên đột phá dạ du sử. Ngưu bức ai nha, lưu tình tỷ đừng động thủ, ta không phải mắng ngươi ta là tại biểu đạt ta đối với ngươi chí hướng sâu xa cuồn cuộn lòng kính trọng ai nha, lưu tình tỷ ta sai rồi, ta thu hồi ta câu nói đầu tiên cùng câu nói thứ hai. Tầm nhìn không đủ 5-6 mét nồng đậm sương mù phía dưới, đã xanh đường đi hành lang cùng thạch ốc khu kiến trúc giao giới khu vực, có mấy đạo tại sương mù hạ vạn vẹo, biến hình bóng người, đang đứng trong hành lang một bên, thỉnh thoảng nhẹ giọng giao lưu vài câu. Chính là phương chính, tiết tu thành, triệu bác viễn, lưu tình bốn người. Áo khoác da lạnh khốc nam trước khi rời đi, sai khiến bốn người nhiệm vụ chính là lưu tại trong hành lang, chờ đợi tiếp ứng bọn hắn cứu viện ra thương binh. Sau đó phụ trách đem thương binh đưa đến trên bờ. Bất quá, áo khoác da lạnh khốc nam đặc biệt căn dặn bọn hắn một câu, không muốn đi ra đầu này đá xanh đường đi hành lang phạm vi, đấy sông phạm vi quá lớn, tầm nhìn lại 10 phần thấp, nếu như mình muốn chết dẫn đến mất phương hướng hoặc gặp được nguy hiểm, hết thảy tự gánh lấy hậu quả đồng thời nghiêm túc cảnh cáo bọn hắn, ngàn vạn không thể tiếp cận những tảng đá kia phòng ở. Lúc này, bọn hắn ở chỗ này, vừa mới chờ không có mấy phút. Bất quá bốn người đứng tại quỷ dị, tầm nhìn thấp trong sương mù dày đặc, chung quanh thỉnh thoảng còn có một số quái dị tiếng vang truyền ra, bầu không khí có chút âm trầm, quỷ dị, cho nên bọn họ mượn nhờ chủ đề, đến xua đuổi trong lòng khó coi. Kỳ thật chính là tiết tu thành ba người toàn bộ hành trình nói chuyện phím phương chính đã là dự định tại cao thủ cô lạnh trên con đường này một con đường đi đến đen ai tìm hắn nói chuyện đều là một bộ lạnh như băng cự người ở ngoài ngàn dặm nói nhiều rồi đều là nước mắt rất sợ nói nhiều sai nhiều mặc dù hắn rất nghĩ thông suốt xem qua ba người trước hiểu rõ đến càng nhiều nội tình rõ ràng tiết tu thành ba người biết rất nhiều nội tình nhất là giật mình nghe kinh dị chính là làm sắc huyết nguyệt thế mà còn đem sẽ giáng lâm lần thứ hai lần thứ ba Tựa hồ còn xa không chỉ ba lần đơn giản như vậy. Liền ngay cả tiết tu thành cùng triệu bác viễn, cũng không phản bác lưu tình, đoán chừng có độ tin cậy 89 chín phần 10. Linh khí khôi phục lại là cái gì tình huống? Chẳng lẽ trước mắt đây hết thảy bắt đầu, sự kiện linh dị, thức tỉnh dị năng, tất cả đều là bởi vì cái này linh khí khôi phục sao? Tựa hồ giác tỉnh giả tu luyện, chính là dựa vào linh khí. Cùng hắn đi công pháp lộ tuyến, hoàn toàn hoàn toàn khác biệt. Nghe Tiết Tu Thành mấy người trò chuyện, chưa giác tỉnh người người bình thường, không cách nào hấp thu trong không khí linh khí, không cách nào dựa vào linh khí tu luyện, chỉ có thể ngơ ngơ ngát ngác làm cả một đời người bình thường. Ta không phải giác tỉnh giả, cũng không có thức tỉnh cái gọi là huyết mạch lực lượng, ta hiện tại công pháp tu luyện, cũng không phải là dựa vào năng lực thần kỳ của kinh văn gia người, càng ngày càng quỷ dị, phương chính trong lòng có chút mê mang. Mà lại, chính phủ tự hồ có một nhóm đặc thù nhân sĩ, tại Lam Sắc Huyết Nguyệt Giáng Lâm trước, sớm tại 10 năm trước đó, đã có thể tu luyện. Tự hồ là mười mấy năm trước, liền đã có rất nhỏ linh khí khôi phục dấu hiệu. Thẳng đến vài ngày trước Lam Sắc Huyết Nguyệt Giáng Lâm, mới thật sự là toàn diện bạo phát đi ra. Cho nên hắn mới có thể một cái đụng phải nhiều cao thủ như vậy, cường giả đến mức hắn ngay từ đầu lúc sinh ra ảo giác. Còn tưởng rằng đã thức tỉnh dị năng lực người, mỗi cái đều là ngay từ đầu đã thực lực lợi hại tiết tu thành mấy người còn tại nhẹ giọng trò chuyện nhưng điểm ấy thanh âm mảy may không làm khó được từ khi tu luyện về sau thính giác bén nhạy dị thường phương chính phương chính một mực ngưng thần lắng nghe dự định nhờ vào đó hiểu rõ hơn thế giới này lại qua một phút đột nhiên oanh thương binh không đợi được ngược lại chờ đến một tiếng to lớn tiếng nổ vang dưới chân mặt đất rõ ràng truyền đến chấn cảm liền liền thân thể chung quanh sương mù đều bỗng nhiên quấy chuyện gì xảy ra? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chỗ nào truyền đến tiếng nổ? Mấy người ánh mắt hoảng hốt. Phương Chính cũng là bị kinh đến, phía sau lưng tóc gáy dựng lên. Nhưng mà, chung quanh một mảnh nồng vụ bao phủ, bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ tình huống ngoại giới. Lúc này muốn liên hệ ngoại giới, cũng không có cách nào, từ khi bọn hắn tiến vào đáy sông sau đó, những sương mù này tựa hồ mang theo đặc thù điện từ quấy nhiễu, bộ đàm cùng điện thoại, ở chỗ này toàn bộ mất linh đúng lúc này phương chính cảm thấy dưới chân mặt đất truyền đến có chút rung động đồng thời rung động còn tại dần dần tần số cao rung động bắt đầu càng ngày càng rõ ràng dần dần từ rất nhỏ rung động chuyển thành chấn động trong nháy mắt phương chính sắc mặt đại biến hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thượng du phương hướng năm tạo vừa rồi kia âm thanh bạo tạc sẽ không phải là thượng du ngăn nước đập ngăn nước bị tạc mở a à. Phương chính tại chỗ hù đến toàn thân lông tơ nổ lên, dưới chân tiếp tục chấn động, rõ ràng chính là nước sông chính như dòng lũ chảy ngược mà đến. Đúng lúc này, bỗng nhiên, Tiết Tu Thành bỏ xuống phương chính ba người, một mình quay người điên cuồng trốn hướng trên bờ phương hướng. Triệu bác viễn lưu tại nguyên địa, trong ánh mắt có dãy dụa, nhìn xem lưu tình lại nhìn xem phương chính, hắn ngay tại làm lấy gian nan nhất lựa chọn. Lúc này không chỉ phương chính một người đoán được, ngăn nước đập ngăn nước rất có thể bị tạc rơi, những người còn lại cũng đều nghĩ đến điểm này, cho nên Tiết Tu Thành trực tiếp một mình đào tẩu. Hả? Phương Chính thân sắc khẽ động, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía trước mắt nồng vụ chỗ sâu, một giây, hai giây bỗng nhiên, chỉ gặp có bóng ảnh thước tha vặn vẹo bóng người, đang từ nồng vụ chỗ sâu đi tới. Mấy người hô hấp lập tức động lại. Lờ mờ bóng người, ngay tại nhanh chóng tiếp cận, đột nhiên. Một sợi xám trắng chi khí, từ những bóng người kia bên trong, như bay Nga dập lửa nhanh chóng bay về phía phương chính phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở, bị kinh văn gia người thôn phệ, đốt sáng lên thứ chín mai phù văn. Phương chính mặt lộ vẻ vui mừng. Là người. Là hạ nhập đáy xong những người kia ra. Nhưng mà tiếp xuống, ngoài ý liệu một màn xuất hiện, xám trắng chi khí 1, 2, 3. Xám trắng chi khí 4, 5. Mẹ nó a à. Phương chính lúc này da đầu liền nổ. Trên da đầu từng khỏa nổi da gà tạc lập mà lên Riêng này lập tức thu nhập Liền vượt xa hắn dĩ vãng tối cao một lần tiền tiết kiệm ghi chép bốn cái phù văn Lúc này, Phương Chính rốt cục thấy rõ lờ mờ bóng người Là rộng rã mười, hai mươi người ngay tại điên cuồng chạy tới gần Những người này cơ hồ đều là người người mang thương Đồng thời người người trên thân đều hoặc khiên hoặc ôm tầm hai ba người cùng một chỗ rút lui Trong đó có trọng thương mất đi hành động lực Lâm vào trong hôn mê người, cũng có từng cổ đã mất đi sức sống chiến hữu thi thể. Nhìn xem từng cổ băng lãnh thi thể, Phương Chính trầm mặt, nội tâm thở dài một tiếng, những người này đều là anh hùng. Sau đó hắn phát hiện đến một vấn đề, nhiều người như vậy vì cái gì mới chỉ xuất hiện năm sợi xám trắng chi khí. Thật chẳng lẽ như hắn phỏng đoán, những này cùng loại với oán khí, tử khí, âm khí các loại xám trắng chi khí, nhưng thật ra là có nhất định thời gian hạn chế. Mà không phải một khi cuốn lên chính là cả một đời Còn không đợi Phương Chính xâm nhập nghĩ lại Phương Chính tại những người này Rất nhanh phát hiện đến tên kia áo khoác da lạnh khốc nam Đối phương cũng nhìn thấy Phương Chính mấy người Tự hồ cảm thấy thật bất ngờ Phương Chính mấy người thế mà cũng không một mình cầu sinh đào tẩu Vị này cho tới nay lạnh lùng Đối với người nào đều là không thêm nhan sắc nam nhân Trong hai mắt hiện lên một vòng hết sức kinh ngạc thần sắc Nhưng hắn rất nhanh phát hiện đến tiết tu thành không thấy bốn người chỉ còn lại ba người, trong mắt hiển hiện một vòng lãnh sắc. Trốn. Mau trốn. Ngăn nước đập ngăn nước bị phát cuồng thi vương cho nổ, nước sông lập tức liền muốn quét sạch tới đây. Áo khoác da lạnh khốc nam hướng phương chính ba người lo lắng gầm thét lên. Nhưng thẳng đến những người này chạy vào đá xanh đường đi hành lang về sau, phương chính ba người mới bắt đầu đi theo đại bộ đội, cùng một chỗ cấp tốc rút lui. Mà đang rút lui quá trình bên trong, Phương Chính cũng rốt cục hiểu rõ đến tình huống. Nguyên lai like là hai khúc thi thể lâm vào vây quét dưới, mắt thấy là phải bị hàng ma tru sát, thi vương đột nhiên phát cuồng, trong đó một đoạn nửa người dưới, liều lĩnh phóng tới đập ngăn nước, thí tốt bảo xuất, thế mà hung ác đến bỏ qua hạ nửa đoạn thi thể, trên nửa đoạn thi thể mượn cơ hội này bỏ chạy ra vây quét, để thi vương lợi hại nhất nửa người trên trốn. Cái này thi vương đã có khí hậu, dần dần tu thành hạng bạc, linh dị cục điều tra người đào mở lăng mộ lên quan tài ý đồ tiêu diệt thi thể lại ngược lại làm cho thi vương có thoát ly đầu này chặn ngang trạm nước sông cơ hội hiện tại đang có một nhóm cường giả đối thi vương triển khai đuổi sát không buông truy sát nghe được thi vương đào tẩu đào tẩu vẫn là lợi hại nhất trên nửa đoạn thi thể phương chính hít vào ngụm khí lạnh ngay cả hắn đều thay linh dị cục điều tra người cảm thấy hơi có chút nhất cả trứng đây không phải phổ thông thi vương đây chính là trước khi chết quán khí sâu nặng bị chém ngang lưng hai khúc thi thể, sau khi chết thành xác Âm âm. Âm âm. Nước sông lao nhanh, nhấc lên cuồn cuộn dòng lũ, nhân lực tại thiên nhiên lực lượng trước mặt, là nhỏ bé như vậy. Ngoại giới trên bờ, giờ phút này sớm đã loạn thành hỗn loạn. Nhìn xem nước sông trào lên càng ngày càng gần, tất cả mọi người là sắc mặt khó coi. Cái này đấy sông hạ người, chỉ sợ là nhưng vào lúc này, một tiếng kinh hỉ reo hò, hô lớn mau nhìn có người đang từ đáy sông hạ ra là bọn hắn bọn hắn trốn ra được tất cả mọi người mắt lộ ra vẻ mừng như điên quả nhiên thấy có vài chục người xuất hiện tại trong tầm mắt cuối cùng hiểm lại càng hiểm đáy sông hạ hơn 10 người tại tối hậu quan đầu tất cả đều an toàn lên bờ oanh trong nháy mắt bộc phát sôi trào cùng hô thanh âm chỉ là ngay tại tất cả mọi người đắm chìm trong cùng hô tại không có người chú ý tới góc tối có một đạo cô độc một người thân ảnh, lặng yên ở giữa co cẳng mà chạy. Làm phương chính lén lúc thân ảnh, một lần nữa trở về tới ở chỗ ở thời điểm Đã là không sai biệt lắm trong đêm 11 giờ. Ngay tại phương chính xuất ra chìa khóa, vừa muốn chuẩn bị mở cửa, vừa đúng lúc này, nghe được sát vách hai cái nữ sinh viên hàng xóm trong phòng, truyền ra động tĩnh Tháng một lại sương, tháng hai lại ấm, tháng ba chợt lạnh chợt ấm, bởi vì còn tại trong mộng, Đột nhiên không kịp chuẩn bị Cứ thế hầu như nuốt thang Lâm Gia Bảo Nói thẳng tiếng người Đồng đồng Ta tối hôm qua lúc ngủ Giống như cảm lạnh được mùa xuân cảm cúng Hiện tại ít hầu nhiễm trùng Toàn thân không còn khí lực Ngươi có thế thuận tay cũng giúp ta ngược lại chén nước nóng Để cho ta cảm mạo sớm một chút tốt chứ sao Lâm Gia bảo Ngươi một bên nằm ở trong chăn bên trong Ông bạn bút ký truy kịch còn vừa ăn trộm hai ta bao khoai tây chiên, nửa hộp tiramisu, ngươi cho rằng ta Trần Đồng Đồng sẽ tin sao? Phương Chính lắc đầu, hai cái này con cú nữ sinh viên, lại nửa đêm tinh lực tràn đầy không ngủ được, tại điên điên khùng khùng. Sự tình lần trước, xem ra các nàng đã đi ra bóng ma tâm lý, vẫn là triều khí phùng thịnh người trẻ tuổi tốt. Bây giờ cũng liền hai mươi ngôi đầu lên Phương Chính, cảm khái một câu về sau, tiếp tục mở hán cửa. Kết quả là tại hắn một chân vừa bước qua cửa thời điểm, vừa lúc nghe được sau lưng có động tĩnh, cửa thang máy đinh một tiếng mở ra, là tăng ca trở về ngụy cảnh sát. Cho dù tăng ca đến sâu như vậy đêm khuya, trên thân đồng phục cảnh sát vẫn như cũ chỉnh tề nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, làm cả nhân khí chất càng lộ vẻ khí khái anh hùng hừng hực, quang minh lẫm liệt. Sau đó là quê nhà ở giữa lẫn nhau lễ phép tính gật gật đầu, xem như đã bắt chuyện qua. Hai người cũng không có quá nhiều ngôn ngữ. Phương Chính cũng không có đặc địa mặt nóng dáng đi lên, hết thảy liền giống như quá khứ, chạm đến là thôi bình tĩnh ở chung. Mà từ lần trước ở cục cảnh sát gặp qua một lần về sau, hai người đây là lần đầu lần nữa chạm mặt. Đối mặt các loại phức tạp vụ án, cục cảnh sát mỗi ngày đều tại tăng giờ làm việc mau chóng phá án, rất khó có bình thường đi làm làm việc và nghỉ ngơi, cho nên hai người rất khó đụng vào nhau. Lần trước tiểu thuyết danh sách sự tình, cảm ơn ngươi, ngụy cảnh sát tại mở cửa thời khắc Hướng Phương Chính nói lời cảm tạ một câu. Cảnh dân hợp tác vốn chính là chúng ta thân là công dân nghĩa vụ. Ngụy cảnh sát quá khách khí. Lại nói, Ngụy cảnh sát cũng đã ở uy chát bên trên cám ơn ta. Phương Chính cười cười. Mà lại ta còn phiền phức đến Ngụy cảnh sát, để Ngụy cảnh sát giúp ta hướng cảnh sát giao thông đại đội bên kia chuyển giao một phần gây chuyện cổ xe video, bắt gây chuyện chủ xe. Nếu như ta thật có đến giúp Ngụy cảnh sát, vậy chúng ta hai người cũng là đã thanh toán xong sự kiện kia vốn là không vi phạm vấn đề nguyên tắc, cũng có thể tính tại trị an xã hội trong sự quản lý. Nếu như là ta gặp được loại tình huống này, cũng giống vậy sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngụy cảnh sát ánh mắt quan minh lỗi lạc. Khi trước không quấy rầy ngụy cảnh sát nghỉ ngơi. Từng, ngươi cũng chú ý sớm nghỉ ngơi một chút. Hai người đều lẫn nhau có ăn ý chạm đến là thôi gặp nhau, sau đó riêng phần mình tiến vào gia môn. Canh giữ cửa ngõ tới cửa một khắc này, Phương Chính bỗng nhiên tinh thần có chút hoảng hốt dưới, hắn đột nhiên cảm giác đêm nay một màn này sao mà quen thuộc. Không biết vì cái gì, mỗi người kiểu gì cũng sẽ trải qua loại cảm giác này, làm ngẫu nhiên đụng phải một sự kiện, hoặc là thỉnh thoảng nghe đến một câu lúc, đột nhiên sẽ có một loại giống như đã từng quen biết ảo giác, phản phất sớm tại 5 năm trước, 10 năm trước, tại cùng một địa điểm, liền đã trải qua tương tự một màn. Phương Chính rất nhanh nhớ tới vì sao lại có loại này cảm giác quen thuộc. Hôm nay một màn này, hai cái rưỡi đêm không ngủ được nữ sinh viên, lại ngẫu nhiên gặp hàng xóm mới ngụy cảnh sát, không phải là cùng vài ngày trước làm sát huyết nguyệt giáng lâm một đêm kia, sao mà tương tự một màn sao? Đây chỉ là đoạn nhạc đệm, Phương Chính cũng không để ở trong lòng, làm khóa chặt cửa về sau, hắn đã không kịp chờ đợi lập tức xuất ra kinh văn gia người. Lóe lên lóe lên sáng lóng lánh. Một viên phù văn, hai miếng phù văn, ba cái phù văn. Lúc này Phương Chính, cực kỳ giống một cái tiểu tài nô, chính mừng khắp khởi một viên một viên lặp đi lặp lại đếm lấy đã thắp sáng phù văn. Không nhiều không ít, vừa vặn hết thảy mười mai phù văn. Phất nhanh a à. Phương Chính rốt cục cảm nhận được cái gì là một đêm chợt giàu. Phương Chính kém chút liền muốn đắc ý quên hình cười ra tiếng, tranh thủ thời gian nằm miệng lại, chỉ ở trong lòng vùng trộm trong bụng nở hoa. Cái này một đợt tuyệt đối không lỗ. Cũng không uổng công hắn mạo hiểm đi thông gian cầu lớn một chuyến. Đối mặt phất nhanh, phương chính tâm tình Tự nhiên là một mực thật lâu không cách nào bình tĩnh Như vậy cũng tốt so tùy tiện một quốc chim xuống dưới Dễ như trở bàn tay đào được một tòa lộ thiên mỏ thang Trong nháy mắt thành thang đá lão bản Cái này, bổ huyết đại dược có chỗ dựa rồi Dịch cân tẩy tủy kinh tầng thứ nhất Đại nhật kim chung tráo Chờ hắn trước mắt học được võ công cảnh giới Khẳng định cũng muốn nước lên thì thuyền lên một đoạn Phương chính từ bí ẩn gốc nhỏ cẩn thận từng ly từng tí lật ra dịch cân tẩy tủy kinh tầng thứ nhất cửu dương thần công tầng thứ nhất chờ mấy quyển bí tịch đến một đêm chợt giàu phương chính tự nhiên là tâm tư linh hoạt mở nhưng nghĩ nghĩ dù sao cuối cùng vẫn là từ bỏ tiếp tục cường hóa không trọn vẹn bí tịch xúc động mặc dù một đêm chợt giàu tiền tiết kiệm một cái bạo tăng đến 10 cái phù văn nhưng chính vì vậy mới càng thêm hẳn là thận trọng lựa chọn cường hóa phương hướng không nên tùy tiện lãng phí mới đúng giai đoạn trước phát dục giai đoạn vốn là tài nguyên khang hiếm quý giá càng hẳn là đầy đủ lợi dụng đến mỗi một tấc lưỡi đao phía trên tận lực làm được lợi ích tối đại hóa trải qua một phen trầm tư phương chính trong lòng đã dần dần có một cái kế hoạch hình thức ban đầu đầu tiên là bổ huyết đại dược cái này khẳng định là muốn nhất định phải cường hóa ra sau đó lợi dụng bổ huyết đại dược trước tiên đem hay dịch cân tẩy tủy kinh tầng thứ nhất cửu dương thần công tầng thứ nhất cùng đại nhật kim chung tráo, cuối cùng tầng hai đều luyện đầy. Bất kể nói thế nào, đã đều đã cường hóa ra đỉnh cấp công pháp, tự nhiên là không thể cứ như vậy bạch bạch đặt vào lãng phí. Mà cái này nhị môn bí tịch, làm đỉnh tiêm công pháp thứ hai, tu luyện hiệu quả tự nhiên là kỳ mạnh vô cùng, đầy đủ treo lên đánh các lộ phổ thông bí tịch. Vẹn vẹn là tẩy tuổi phạt kinh, cường hóa thể chất, cùng chí dương chân khí đối với lạnh tính, âm độc công pháp áp chế, không phải là âm quế quỷ vật loại khắc tinh sao, đều là phương chính trước mắt chỗ nhu cầu cấp bách đến năng lực. Bước thứ ba, chính là tìm một môn tinh thần bí tịch võ công, chuyên phá quỷ đã tường loại huyễn thuật. Đến lúc đó, tinh khí thần ba loại vừa vặn toàn bộ đều đốt kỹ năng. Tinh là thân thể. Khí là chân khí. Thần tức là thần hồn, tinh thần. Liên tục hai lần đại khái xuất gặp gỡ quỷ đã tường, cái này khiến phương chính có lửa xém lông mày cảm giác cấp bách nếu không phải lần trước hai đoạn thi thể quỷ đã tường, đã là phát sinh ở hắn tại nào đó bảo mua xong bí tịch giả về sau, hắn tại nào đó bảo mua 12 bản bí tịch giả bên trong, khẳng định sẽ có một bản tinh thần bí tịch võ công. Bước thứ năm, cần nghiệm chứng một cái, nội tâm đã sớm nảy sinh đã lâu ý nghĩ, một bản đã từng cường hóa bí tịch, đến cùng có thể hay không lại lần thứ hai cường hóa. Không phải chỉ không trọn vẹn bí tịch, mà là giống đại nhật kim chung tráo dạng này hoàn chỉnh bí tịch nhìn xem tiểu bổn bổn bên trên, bôi bôi vẽ tranh về sau, nhớ kỹ liếc nhà liếc nhít bút ký. Phương Chính lập tức mặt đen xuống tới, như thế tính toán xuống tới, mười mai phụ văn căn bản cũng không đủ a. À. Cái gì một đêm chợt giàu, tất cả đều là ảo giác. Hắn vẫn như cũ còn tại nghèo khó tuyến bên trên cho quốc gia cản trở. Làm chén này a giao nước, từ âm tráng dương không ho khan Phương chính một ngụm làm ánh sáng đen xì dược dịch. Sau một khắc, thể nội khí huyết phồng lên như hỏa lô, bàn bạc khí huyết tại toàn thân, màn da huyết nhục hạ cùng bạo tán loạn quen thuộc thống khổ, lần nữa quét sạch lực toàn thân. Phương Chính không còn chậm trễ, lập tức tu luyện đại nhật kim chung tráo. Có như thế dư thừa khổng lồ khí huyết, cung cấp tiêu hao phía dưới, lại một môn bí tịch, thành công bị Phương Chính luyện tới viên mãn. 12 tầng, viên mãn. Giải tỏa ra đại nhật kim chung tráo hình thái thứ hai, có một kim đúc chi chung che kín toàn thân. Chỉ gặp một ngụm như là hoàng kim rèn đúc, tương tự cổ sơ, trầm ổn quan thể Phật tự chung lớn, kiên cố như cương thiết, bao lại phương chính toàn thân, phòng hộ ngoại giới đau thương kiếm qua, thủy hỏa bất xâm. Tự như là thật có một vòng kim quan mặt trời hoành không chói mắt. Mà khi phương chính khí tức buông lỏng, cổ sơ Phật tự kim chung biến mất, một lần nữa hóa thành một tầng màng mỏng, chăm chú bám vào với hắn bên ngoài thân làn da phía trên thật giống như một tầng trắng màng bảo hộ thân thể mỏng như màu vàng tơ lụa chớp động lên nhàn nhạt ánh sáng màu vàng ống nếu như tầng tầng giải phẫu mở tầng này màng mỏng lại là khoảng chừng 12 tầng điệp da cùng một chỗ chặt chẽ thực chất phương chính hài lòng chi cực cái này đại nhật kim chung tráo luyện đầy về sau tổng cộng có hai loại hình thái theo thứ tự là chuông che đậy cùng màng chuông che đậy mới là hoàn chỉnh hình thái dạng màng thái hạ phòng hộ năng lực chỉ có chung che đậy hình thái bảy thành mà lại tại tai mắt mũi miệng chờ phòng hộ chỗ bạc nhược sẽ xuất hiện phá công thức ngắm mà chung che đậy hình thái dưới là toàn phương vị phòng hộ cơ hồ không có thước ngắm nhưng tệ lợi luôn luôn tương hỗ chung che đậy hình thái hạ tệ nạn chính là tiêu hao quá khổng lồ cần đầy đủ khí huyết đến chèo chống nó tiêu hao sau đó phương chính lại hết sức chăm chú tu luyện cửu dương thần công lần trước hắn khí huyết không đủ, chỉ là thoáng luyện được một tia khí cảm, liền không thể không bị ép đánh gãy đến tiếp sau tu luyện. Có bành trướng khí huyết chuyển hóa sinh vật có thế, chân khí lần theo chu thiên tuần hoàn. Cửu dương thần công là thuộc về chí dương nội công bí tịch. Bởi vậy chỉ thích hợp với ban ngày tu luyện mới có thể luyện được chí dương chân khí. Làm một vòng chu thiên tuần hoàn xong thời điểm, phương chính rốt cuộc minh bạch, cái thằng này vì cái gì chỉ thích hợp ban ngày tu luyện. Một tia đã lâu không gặp mặt trời bên trong đặc thù hạt năng lượng, theo chân khí tuần hoàn, bị dẫn đạo nhập thể, phủ lên bên trên chân khí. Trong nháy mắt, chân khí giống như bị tưới dầu nhóm lửa, nháy mắt sôi trào. Là thái dương thần hỏa. Phốc. Không có dấu hiệu nào, phương chính đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra, hắn tạng phủ bị đốt bị thương, kinh mạch truyền đến nóng bỏng thiêu đốt, nhói nhói cảm giác. Loại thống khổ này, giống như tại trong liệt hỏa, hút vào một ngụm hỏa diễm nội phủ bị thiêu đốt tổn thương lau đi khóe miệng huyết kế phương chính sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhật còn có chút khóc không ra nước mắt một mặt như ăn vào ruồi xanh phiền muộn hắn thân thể cường độ còn chưa đủ kinh mạch độ bền bỉ còn chưa đủ bởi vậy không chịu nổi bá đạo như vậy chỉ dương chân khí trong thân thể bá đạo du tẩu cùng tàn phá cái này cửu dương thần công dẫn đạo nhập thể thái dương thần hỏa nhưng so sánh kim cương bất hoại la hán số lượng mảnh nhiều kim cương bất hoại la hán cũng lệch nhu hòa một chút chủ yếu là tại tu luyện quá trình bên trong chậm rãi thuần phục giả tính nào giống cửu dương thần công vừa lên đến liền trực tiếp đem chân khí cho đốt lên than buồn a xem ra cái này cửu dương thần công tu luyện độ khó lớn cũng theo cường hóa cùng một chỗ bị nhất mạch tương truyền cha truyền con nối xuống tới giờ phút này bổ huyết đại dược dược hiệu vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Theo dừng lại tu luyện, bàn bạc khí huyết, lại bắt đầu để thân thể cảm thấy có chút phòng lên cảm giác, bất đắc dĩ, phương chính chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục đổi bí tịch. Ngẫm lại chính là nhất cả trứng A. Cái này, cửu dương thần công thật sự là sự tình mẹ. Liên tiếp tu luyện thất bại. liền ngay cả tam đại thần công một trong dịch cân tẩy tủy kinh đều không có như thế phiền phức. Sau đó, phương chính đưa mắt nhìn sang đại nhật kim chung tráo bên trên vừa vặn mượn cơ hội này nếm thử hạ có thể hay không lần thứ hai cường hóa bí tịch nguyên bản phương chính là nghĩ cường hóa kim cương bất hoại la hán rèn luyện thân thể cường hóa thể chất cùng kinh mạch coi là sau này tu luyện cửu dương thần công góp một viên gạch nhưng hắn cuối cùng từ bỏ nguyên nhân rất đơn giản kim cương bất hoại la hán chỉ có thể ở giữa trưa tu luyện bởi vì sớm tối muốn xảy ra chuyện mà hắn hiện tại liền nhu cầu cấp bách một bản bí tịch. Cầm lấy đại nhật kim chung tráo, đang lúc Phương Chính chuẩn bị mạnh hơn hóa thời điểm, trong tay hắn động tác đột nhiên đình trệ. Phương Chính đột nhiên não đại động mở. Không biết nếu như ta viết tay bí tịch, lựa chọn đối thủ chép bản bí tịch cường hóa, có thể thực hiện hay không? Nếu có thể thực hiện, không thể nghi ngờ là đối tương lai ít lợi không chỗ. Này niệm cùng một chỗ, phương chính cũng không còn cách nào áp chế mãnh liệt lòng hiếu kỳ lập tức bắt đầu viết tay bí tịch sau đó chỉ gặp phương chính hạ bút như có thần trợ tốc độ tay nhanh nhẹn múa bút thành văn giống như lối viết thảo đại sư phụ thể ngô đúng là lối viết thảo đại sư về phần nói đi đóng dấu sao chép cửa hàng quét hình đóng dấu hay là điện thoại ảnh chụp sao chép phương chính căn bản là không có hướng phương diện này động đầy suy nghĩ hiện tại bên trong cấp cao đóng dấu máy copy, đều sẽ mang theo tự động tồn trữ quét hình kiện, sao chép kiện công năng. Nói không chừng ven đường tùy tiện một nhà sao chép cửa hàng thiết bị bên trong, liền giữ mấy trăm người thẻ căn cước tin tức. Chú ý cẩn thận chút tổng không sai lầm lớn. Sau đó không lâu, một bản tập lối viết thảo đại thành người bí tịch võ công đại tác, rốt cục sao chép hoàn thành. Một tay bưng lấy kinh văn gia người, một tay bưng lấy phương chính duy nhất truyền thế bản độc nhất đại nhật kim chung tráo phương chính tập trung tinh thần trong lòng mặc niệm một câu đại nhật kim chung tráo cường hóa ngừng thở hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt phương chính nhìn chăm chú vào kinh văn gia người bên trên biến hóa một viên phù văn bắt đầu dần dần ảm đạm như tinh thần vẫn lạc tiêu tán không thấy sau đó là cái thứ hai phù văn dần dần tiêu tán tới đồng thời, viết tay bí tịch Đại Nhật Kim Trung Tráo bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Thần Hy Giáng Lâm Quen thuộc một màn lần nữa phát sinh. Từng trương trang giấy nhanh chóng lật qua lật lại, không ngừng thôi diễn, diễn biến. Đại Nhật Kim Trung Tráo, nhị. Cường hóa thành công. Lối viết thảo chữ viết cũng thay đổi vì tràn đầy nét cổ xưa, như thương long nằm sổng côi bảo cấp bậc đại sư bút tích thực. Quả nhiên là dạng này phương chính hai mắt lộ ra vui sướng thần thái sớm tại mấy lần trước cường hóa bên trong phương chính liền đã phát hiện đến một cái chi tiết mỗi khi cường hóa thành công bí tịch giả bên trên văn tự cùng đồ phổ đều sẽ nghiêng trời lệch đất cải biến một cái từ offline đạo bản làm ẩu xoay người biến thành ý vị sinh động truyền thần chi tác ý vị sinh hoa thải long mặt vũ tân chương phương chính bắt đầu lật xem hoàn toàn mới đại nhật kim chung tráo nhị thế mà từ ban đầu 12 tầng tiểu cảnh giới, biến thành hiện tại 24 tầng tiểu cảnh giới. Phương Chính Tráng rủ xuống mấy đạo hát tuyến. Dựa theo điệu bộ này, ba lần cường hóa, sẽ không phải là 36 tầng tiểu cảnh giới 4 lần cường hóa là 48 tầng tiểu cảnh giới đến cuối cùng, chẳng phải là đồng một tí trên trăm tầng tiểu cảnh giới. Mấy trăm tầng tiểu cảnh giới. Tê hô. Phương Chính hít vào ngụm khí lạnh, sau răng rảnh thật đúng là chua lạnh đây này ẩn ẩn có loại nhất cả trứng cảm giác nhưng lại tại cái này bỗng nhiên điện thoại truyền đến chấn động là đồng học nhóm có người tại toàn thể thành viên điện thoại truyền đến chấn động gờ rút bạn học đang có người tại toàn thể thành viên phương chính ấn mở bầy lúc bầy bên trong đã náo nhiệt thảo luận ra nguyên lai like là tại trụ thị huyên náo xung xao có quan hệ với tối hôm qua phát sinh ở thông gian cầu lớn thượng du nước sông đột nhiên phá tan đập ngăn nước ngành tương quan đã khẩn cấp làm ra giải thích. Ngành tương quan phát biểu tuyên bố xưng đây là một kiện chuyện ngoài ý muốn, bởi vì đập ngăn nước xuất hiện lỗ hổng, cho nên tạo thành chỉnh thể chủ thể sụp đổ. May mắn thời gian đêm khuya, lúc ấy cũng không tuyến đầu tiên làm việc nhân viên, cũng không có tạo thành nhân viên thương vong. Đồng thời đã vấn trách cùng tạm thời cách chức tương quan người có trách nhiệm vân vân. Sau đó thời gian, phương chính toàn thân tâm đều dốc lòng tại bế quan tu hành mỗi ngày một lần, kim cương bất hoại la hán, phục ma kim cương ấn, tất không rơi xuống. Sau đó đem dịch cân tẩy tủy kinh tầng thứ nhất, luyện tới viên mãn. Dịch cân tẩy tủy kinh tầng thứ nhất, có thể tăng trưởng một đầu cổ tượng chi lực. Nhưng trên thực tế, phương chính tinh tế thể vị một hồi thân thể biến hóa, hắn đại khái chỉ tăng trưởng không chấm tám trái phải cổ tượng chi lực. Thoáng một suy tư, phương chính liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân trong đó chỗ là bởi vì hắn trước tu luyện kim cương bất hoại la hán quan hệ. Cho nên dịch cân tẩy tủy kinh, một chút luyện lực chỗ cùng kim cương bất hoại la hán có chút trăm sông đổ về một biển, xuất hiện bộ phận trùng điệp, dẫn đến cuối cùng tu luyện hiệu quả đánh một chút chiết khấu. Phương chính hiện tại thân thể lực lượng, đại khái là tại 1.8 đầu cổ tượng chi lực. Cho nên nói, Phương chính mỗi lần nhìn thấy cổ tượng chi lực, liền có loại nhất cả trứng con hàng này đến cùng là thuộc về loại nào sinh vật. Hắn hiện tại cụ thể lại là mấy cân, mấy kg lực lượng. Đại Nhật Kim chung Cháo, nhị, luyện tới tầng 16. Tiên Thiên Khí Công tầng thứ nhất, luyện tới viên mãn, mượn nhờ môn này lúc trước từ nào đó bảo bên trên mua được 12 bản bí tịch giả bên trong đỉnh cấp công pháp, phương chính nhận thiêu đốt tổn thương kinh mạch, đạt được hoàn toàn khỏi hẳn. Tiên Thiên Khí Công là võ hiệp trong bí tịch đỉnh cấp công pháp một trong là thiên hạ võ học chiên nguyên cũng là đạo gia tuyệt diệu võ công tu luyện chân khí cùng cái khác bí tịch cũng khác nhau môn này bí tịch luyện là tiên thiên chân khí đủ để thấy không phải tầm thường chỗ đồng thời có được sinh sôi không ngừng kéo dài thuần hậu chân khí hiệu quả đồng thời còn có thế khử bách bệnh điều hư thực âm dương điều hòa trị liệu nặng nề nội thương các loại là tập đạo gia ôn dưỡng chân khí cùng dưỡng sinh dưỡng khí làm một thể đỉnh tim võ học nghe nói tiên thiên khí công luyện tới chí cao áo nghĩa chỗ nhưng sinh ra hư vô mờ mịt tiên thiên tạo hóa chi lực dù sao sau khi cường hóa bí tịch chính là như thế tạc mơ hồ giới thiệu so dịch cân tẩy tuỷ kinh cửu dương thần công giới thiệu đến còn càng mơ hồ có lẽ chính là bởi vì quá mơ hồ làm tu luyện tiên thiên khí công tầng thứ nhất chữa thương lúc phương chính lại có một cái ngoài ý liệu kinh hỷ phát hiện phương chính phát hiện khi hắn tu luyện tiên thiên khí công tầng thứ nhất thời điểm lại có điều hòa thể nội kia yếu ớt cửu dương chân khí, sống chung hòa bình, không có sinh ra xung đột. Cho tới giờ khắc này, Phương Chính mới rốt cục lý giải, tiên thiên khí công nhắc tới điều hư thực, điều âm dương chân chính hàm nghĩa. Quả nhiên không hổ là tiên thiên chân khí, thiên hạ võ học chi nguyên, dung nhập đạo gia dưỡng sinh, dưỡng khí áo nghĩa. Bất quá vì cường hóa, tiên thiên khí công tầng thứ nhất, hao phí tới tầng phương chính hai miếng phù văn, tiên thiên khí công hết thảy có chín tầng phương chính một đường bế quan khổ tu cắm đầu thăng cấp cho đến tôn ngọc thụ một chiếc điện thoại đột nhiên đánh tới phương chính lúc này mới chợt hiểu phát giác hắn lại bế quan bốn ngày điện thoại vừa tiếp xúc với lên chỉ nghe tôn ngọc thụ khẩn trương lo lắng thanh âm lập tức vang lên phương huynh đệ ta vừa nghe được những người kia nói trước mấy ngày lần kia nước sông đột nhiên phá tan đập ngăn nước là bởi vì đấy sông hạ chôn lấy hai khúc thi thể còn nghe được cái gì linh khí khôi phục Hai khúc thi thể đã đã có thành tựu, trở thành thi vương, đập ngăn nước bạo tạc chính là bởi vì thi vương chạy ra ngoài. Phương huynh đệ người bên kia không có sao chứ. Đập ngăn nước địa điểm phát sinh bạo tạc ngày, vừa vặn chính là ta thông tri phương huynh đệ, hắn bọn hắn muốn mạnh mẽ thanh lý thông gian cầu lớn vào cái ngày đó, về sau phương huynh đệ có đi thông gian cầu lớn sao, có hay không gặp được nguy hiểm. Tôn Ngọc Thụ đúng là có lòng, nhận được tin tức về sau, lập tức trước tiên quan tâm hắn. Phương Chính ở trong điện thoại cảm ơn Tôn Ngọc Thụ, nói mình không có việc gì, để Tôn Ngọc Thụ yên tâm. Hai người lại hàng huyên một hồi, bởi vì Tôn Ngọc Thụ bên kia quản lý đến phi thường nghiêm, rất nhanh liền vội vàng kết thúc cuộc nói chuyện. Kết thúc điện thoại về sau, Phương Chính nhíu mày. Hắn một mực tại hiếu kỳ một sự kiện, thế giới ngay tại phát sinh quỷ dị kịch biến, thế giới các quốc gia bình tĩnh như trước một mảnh, chính phủ các nước đến tột cùng dự định đối với chuyện này, còn muốn giấu giếm bao lâu dù sao giấy không gói được lửa. Là bởi vì đang có cái gì đặc thù bố cục sao? Phương Chính lúc này mới phát hiện, mình đã thật nhiều ngày không có đăng lục leo tường các đại thần diễn đàn, đã thật nhiều ngày không biết tất ngoại giới tình báo, thế là cầm lấy hắn hàng nội địa thần cơ lần nữa đăng lục diễn đàn. Có ảnh chụp làm chứng. Châu Phi nào đó nhà bảo tàng mấy giám thị, quay chụp đến sát ướp kinh dị phục sinh. Là có người đùa ác. Vẫn là thế giới này thật sự có quỷ thần tồn tại. Hy Lạp thần miếu cổ chỉ đột nhiên bị quân sự hóa phong tỏa, hết thảy du lịch hạng mục toàn bộ bị cấm chỉ. Dẫn đến đại lượng du khách ngưng lại nơi đó thành thị, đã dẫn phát đại quy mô kháng nghị. Phương chính sợ hãi cả kinh. Lập tức ấn mở xác ướp cái kia đạo thiếp mời, kết quả lại gặp 404 thần thú. Thế là ngược lại ấn mở Hy Lạp thần miếu cổ chỉ thiếp mời, lần này cuối cùng không còn 404. Chỉ gặp ảnh chụp đều là cao tiết xeo rõ ràng có thể thấy được quay chụp người ngay tại hiện trường. Trong tấm ảnh là một nhóm lớn ngưng lại du khách, ngay tại chỗ thành thị du hành đội ngũ. Du hành trong đội ngũ, bao gồm Á Âu Phi nhân loại, đến từ toàn thế giới các nơi du khách. Phương Chính sắc mặt một cái trở nên nghiêm nghị. Một bên nhấp nhô forum trang, một bên thỉnh thoảng phóng đại hình ảnh, rất nhanh liền lật đến tại lầu 2, lầu 3, lại có thiếp chủ mặt khác thượng truyền hai đoạn thiển cận nhiều lần. Hai đoạn thiển cận nhiều lần, đều là ngưng lại các du khách kháng nghị du hành đội ngũ giờ phút này nơi đó thành thị sớm đã toàn diện giới nghiêm liền ngay cả cảnh sát chống bạo động đều đã ra đường đầu vây lên bức tường người phòng ngừa du hành đội ngũ hướng cái khác đường đi lan tràn tràn diện một lần hỗn loạn đập video người khả năng cũng không chuyên nghiệp ống kính các loại lắc lư cơ hồ có một nửa ống kính đều là đang chạy trốn lắc lư bởi vậy rõ ràng độ có thể nghĩ phương chính tiếp tục hướng xuống lăn lộn phát hiện hồi thiếp số lượng cũng không nhiều, có thể là leo tường các đại thần làm dân kỹ thuật, đều tương đối thận trọng đi. Không có người hô lão thiết ủng hộ, song kích cái tán. Cũng không có người hô lão thiết 666. Bỗng nhiên, lật đến 16 lâu thiếp chủ hồi phục thiếp, hấp dẫn đến phương chính lực chú ý. Dựa theo thiếp chủ hồi phục, hiện tại chính phủ các nước đã an bài chuyên cơ chuyên viên, đến nơi đó thành thị tiếp đi ngưng lại du khách. Nhưng đây không phải trọng điểm, Trọng điểm là nơi đó đã bắt đầu toàn diện rút lui kiều bào. Chính phủ các nước đã hướng các đại du lịch xã phát xuống văn kiện, toàn diện rút lui kiều bào, cấm chỉ nơi đó hết thảy du lịch hạng mục. Rút lui kiều bào. Phương Chính không biết vì cái gì, khi thấy rút lui kiều bào hai, bốn v, chữ lúc đột nhiên lưng phát lạnh, có chút trùng mình tê cả da đầu, hắn bỗng nhiên toát ra một cái phỏng đoán. Lúc này, thiếp chủ hồi phục bên trong tiện tay đập tới một trương sân bay ảnh chụp lại gắt gao hấp dẫn lấy Phương Chính ánh mắt. Thời khắc này Phương Chính, bưng lấy điện thoại, hai con mắt một mực gắt gao nhìn chầm chầm ánh chụp. Hắn sẽ không nhận sai. Những quốc gia kia ngoài phái ra ngoài, phụ trách rút lui kiều bào nhân viên công tác bên trong, có mấy người khí chất rất đặc thù, đơn giản như hạo nguyệt tại hạt bụi nhỏ bên trong, như ngọn đuốc trong đêm tối rõ ràng. Đây là tu luyện người, mới có thể quẩn dưỡng ra độc hữu khí chất. Người tu luyện ở giữa, giống như nam châm hút nhau một chút liền có thể nhìn ra đối phương khí chất khác biệt phương chính một chút liền nhận ra những người này khí chất cùng linh dị cục điều tra những người kia là đồng loại trong nháy mắt da đầu nổ lên rút lui kiều bào linh dị cục điều tra hy lạp thần miếu cổ chỉ nơi đó đình chỉ hết thảy du lịch hạng mục phương chính nhíu mày khổ sở suy nghĩ cho nên nói có đôi khi thân là phổ thông bình dân chính là điểm này có chút nhất cả trứng, trong tay không có một chút tình báo nơi phát ra, cố gắng ngẩng đầu, cũng từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn tới miệng giếng. Phương Chính bắt đầu tiếp tục xem luận đàn thiếp tử, bất quá lại không có cái gì giá quá cao đáng giá thiếp mời, đoán chừng có giá trị thiếp mời, cũng sớm bị 404. Xem hai ba mươi phút sau, Phương Chính để điện thoại di động xuống, vuốt vuốt huyệt thái dương. Thời gian dài cúi đầu nhìn điện thoại thật đúng là cái thói quen xấu đâu. Bất quá rút lui kiều bào chuyện này, cũng lần nữa cho Phương Chính một lời nhắc nhở, hắn tuyệt đối không thể bởi vì vừa mới một đêm chật giàu, liền có lòng lười biếng thỏa mãn với trước mắt. Thế giới đã như điên hồ không còn bình tĩnh nữa. Hiện tại thiên địa đại thế, còn còn tại các quốc gia khống chế hạ bình tĩnh, càng là như thế, càng là hẳn là tại sơ kỳ mau chống phát dục, lấy ứng đối sau này càng quỷ dị hơn thiên địa kịch biến. Phương Chính một lần nữa cầm lấy hắn hàng nội địa thần cơ, sau đó đổ bộ nào đó bảo. Lục soát cửa hàng, Vũ Lâm Minh chủ đồ thư quán. Phương Chính, Võ Lâm Minh chủ, lần trước ngươi nói giúp ta tìm tinh thần võ công, có chỗ dựa rồi sao? Đã ngày thứ tư, một mực không đợi được Minh chủ trả lời chắc chắn. Len Ken. Tự động hồi phục, thân, bản điếm ngầm thừa nhận chuyển phát nhanh bốn thông một đạt. Phương Chính. Vũ Lâm Minh chủ đồ thư quán, thật có lỗi, để thân đợi lâu. Mấy ngày nay ta một mực tại nắm mấy cái bằng hữu, rốt cục thật vất vả vì huynh đệ ngươi tìm tới bản tinh thần võ công. Huynh đệ ngươi xác định thật muốn tinh thần võ công bí tịch. Dù sao việc này liên quan nhân thể yếu ớt nhất đại não bộ phận, người bình thường cũng không dám mua cái đồ chơi này. Phương chính, không có việc gì, ta lần trước tại võ Lâm Minh chủ nơi này mua 12 bản bí tịch, tu luyện hiệu quả khiến cho ta phi thường hài lòng. Cho nên ta lại tới làm võ Lâm Minh chủ khách hàng quen. Vũ Lâm Minh chủ đồ thư quán. Huynh đệ, ngươi sẽ không phải là mạng lưới người giả bị đụng a. À? Phương Chính Vũ Lâm Minh chủ đồ thư quán, trước đó nói xong, ta bản này tinh thần võ công có chút đặc thù, nếu như luyện sau xảy ra điều gì hậu quả, bản điếm tổng thể không phụ trách. Rất nhanh liền cùng lão bản quyết định giao hàng thời gian, hôm nay gửi ra, duyên hải tỉnh cơ bản ngày mai là có thể đến. Phương Chính liên tục căng dặn, hắn có cần dùng gấp, cần phải hôm nay liền gửi ra thuận tiện phương chính lại chọn lấy mấy quyển tu luyện thân thể phương diện bí tịch đương nhiên trở lên nói đều là bí tịch giả 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 chuyện quan trọng nói ba lần coi như phương chính đang muốn rời khỏi điện thoại vừa lúc tại lúc này điện thoại đầu đề đẩy đưa tới một đầu trụ thị bản địa tin tức thông gian cầu lớn đã lần nữa khôi phục thông xe phương chính đầu tiên là khẽ giật mình sau đó vội vàng click mở đầu đề tin tức, vội vàng nhìn lướt qua, cơ bản đều là chút chính thức học thuộc lòng thức trong tin tức cho, Phương Chính rất mau tìm đến tin tức trọng yếu, thông gian cầu lớn thế mà đã ở hôm nay khôi phục thông xe. Đây ý là thông gian cầu lớn đã triệt để an toàn, đã triệt để dọn dẹp sạch sẽ, Phương Chính lập tức nghĩ đến chỗ máu chốt. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang bế quan, có rất nhiều ngoại giới tin tức, một mực ở vào bế tắc, đến mức cũng không biết bên ngoài đã phát sinh như thế biến hóa lớn. Đã ngay cả đầu đề đều vì chính thức học thuộc lòng, chắc hẳn chuyện này 89 phần 10 là thật. Nếu như không phải có trăm phần trăm nắm chắc, thông gian cầu lớn tuyệt sẽ không tùy tiện khôi phục bình thường thông xe, dù sao vạn nhất tái xuất sự cố, liền muốn liên lụy đến càng nhiều giai tầng. Phương Chính trầm ngâm dưới, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Dự định khoảng cách gần nhìn xem thông gian cầu lớn, có lẽ còn có thể vận khí lần nữa bạo rạp, đạt được ngoài ý muốn chi tài xám trắng chi khí đâu. Dù sao một đêm kia bạo tạc, kinh người thanh thế, vẫn như cũ còn có chút rõ mồn một trước mắt. Đi ra ngoài. Đón xe. Ba bốn mươi phút sau, làm lưới hẹn lái xe song thông gian cầu lớn cuối cùng, phương chính đều lại chưa thu tập được xám trắng chi khí. Dù là ngay cả linh dị cục điều tra người, cũng không nhìn thấy một bóng người. Tự hồ, vài ngày trước kia một trận bạo tạc, tại truyền thông một mảnh tập thể trầm mặt phía dưới, rất nhanh liền bị mỗi ngày các loại minh tinh bát quái, mới nhất thông tin tin tức chìm đến đáy biển, để dân chúng rất nhanh lãng quên rơi vài ngày trước tin tức. Lưới hẹn dưới xe thông gian cầu lớn, đã dần dần ra trụ thị thành khu. Thế là, phương chính để lưới hẹn xe lái xe một lần nữa quay đầu, một lần nữa về trụ thị. Ngay tại lưới hẹn xe ngang quay đầu, phương chính ánh mắt nhìn thấy trụ thị bên ngoài mênh mông hơn thế giới lúc, đột nhiên khẽ giật mình liền liền tại trụ thị bên trong, đều sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, thậm chí còn ra một cái thi vương, như vậy tại ngoài tầm tay với, trụ thị bên ngoài thôn trang, rừng sâu núi thẳm thôn nhỏ, lại đều sẽ là như thế nào tràn cảnh. Làm nghĩ đến lúc này, phương chính đáy lòng bốc lên thấy lạnh cả người. Hắn nghĩ tới lâm sắc huyết nguyệt giáng lâm đêm đó, nhìn thấy một tên dân mạng thiếp mời. Trong núi sâu, có ly kỳ tử vong tân nương, quỷ dị nằm tại người khác trong quan tài. Phương Chính trong lòng, bỗng nhiên có chút không hiểu kiềm chế, nặng nề, tự như đè ép một khối đá, để hắn ngạt thở đến có chút không thở nổi. Một đường trong trầm tư, ngoài cửa sổ phong cảnh nhanh chóng rút lui. Làm lưới hẹn xe một lần nữa lái vào nội thành về sau, tâm tình có chút kiềm chế, nặng nề Phương Chính, để lưới hẹn xe lái xe tại nửa đường dừng lại, sau đó hắn đi bộ về nhà, dự định nhờ vào đó giải sâu một chút. Lúc này, trời chiều dần dần hoàng hôn, sắc trời đã dần dần gần đen, chân trời ráng đỏ như người máu tươi, tinh hồng, tinh hồng. Mặt trời lặn không có nhiệt độ, chỉ có cảm giác âm lãnh. Nhưng rất nhanh, phương chính tráng rủ xuống mấy đạo hát tuyến, cái này hố cha lưới hẹn xe, thế mà đem hắn đặt ở một nhà đủ tắm cửa tiệm. Nguyên bản tâm tình có chút đè nén phương chính, không khỏi nghĩ đến một cái liên quan tới một trăm nguyên yêu đương tiết mục nhỏ. Chúng ta là tại ven đường nhận biết, lúc ấy ta đi ngang qua nhà nàng, ta liếc nhìn nàng, nàng cũng liếc nhìn ta, lập tức cảm thấy vừa thấy đã yêu tình yêu dáng lâm. Ta liền đi nhà nàng cùng nàng chỗ nửa giờ, nhưng về sau ta phát hiện chúng ta cũng không phù hợp, liền chia tay, sau đó ta cho nàng 100 nguyên tiền chia tay. Đúng lúc này, phương chính điện thoại, bỗng nhiên vang lên. Điện báo người biểu hiện, lại là vài ngày không có liên lạc thổ hào đông. Phương Phương, lần trước nói phim diễn quần chúng sự tình, ta đã. Túc túc, Phương Chính mặt đen lên, trực tiếp cúp điện thoại. Nằm tạo, ngươi trước đùng cúp. Túc túc, lại là âm thanh bận. Ta trực tiếp uy chắc định vị cho ngươi địa chỉ, vị trí có chút xa, là tại một cái thâm sơn đập chứa nước, thổ hào đông rốt cục học thông minh, lần này vừa lên đến chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nghiến răng nghiến lợi nói. Uy chắc run run, Phương Chính rất nhanh liền tiếp thu được uy chắc cùng hưởng địa chỉ. Phương Chính xem xét địa chỉ thật đúng là có đủ rừng sâu núi thẳm bên trong ngồi xe đều muốn từ buổi sáng một mực ngồi vào xế chiều có quan hệ với chạy tới phim đoàn làm phim làm diễn quần chúng chuyện này sớm tại vài ngày trước phương chính đã đáp ứng lữ đông bồi lữ đông cùng đi đoàn làm phim tăng thêm lòng dũng cảm đi gặp thổ hào đông trong lòng nữ thần vì kia làm hạ nhân khí lửa nóng nhất bốn hoa đáng một trong một tuyến nữ tinh dịp thiên khởi mà lữ đông hiện tại liền đã tại đoàn làm phim bên trong hắn vừa vặn tại trụ thị nơi đó có chút phương pháp hiện tại đã chạy đi đoàn làm phim bên trong trước hỗn cái quen mặt bất quá đoàn làm phim trước mắt cũng là vừa mới đến lữ đông liền đã không kịp chờ đợi lập tức gọi điện thoại liên lạc hắn đoàn làm phim hiện tại nhân viên còn chưa toàn bộ đến đông đủ trước mắt chủ yếu là đang quay một chút lấy cảnh ống kính cho nên hắn còn có mấy ngày thời gian mà nghe lữ đông lời nói bên trong đắc chí giống như cái này phim còn thật không đơn giản là một bộ hiện đại đề tài quân sự mời đến rất nhiều đại minh tinh phim phát sinh cố sự chủ yếu là phát sinh ở nước ngoài một lần hành động quân sự lần này chỉ là ở trong nước lấy cái cảnh sau đó đập vài đoạn trong nước ống kính cụ thể kịch bản nội dung lữ đông tự nhiên tiếp xúc không đến cũng chỉ có đoàn làm phim đạo diễn chờ trọng yếu nhân viên mới có thể biết hoàn chỉnh kịch bản lại hàng huyên một hồi lúc này điện thoại di động kêu lên thắp điện áp cảnh cáo lượng điện đã chỉ còn không đủ 20%. Lúc này sắc trời đã hoàn toàn gần đen. Xem xét điện thoại thời gian, 19 giờ 3 phút. Ta họ Hà, gia gia của ta gọi Hà Thất, phụ thân ta gọi Hà Bác, đến ta mạch này lúc, thế là thuận lý thành chương gọi Hà Cửu, ngươi cũng cảm thấy nhà chúng ta rất kỳ quái đúng không? Một lần về nhà tế tổ, ta trong lúc vô tình tìm tới nửa bản liên quan tới phong thủy tướng thuật sách bởi vì trang bị bộ phận bị người vì xé toan, cho nên ta cũng không biết quyển sách kia kêu cái gì. Thời điểm đó ta, ra ngoài hiếu kỳ và chơi vui, thế là lật nhìn một đoạn thời gian, nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn trong hiếu kỳ thô sơ giảng lược lật xem. Mà cũng là bởi vì lần này hiếu kỳ, trong vòng một năm sau đó thời gian, lại cho ta liên tiếp trước lấy thiên đại phiền phức, mấy lần hiểm tử hoàn sinh. Châu Âu hắc vu thuật, Đông Nam Á nguyền rủa, tén, thuật, hàng đầu thuật, thứ phù trong năm qua bên trong tất cả đều bị đụng vào ta, mà ta đụng tới chuyện thứ nhất chính là Đông Nam Á Thứ Phu. Lần này, cũng là hung hiểm nhất một lần, ta kém chút chết mất hai lần. Nguyên nhân gây ra là một tên nữ sinh viên, danh tự đã có chút nhớ không rõ. Tên này nữ sinh viên cùng mấy vị bằng hữu, đi một chuyến Đông Nam Á du lịch sau khi trở về, trên thân có thêm một cái thứ phụ, liền văn tại nơi ngực, mùa hè cổ áo hơi thấp một chút liền có thể nhìn thấy. Người trẻ tuổi đều thích truy cầu cá tính, ở trên người văn cái thân, bản thân cái này cũng không phải là cái gì quá lớn sự tình. Mà lại có thế văn thứ phù, cũng là hoặc nhiều hoặc ít có chút tin tưởng nơi đó dân gian một chút thuyết pháp, nói thứ phù có thế khử bệnh cản tai, đi vận rủi, đưa tới hảo vận vân vân. Nhưng là, chính là bởi vì đại gia ngay từ đầu, đều cho rằng tên này nữ sinh viên chỉ là văn một cái bình thường thứ phù, cũng không làm chuyện gì, mới đưa đến tiếp xuống bắt đầu phát sinh từng kiện kinh khủng sự tình. Thẳng đến về sau chân tướng để lộ, Tất cả mọi người đối mặt sau cùng không thể tưởng tượng chân tướng lúc, cũng không khỏi sau lưng mọc lên lên thấy lạnh cả người, kia là từ sâu trong đáy lòng bốc lên hàng ý, người biết quỷ kinh khủng, quỷ hiểu lòng người độc, có đôi khi lòng người sau quỷ còn đáng sợ hơn. Sau đó ta liền kỹ càng giảng thuật, cái này kém chút để cho ta chết mất hai lần Đông Nam Á thứ phù. Buổi tối thư viện, vắng vẻ không người, từng dãy chỗ ngồi, tất cả đều là trống không. Toàn bộ thứ ba lâu thư viện, chỉ có ngụy du nhiên một người ngồi một mình ở dựa vào tường nơi hẻo lánh ở sau lưng nàng chính là một cánh cửa sổ ngoài cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy đen sì một mảnh bóng đêm không nhìn thấy bất kỳ ánh trăng phản phất lấp kín hắc ám chính ghé vào ngoài cửa sổ dùng sức hướng bên trong nhìn lén thư viện trời vừa tối cơ hồ đã không có nhiều người huống chi đây là một tòa lão đồ thư quán lâu năm thiếu tu sửa tróc ra tường sơn móng tay vết khắc bốn cái chân bàn gỗ trời vừa tối trống rỗng thư viện liền bắt đầu lâm vào đè nén quỷ dị yên tĩnh, phản phất để cho người ta tiến vào giam cầm phong bế thế giới, cùng ngoại giới hình thành hai thế giới. Lúc này ngụy cảnh sát, mặc trên người sinh hoạt trang phục bình thường, lá gan rất lớn một người điềm tĩnh mà ngồi, yên tĩnh nhìn xem trong điện thoại di động điện tử tiểu thuyết, toàn bộ lầu ba thư viện cũng chỉ có nàng một người. Tại bên tay nàng, thì là một bản từ lật ra về sau, liền lại chưa lật qua lật lại qua một tờ thực thể sách thời gian từng phút từng giây trôi qua. 19 giờ 30 phút, 20 giờ 20 giờ 30 phút, 20 giờ 50 phút đảo mắt đã sắp đến thư viện đóng quán 21 điểm. Lúc này, Ngụy Du Nhiên để điện thoại di động xuống, ngồi bút bắt đầu ở giấy nghiệp bên trên, sàn sạc nhẹ vang lên viết động, đây là bản gia trâu trang bị bản bút ký. Bản bút ký bên trên chữ viết tinh tế xinh đẹp, ghi chép tràn ngập một chuỗi dài mỗi ngày hành trình. Ngày mùng 6 tháng 4 Thả mồi ngày thứ bảy Địa điểm, dư tú khu số 3 thư viện của quán Đọc hàng tà sư 18, 32, 20, 50, hết thảy bình thường Đi thêm về phía trước lật thì là ngày mùng 5 tháng 4 Thả mồi ngày thứ 6 Đọc phong thủy quan tài sự tình 19, 07, 20, 50, hết thảy bình thường Ghi chép một mực lật lên trên, rồng đã 7 ngày thời gian, số 5 hàng tà sư, Số 4, phong thủy quan tài sự tình Số 3, quỷ thi thám tử Số 2, ban đêm chỉ có ngắn gọn 5 cái chữ Lâm thời có hành động Số 1, người sống cấm kỵ Ngoại trừ trong đó có 2 ngày Viết lâm thời có hành động Còn thừa 5 ngày bên trong Mỗi lúc trời tối đều là đổi đọc một bản chí quái loại tiểu thuyết Làm lật xem đến ngày đầu tiên ghi chép lúc Đúng lúc là Phương Chính gửi đi tiểu thuyết danh sách ngày ấy Cũng chính là Phương Chính ở cục cảnh sát làm cái ghi chép sau ngày thứ hai mà ngày mùng 2 tháng 4 ngày đó lâm thời có nhiệm vụ, vừa lúc chính là đập ngăn nước bạo tạc, Phương Chính đêm khuya 11 điểm sau lúc về đến nhà, cùng Ngụy Du Nhiên gặp nhau ngày đó. 20 giờ 55 phút phân, Ngụy Du Nhiên tinh tế bày ra tốt cái bàn, mang đi tất cả vật phẩm tùy thân, đều lần nữa đem đọc thư tịch thả lại tủ gỗ trên giá sách. Ngụy Du Nhiên đi ra thư viện lúc, vừa vặn 21 điểm, sau lưng thư viện đúng giờ đóng quán. Làm phương chính chậm rãi đi bộ trở lại cư xá phụ cận lúc, đã là sắp ban đêm 21 điểm sau, khi hắn đi ngang qua cư xá bên ngoài bốn mùa đường lớn hiệu thuốc cổng lúc, hắn theo bản năng hướng bốn mùa đường lớn hiệu thuốc bên trong nhìn một cái. Nói đến, hắn đã vài ngày chưa chạm đến dương lão bản, cũng chính là tiểu tuyết ba ba. Bỗng nhiên, không có dấu hiệu nào. Xám trắng chi khí, một. Phương chính sửng sốt, theo sát lấy, ánh mắt gắt gao tiếp cận bốn mùa đường lớn hiệu thuốc bên trong, một tên người mặc sạch sẽ áo khoác trắng, vừa vặn tại cho người ta cho thuốc trung niên bác sĩ. Khi trực câu câu ánh mắt, tự như là trong sa mạc đột nhiên gặp được điều hòa không khí phòng, mắt bốc lục quan. Dương Phi Chương vừa cho bệnh nhân mở xong thuốc cảm mạo, đột nhiên cảm thấy phía sau lưng lạnh lẽo, hát xì, nhìn không được hát xì hơi một cái. Đưa tiễn bệnh nhân, hắn vừa mới bắt gặp đứng tại cửa tiệm phương chính, chính hai mắt trực câu câu nhìn hắn chầm chầm. Ôi! Dương Phi chương phiền muộn, nguyên lai là phương chính A, à, trên mặt ta có hạt cơm, vẫn là cơm tối có rau quả kẹt tại trong kẻ răng. Nói xong còn vội vàng đối pha lê tủ thuốc, loại bỏ xỉa răng, không có cái gì A. À. Dương lão bản! Nghĩ không ra ngươi thì ra là như vậy tử người. Thu thiệt hắn còn một mực bỏ gần tìm xa, khắp nơi đi tìm, linh dị cục điều tra, đám người kia, tại trụ thị căn cứ ở nơi nào nhìn xem từ dương lão bản trên thân hao đến một sợi xám trắng chi khí phương chính trong đầu hiện tại chỉ có một câu đi mòn gót sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu dương lão bản tại con đường này mở tiệm thuốc thời gian nếu như phương chính nhớ không lầm giống như đã có rất nhiều cái năm tháng ra ngoài ý định nghĩ không ra dương lão bản ngươi thì ra là như vậy tử người tứ quý đường lớn hiệu thuốc bên trong đối mặt phương chính trực câu câu ánh mắt dương phi chương hiển nhiên là có chút tê cả da đầu lúc này phương chính trong lòng một cái thoáng hiện qua rất nhiều suy nghĩ hắn đột nhiên phát giác làm người mình quen bỗng nhiên có một ngày trở nên hoàn toàn xa lạ lúc ngược lại quên nên như thế nào đánh câu đầu tiên chào hỏi chẳng lẽ muốn hắn nói này dương lão bản nghĩ không ra ngươi lại là ẩn thế công chức hoặc là dương lão bản ngươi có phải hay không vừa mới trừ ma một cái quỷ vật trở về ngưu bức điểu oanh thiên nếu như lại trực tiếp điểm dương lão bản, xin hỏi các ngươi đơn vị tại trụ thị tổng bộ, thiết lập tại chỗ nào? Làm sao ngươi còn thân kim lấy y đức thiên hạ thứ hai nghiệp vụ? Giờ khắc này, Phương Chính trong đầu chuyển rất nhiều suy nghĩ, có đôi khi ngẫm lại đều rất kỳ diệu, đại não của con người tư duy, lại có thể tại trong một giây thoáng hiện qua 10 cái ý nghĩ, thậm chí kỹ càng đến mỗi một cái trình tự nên như thế nào hoàn thành. Nhưng cụ thể phản ứng đến trên thân thể, liền rõ ràng cảm thấy thân thể theo không kịp đại não tư duy tốc độ. Liền giống với lúc này Phương Chính, hắn khóe mắt liếc về dương lão bản sau lưng quầy thu ngân bên cạnh, đặt vào một hộp lá trà hộp sắt, lá trà bao bên ngoài lắp đặt in tiên đài trà sơn, bốn chữ. Lập tức tư duy nhanh chóng thần triển khai. Trụ thị có nhất tuyệt, chính là trứ danh phong cảnh du lịch khu tiên đài trà sơn. Hương trà núi cao mây mù chất, nước ngọt u tuyền sương làm hồn mà tại tiên đài trà sơn dưới chân chính là tới tiếp giáp đại học thành đại học thành phụ cận nhiều nhất chính là đến từ tiên đài trà sơn bên trên lá trà bây giờ đang là hái trà tốt nhất mùa thanh minh trước sau chính là trà mới đưa ra thị trường tập trung thời gian hết thảy tư duy va chạm đều chỉ tại chớp mắt thời gian khi thấy lá trà học sắc một khắc này tư duy nhanh hơn thân thể phản ứng phương chính nguyên bản muốn nói lời liền biến thành một bộ khắc não mạch kín dương lão bản ngươi hôm nay đi đại học thành rồi. Dương Phi Chương kinh ngạc, Phương Chính làm sao ngươi biết ta hôm nay đi qua đại học thành bên kia. Phương Chính lúc này đã đi vào tiệm thuốc bên trong, ngón tay chỉ lá trà hộp sắt, nói ra là cái này hộp còn không có hủy đi phong lá trà hộp sắt, nói cho ta. Hôm Phương Chính, Dương Lão Bản dựng thẳng lên ngón cái. Lúc này, Phương Chính mới lưu ý đến, Dương Lão Bản vừa vặn ngăn trở sau lưng ngay tại làm bài tập tiểu tuyết, tên này mang theo bảo thủ quê mùa, thật dậy gọng kiến học sinh cấp 2 tiểu nha đầu, nghe tiếng về sau, đã ngẩng đầu nhìn đến tiếng vào trong tiệm phương chính. Ha ha, một cái ha ha cười lạnh ánh mắt dết, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, lại rõ ràng để cho người ta cảm nhận được trong mắt trào phúng. Phương chính lúc này liền lá gan rung động xuống, nhìn không được nhã rảnh, vì cái gì linh dị cục điều tra manh mối, hết lần này tới lần khác xuất hiện tại dương lão bản trên thân. Hắn đau đầu nhất đụng phải tiệm thuốc lão bản nữ nhi. Hít vào ngùng khí lạnh, sau răng rảnh thật đúng là chua đây này. Cha, Phương Chính lại tới mua ít mẫu thảo, tiểu tuyết quay đầu đối dương lão bản nói. Dương Phi Chương không tin nói, nói mò, nam nhân làm sao có thể mua ít mẫu thảo. Tiểu tuyết ha ha nhìn một chút chính tâm hư ánh mắt né tránh Phương Chính, tiếp tục quay đầu đối dương lão bản nói, cha, Phương Chính có bạn gái, đây là cho hắn bạn gái mua. À, đây là sự thực sao, Dương Phi Chương mừng rỡ, trong hai mắt rõ ràng có hai đạo bát quái chi hỏa đang thiêu đốt. Phương Chính chúc mừng chúc mừng, đàm bao lâu, bạn gái nhà ở chỗ nào, là làm cái gì ngành nghề, lúc nào mời chúng ta những này hàng xóm cũ ăn kẹo mừng. Phương Chính lúc này mặt liền tối. Tiểu tuyết hướng ngươi ném đến một bao thức ăn cho chó, thời điểm ra đi còn nhìn thoáng qua của ngươi mặt chó, thuận tiện đóng lại cửa chó, ngươi trong lòng chó cảm nhận được đến từ độc thân ung tuyệt vọng. Đồng thời, dương lão bản hướng ngươi ném đến thức ăn cho chó với một bao hướng ngươi ném đến thức ăn cho chó với hai bao ba bao tám mươi bảy bao chín mươi chín bao chín chín mươi chín bao ngươi cảm nhận được đến từ một vạn điểm bạo kích tổn thương thế là ngươi cự tuyệt thức ăn cho chó cũng một cước đá ngã lăn bát chó phương chính đã có thể suy ra hắn có bạn gái sự tình ngày mai đoán chừng toàn cư xá mọi người đều biết ngươi lớn nói chuyện tiểu hài chớ sen mồm phương chính chột dạ nhìn một chút tiểu tuyết Kết quả chỉ đổi đến tiểu tuyết ha ha cười lạnh ánh mắt vết. Ha ha. Sau đó, Phương Chính cố ý tại tiệm thuốc bên trong, lề mà lề mề chờ đợi 3-40 phút, kết quả lại không được đến sám trắng chi khí. Phương Chính thất vọng, xem ra thuốc này cửa hàng, chỉ là dương lão bản cá nhân trụ sở, cùng, linh dị cục điều tra, những người kia căn cứ, phân bộ loại hình, cũng không cái gì liên quan. Hắn hôm nay chỉ là vừa lúc gặp phải thời gian, có lẽ là dương lão bản vừa vặn trừ ma xong trở lại trong tiệm, này mới khiến hắn may mắn hao đến một sợi xám trắng chi khí. Trước khi đi, nhiệt tình dương lão bản nhất định phải đưa phương chính cái lễ gặp mặt, cho là chúc mừng hàng xóm phương chính rốt cục thoát đơn. Dương lão bản định đem kia hộp hôm nay vừa mua lá trà đưa cho phương chính, phương chính tự nhiên là không muốn chiếm người tiện nghi, vội vàng nói không muốn. cha đưa phương chính một hộp lục vị địa hoàng hoàng đi, phốc. Phương Chính phản phất nghe được một đau đâm tâm thanh âm, trong nháy mắt bạo kích 10 vạn điểm thương tổn. Dương Phi Chương giật mình nói, người trẻ tuổi xác thực không thế nào uống trà, Phương Chính, cái này học lục vị địa hoàng hoàng A, Phương Chính người đâu? Phương Chính sớm đã chạy trối chết, chạy ra tiệm thuốc. Kết quả hắn tại cửa tiểu khu, lại đụng phải vừa vặn lái xe trở về ngụy cảnh sát. Phương Chính khẽ giật mình, có chút kinh diễm đến, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy mặt sinh hoạt trang phục bình thường ngụy cảnh sát, bình thường đều là một thân nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ đồng phục cảnh sát, để cho người ta có một loại khoảng cách cảm giác, uy nghiêm cảm giác. Nghĩ không ra một thân sinh hoạt trang phục bình thường thời điểm, ngụy cảnh sát trên thân lại có một loại khác thư hương môn để hàm dưỡng khí chất. Ngụy du nhiên dừng xe, hiếu kỳ nhìn một chút phương chính, ta vừa rồi giống như nghe được, dương thúc thúc nói đến lục vị địa hoàng hoàng. Ngày kế tiếp, Tứ quý đường lớn hiệu thuốc, mỗi ngày đều là 7 điểm không đến, đã sớm mở cửa. Phương Chính đi ra ngoài mua bữa sáng lúc, giả tá từ cửa tiệm thuốc đi ngang qua, nhìn thấy Dương Lão Bản đang nhìn cửa hàng, hắn cũng lại không thu thập đến xám trắng chi khí. Sau đó không lâu, Phương Chính thân ảnh, ngồi lên tiếng về đại học thành phương hướng xe buýt. Đến từ tiên đài trà sơn lá trà. Đi qua đại học thành. Khó được rốt cục có manh mối nổi lên mặt nước, không còn là một mực hai mắt lúng cuốn, trời vừa sáng, Phương Chính tự nhiên là không kịp chờ đợi tiến đến Đại học Thành, nhìn có thể hay không tìm tới, linh dị cục điều tra, cái khác manh mối. Trên xe hưng phấn xoa xoa tay, Phương Chính một mực chưa quên hắn nhổ lông cựu đại nghiệp. Tới đồng thời, Phương Chính thuận tiện lấy thêm ra hắn hàng nội địa trí năng cơ, đổ bộ leo tường đại thần tụ tập diễn đàn. Đây cơ hồ là thành Phương Chính, mỗi sáng sớm phải làm một cái thói quen. Hắn nhưng vẫn luôn nhớ, muốn lại từ trụ thị bệnh viện nhân dân nhổ lông cừu phía trước hai lần cho ra kinh nghiệm là buổi sáng đạo sĩ chỉ bất quá mấy ngày gần đây một mực bình tĩnh lại một lần ngồi chờ thành công buổi sáng hôm nay lần nữa chụp lén đến có một cái lão đạo sĩ tiến vào trụ thị bệnh viện nhân dân thiếp chủ ta quyết định lần này mạo hiểm chui vào một lần trụ thị bệnh viện nhân dân tìm tòi hư thực phương chính đuôi lông mày vui mừng lập tức đổi thừa mặt khác đường xe buýt trụ thì bệnh viện nhân dân đến, xuống xe hành khách mời mang theo tốt hành lý của ngài vật phẩm, từ cửa sau xuống xe. 7 giờ 55 phút. 7 giờ 56 phút. Thời gian từng phút từng giây nhảy chuyển, làm Phương Chính đợi đến 8 giờ mười mấy tiến hành cùng lúc, một sợi xám trắng chi khí, từ bệnh viện nhân dân bên trong dân lên. Xám trắng chi khí 1 một. Phương Chính lúc này mừng đến mặt mày hớn hở, hắn chợt phát hiện, mình đây chẳng phải là đang chơi làm ruộng lưu, Avatar, sao? Hắn từ lúc mới bắt đầu nghèo rất mồng tơi, bắt đầu số không đồng ruộng, theo một người chậm rãi thăm dò ngoại giới, sát trùng, nhổ cỏ, lại đến khai khẩn đào được chất phi nhiêu cánh đồng, bây giờ đã mở khẩn ra có được cố định sản xuất hai khối đồng ruộng. Một khối đồng ruộng là trụ thị bệnh viện nhân dân. Trước mắt sản xuất là một xám trắng chi khí. Nhưng đây là khối thổ chất phi nhiêu đồng ruộng, có rất lớn có thể sẽ hướng 2, 3, 4 phát triển tiềm lực đáng giá trọng điểm chú ý. Một khối đồng ruộng chính là tứ quý đường đại hiệu thuốc. Mảnh đất này thổ chất khả năng liền bình thường chút, tại trong ngắn hạn sản xuất, có lẽ đều sẽ ổn định tại một xám trắng chi khí. Đúng, mảnh đất này bên trong còn có cái lãnh ngạo kiều tiểu hồ ly. Thỉnh thoảng lật úp bát chó, cũng đối chủ nông trường làm ra tập kích hành vi, để chủ nông trường cảm thấy đau đầu. Lúc này, Phương Chính lấy quyền kích trưởng, trên mặt chững chạc đàng hoàng, làm ra một cái quyết định. Vì đề cao kinh tế giá trị sản lượng, hắn nhất định phải càng nhiều khai khẩn ra ruộng đồng, không thể chỉ an nhàn ở trước mắt hai khối ruộng. Ngô Khối thứ ba đồng ruộng, rất có thể ngay tại Đại học Thành xung quanh một vùng. Sau đó hắn liền muốn cố gắng khai khẩn Đại học Thành bên kia. Có lẽ, nơi đó khả năng không phải đồng ruộng, mà là cao sản đáng giá khu mỏ quặng. Sản xuất có lẽ sẽ đang kinh người từ năm, 16 trắng chi khí có lẽ là khối mỏ dầu cũng khó nói tê hô phương chính trong lòng một mảnh lửa nóng vội vàng ngăn lại một chiếc xe taxi chuẩn bị thẳng đến hướng đại học thành phương hướng bất quá rời đi trước phương chính ánh mắt trầm ngâm cuối cùng nhìn một chút sau lưng bệnh viện không biết nói phải mạo hiểm chui vào trong bệnh viện tìm kiếm bí mật vị kia thiếp chủ hiện tại có hay không thành công chui vào tiến vào mà liền tại phương chính vừa rời đi không bao lâu một tên mang theo mũ lưỡi trai nam tử đang định tiến vào bệnh viện, lại bị cổng một bảo vệ ngăn lại. Thật vừa đúng lúc, lại là lần trước ngăn lại phương chính, tên kia ngụy trang thành bệnh viện nhỏ bảo an, một mét tám đôi chân dài quân nhân tiểu ca ca. Tiên sinh, mời lấy xuống ngươi mũ lưỡi trai, cũng đưa ra thẻ căn cước của ngươi kiện, tạ ơn phối hợp, bảo an tiểu ca ca nghiêm túc nói. Mũ lưỡi trai nam tử. Đến khám bệnh. Từng hẳn là, xem như thế đi. Cái gì gọi là nên tính là đi, có bệnh chính là có bệnh không có bệnh chính là không có bệnh là bệnh gì chẳng lẽ ngươi cũng là đến xem khoa hậu môn xin phối hợp công việc nói ra ngươi đến bệnh viện mục đích chúng ta có nghĩa vụ cam đoan mỗi một vị nhân dân quần chúng sinh mệnh tài sản an toàn ta vừa mới nghe bằng hữu nói lên nếu như bên ngoài bán bên trong thường xuyên ăn vào xác cây thuốc phiện người liền sẽ cùng hút độc người thứ nhất sẽ sinh ra ảo giác đòn thứ hai ức lực chênh lệch thứ tư không biết số thứ tám trí nhớ chênh lệch Ân, ừ, hết thảy liền cái này 10 điểm. Mặc dù ta biết thân thể của ta vẫn luôn rất khỏe mạnh, nhưng vẫn là đến bệnh viện kiểm tra dưới, tìm cái trong lòng an ủi. Bảo an tiểu ca ca. Làm phương chính đón xe đi vào đại học thành, sau khi xuống xe, đối mặt với trước mắt như xi măng kiến trúc rừng rậm đại học thành, hắn đột nhiên có chút lá gan đau. Đây chính là mò kim đáy biển, nên từ nơi nào tìm lên. Đại học thành ngay tại tiên đài trà sơn chân núi, chính vào thanh minh trước sau trà mới đưa ra thị trường, nơi này bán lá trà thương hộ đơn giản không nên quá nhiều. Thế là Phương Chính quét mã một cổ xe đạp cho thuê, bắt đầu trong đại học thành Hoàng Du. Bên ngoài vòng, bên trong vòng. Bên trong bác tự, bên ngoài bác tự đảo mắt đến trưa, vẫn như trước không thu hoạch được gì. Tại trong lúc này, Phương Chính nhận được chuyển phát nhanh viên điện thoại là hắn từ nào đó bảo bên trên đại đến võ lâm bí tịch, rốt cục đến hàng. Phương Chính cảm ơn chuyển phát nhanh viên, để chuyển phát nhanh viên đặt ở phòng an ninh, hắn đợi chút nữa quá khứ cầm. Sau đó đến xuống buổi trưa khoảng một giờ. Coi như Phương Chính trải qua đại học thành bên ngoài vòng vượt thành đường cái, cùng một tòa sinh thái công viên ở giữa giao nhau giao lộ lúc, bỗng nhiên, xám trắng chi khí một. Một cổ có chút quen mắt xe Việt giả, từ Phương Chính bên người gào thét mà qua. Phương Chính vô ý thức ngẩn người, nhưng ngay sau đó, là trên mặt lộ ra cùng hỉ biểu lộ còn kém kích động cười ra tiếng sau đó chỉ thấy phương chính cả người giống đánh một ống máu gà lập tức kích động đuổi theo hướng đi xa xe việt giả chỉ là xe việt giả nhanh chóng đi xa phương chính rất sợ bại lộ lại không dám toàn lực biểu nhanh làm đuổi theo ra mấy con phố về sau không ngạc nhiên chút nào phương chính thành công đem xe việt giả cho mất dấu hắn là tại điện khoa trước cổng chính mất dấu nhưng Phương Chính không dám ở phụ cận dừng lại, cũng không dám tại phụ cận lưu lại tìm kiếm, rất nhanh vội vàng rời đi Đại học Thành. Nếu như, Linh Dị Cục điều tra, cứ điểm, ngay tại điện khoa lớn phụ cận một vùng, xung quanh đây bố khống khẳng định là nghiêm mật nhất cấp bậc. Hắn muốn thật tại cái này một mảnh lưu lại tìm kiếm, đó mới là thật tự chui đầu vào lưới, bị người cho ông cây đợi thỏ. Bất quá tại trên đường trở về, Phương Chính trong lòng âm thầm có chút phấn chấn mặc dù cuối cùng đem người cho mất dấu, hắn không có nhục chí, tối thiểu nhất đã tìm tới điểm mặt mày. Những người kia hẳn là ngay tại điện khoa đại chu vây một vùng. Sau đó hắn liền muốn làm tốt cẩn thận ẩn nút, cố gắng tìm ra những người này điểm dừng chân. Còn có, Lữ Đông bên kia cũng là đột phá khẩu, Lữ Đông mụ mụ chính là giáo sư đại học, nếu như đại học thành bên trong thật sự có cái gì dị dạng hoặc là gió thổi cỏ lây, bá mẫu hẳn là sẽ biết một chút cái gì. Phương Chính càng nghĩ càng là ánh mắt sáng tỏ, nếu như manh mối thật trong đại học thành, vậy hắn khoảng cách khai khẩn khối thứ ba mập địa đã không xa. Vương nghĩ tới khả năng này khai hoang ra chính là một khối mỏ dầu, Phương Chính đã có chút nhịn không được nhỏ vui sướng. Lại nghĩ tới tối hôm qua cho tới hôm nay, không tới một ngày bên trong, liền thu tập được ba sợi xám trắng chi khí, Phương Chính đối tương lai càng thêm chờ mong cảm giác. Trở lại cư xá. Thuận lợi vào tay gửi lại bao khỏa. Đầu tiên là hùng bá tam tuyệt một trong phong thần thối. Bây giờ một đêm chợt giàu, trên người có có dư tiền tiết kiệm, khinh công phương diện tự nhiên cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Lại nói tiếp ba quyển bí tịch, thiết tí công, võ đang thuần dương công, đoán cốt công. Khi thấy võ đang thuần dương công, phương chính sắc mặt tối sầm Trong lòng có một vạn câu mờ mờ pờ không biết có nên nói hay không. Võ đang thuần dương công xem xét chính là thuần dương vô cực công, từ võ đang trương tam phong sáng tạo, này công nội ngoại song tu, đã là nội công tâm pháp, cũng có thể nội luyện ngũ tạng lục phủ, ngoài luyện gân xương gia. Nhưng là, tự mình đem thuần dương vô cực công tiến hành cắt xén, chỉ lấy thuần dương hai chữ, loại bỏ rơi bất luận cái gì có quan hệ nội công bộ phận, giả mạo thành hắn muốn thân thể pháp môn tu luyện, đây là tại vũ nhục sự thông minh của hắn. Cuối cùng, thì là áp đáy hầm, theo võ lâm minh chủ nói là thật vất vả mới tìm được tinh thần bí tịch võ công. Nhưng mà, làm xuất ra áp đáy hầm tinh thần bí tịch võ công lúc, Phương Chính Long mày trùng điệp vẫy một cái. Trực tiếp xuất ra hàng nội địa trí năng cơ, chụp ảnh, gửi đi hình ảnh, tìm tới cửa. Phương Chính, ha ha. Vũ Lâm Minh chủ đồ thư quán. Phương Chính, võ Lâm Minh chủ, thu được ta phát ảnh chụp đi, giải thích xuống cái này hàng tàu tinh thần bí tịch võ công, xác định không phải tại lấy ta làm khỉ đùa nghịch. Đây là một bức tranh, phía trên vẽ lấy một đầu hung thần ác sát ma viên, sau đó phối hợp kinh văn. Đây không phải coi hắn làm khỉ đùa nghịch, vậy vẫn là cái gì? Phương Chính trực tiếp tìm tới cửa. Hắn muốn là tinh thần bí tịch võ công, cũng không phải xem khỉ đồ. Vũ Lâm Minh chủ đồ thư quán, huynh đệ, nghe nói qua Minh tưởng xem sao. Sau đó, Võ Lâm Minh chủ bắt đầu miệng lưỡi lưu loát giới thiệu phật giáo quan tưởng phật đà bồ tát đạo gia quan tưởng bảo tháp địa ngục ngọc nữ đồ tam thanh thánh nhân chờ mà này hòa quyển bên trên ma viên chính là thuộc về đạo gia một môn minh tưởng xem có câu thành ngữ gọi tâm viên ý mã trong lòng của mỗi người đều ở một tôn tâm viên tâm viên hàng phục không ở liền dễ dàng đại náo thiên cung mà thông qua quan tưởng tâm viên hàng phục lại tâm viên có thể khiến người ta tâm như tấm gương sáng tinh thần tinh khiết không nhúng bụi trần. Vũ Lâm Minh chủ đồ thư quán, huynh đây, bằng không ngươi cho rằng những hòa thượng kia, đạo sĩ, cả thiên phần hương minh tưởng ngồi xuống, là ăn nhiều chết no ngồi tiêu thực sao? Kỳ thật đó chính là tại minh tưởng tu tâm. Phương chính, ta có phải hay không nhìn qua rất giống ba tuổi tiểu hài? Vũ Lâm Minh chủ đồ thư quán. Phương chính, còn có quyển kia cắt xén bản thuần dương vô cực công, võ Lâm Minh chủ liền không muốn giải thích giải thích. Nào biết, Võ Lâm Minh chủ một mực chắc chắn, thuần dương vô cực công chia làm ngoại luyện cùng nội luyện hai bộ, trong đó một bộ chính là võ đang thuần dương công. Tóm lại đánh chết không thừa nhận, tại nào đó bảo bên trên bán hàng giả. Phương chính, ta thử trước một chút hiệu quả, nếu thật là hàng tàu, ta khẳng định phải trả hàng. Vũ Lâm Minh chủ đồ thư quán. Lúc này mạng lưới bên kia, võ Lâm Minh chủ ngay tại trong lòng cười lạnh nhã rảnh. Còn thần mẹ nó thử một chút hiệu quả, Quả nhiên là gặp phải kiểu mới mạng lưới người giả bị đụng. Đầu tiên là cố ý mua một nhóm bí tịch, sau đó làm bộ thu hàng hài lòng, chờ lừa gạt đến thương gia tín nhiệm về sau, lại đến diễn vừa ra mạng lưới người giả bị đụng khổ nhục khí. May mắn hắn giang hồ lão đạo, giao hàng quá khứ một trương minh tưởng xem, cả ngày đối một con hầu tử tưởng tượng, cũng không thể đem người yếu ớt nhất đầu óc luyện hư mất a. À. Nhìn ngươi đến lúc đó còn thế nào mạng lưới người giả bị đụng. Mấy phút sau phương chính một tay kinh văn gia người một tay có chút hố cha mà viên quan tưởng đồ hắn mắc lộ ra suy nghĩ nếu như không cách nào cường hóa kinh văn gia người hẳn là sẽ không có phản ứng a à. giống như hắn vài ngày trước cường hóa ngủ lôi chú phá tà chú chờ đạo giáo pháp thuật thất bại đồng dạng sau đó cường hóa một viên phù văn hai miếng phù văn mà viên quan tưởng đồ bên trên kinh văn bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người ma viên cũng đang nhanh chóng trở nên sinh động phương chính vui mừng nhưng ngay sau đó phương chính lại có chút kinh ngạc đây là hắn lần thứ hai đụng phải cường hóa bí tịch cần hai miếng phù văn lần đầu tiên là thiên hạ võ học chi nguyên tiên thiên khí công luyện là một ngụm tiên thiên chân khí chẳng phải là nói ma viên quan tưởng đồ là thuộc về cùng tiên thiên khí công cùng cái cấp bậc pháp môn tu luyện chẳng lẽ cái này quan tưởng đồ thật chính là phương pháp có thể thực hành được pháp môn tu luyện phương chính nhíu mày suy nghĩ hắn nghĩ tới tại hiện đại phương đông cùng phương tây thế giới vẫn luôn có tại lưu hành minh tưởng thuật tại phú hào thương nhân yoga lớp huấn luyện dưỡng sinh quán các loại truyền bá quần thể mười phần rộng như vậy trên thị trường lưu hành những cái kia minh tưởng thuật đều là thật đúng vào lúc này mà viên quan tưởng độ cường hóa thành công nhưng tiếp xuống xem xét phương chính lập tức phát hiện đến một vấn đề quan tưởng đồ bên trên ma viên toàn thân lại đều bao phủ một tầng hư vô mờ mịt như trong sương nhìn vượng mơ hồ cảm giác chỉ có một đôi tinh hồng ác mắt có thể thấy rõ làm bốn mắt tương đối nháy mắt phương chính giống như nhìn thấy một tôn thân thể ma khí lăn lộn mang theo dội đại hận trời chi ý đầy trời ma viên rít lên một tiếng thiên khung lay động mà uy hoành lớn vô biên phương chính tinh thần hoảng hốt dưới sau một khắc vội vàng dời đi ánh mắt. Nghĩ không ra chỉ là một trương quan tưởng đồ, chỉ nhìn một chút, liền đối với hắn tinh thần tạo thành ảnh hưởng, quả nhiên không hổ là bỏ ra hắn hai miếng phù văn cường hóa ra tinh thần bí tịch võ công. Nhưng rất nhanh, phương chính sắc mặt tối sầm. Toàn bộ ma viên, hắn hiện tại chỉ có thể quan tưởng đến một đôi mắt, tự hồ lại là cái không trọn vẹn bí tịch. Sau đó, phương chính lại lựa chọn cường hóa, võ đang thuần dương công, đoán cốt công, cũng phối hợp bổ huyết đại dược, bắt đầu luyện nhục thân. Trạch phân các hung. Bên ngoài phòng cho thuê lúc, sợ nhất thuê đến nhà có ma, cho nên mỗi người tại phòng cho thuê lúc, kiên kỵ nhất trong căn phòng đi thuê chết qua người, khuất bóng, âm u, hoặc là tạo tại bãi tha ma bên trên. Các trạch đặc thù rất rõ ràng, ánh sáng mặt trời sung túc, dương khí tràn đầy, người chung quanh khí lưu động lớn. Nhưng nếu như nói đến nhà có ma, lại là đủ loại, hy kỳ cổ quái gì đều sẽ đụng phải, muốn thật không cẩn thận ở đến nhà có ma bên trong, coi như không phải quỷ áp sàn đơn giản như vậy. Ta gọi Trần Phong, một cái thằng xui xẻo, lần thứ nhất phòng cho thuê liền gặp hát môi giới, không cẩn thận vào ở một gian nhà có ma, ngày đầu tiên ban đêm liền để ta liên tiếp đụng phải quái sự. Ngày ấy là ta ngày đầu tiên vào ở phòng thuê, tránh không được muốn quét dọn vệ sinh, chờ làm xong đã là sau 4, 5 tiếng, sau đó mở ra máy nước nóng chuẩn bị tắm rửa. Tắm rửa trong phòng vệ sinh có ở giữa phòng tắm rửa, chính là cửa thủy tinh ngăn cách phòng vệ sinh cái chủng loại kia, không biết vì cái gì, đang tắm thời điểm, ta lão cảm giác tại cửa thủy tinh bên ngoài, một mực trốn tránh người đang trộm nhìn, toàn thân không được tự nhiên, sợ hãi trong lòng. Thế nhưng là phòng tắm rửa bên trong đều là hơi nước, không cách nào thấy rõ cửa thủy tinh bên ngoài, ta nửa đường mấy lần mở ra cửa thủy tinh xem xét, nhưng hết thảy đều bình thường ta chỉ coi là mình lần thứ nhất bên ngoài phòng cho thuê có chút nghi thần nghi quỷ cũng không có suy nghĩ nhiều nhưng lão có người nhìn lén cảm giác vẫn luôn tại tại loại này nghi thần nghi quỷ tình huống dưới ta tự nhiên là có chút khẩn trương sợ hãi vội vàng tắm rửa xong chỉ muốn mau rời khỏi phòng vệ sinh nhưng lại tại ta đi ra phòng tắm rửa trong lúc vô tình quay đầu nhìn về phía cửa thủy tinh lúc lại nhìn thấy tại bị hơi nước bao phủ lên thật dày hơi nước cửa thủy tinh bên trên có một nơi lại đặc biệt sạch sẽ, nơi đó thế mà không có hơi nước, mà mảnh đất kia, giống như là bàn tay vết rạch, bị người sở trường xóa nước sôi sương mù, thân thể người nửa ngồi trốn ở nơi đó, vừa vặn liền có thể nhìn thấy tắm rửa người. Lúc ấy ta toàn thân lạnh lẽo, thật chẳng lẽ một mực trốn tránh một người. Nhưng ta đang tắm trên đường, có mấy lần đẩy ra phòng tắm rửa cửa thủy tinh ra bên ngoài xem xét, rõ ràng không có phát hiện có người. Thời điểm đó ta, còn không biết đây là ở giữa nhà có ma Còn vẫn cho là là chính ta lần thứ nhất vào ở lạ lẫm địa phương Một người nghi thần nghi quỷ Thế nhưng là rất nhanh ta phát hiện ta sai rồi Ta trở lại phòng ngủ Vừa mới nằm dài trên giường Một điểm dấu hiệu đều không có Ta lập tức liền bị quỷ áp sang Dư tú khu số 3 thư viện cũ quán Như trước vẫn là tòa này dáng vẻ nặng nề thư viện cũ Trời vừa tối, liền quỷ dị tĩnh mịch không người. Vẫn là lần trước cái kia dựa vào tường nơi hẻo lánh Vẫn là người kia Hôm nay ngụy Du Nhiên Đổi một bộ khác hương nhàn sinh hoạt giả Khí chất điềm tĩnh cúi đầu nhìn xem điện tử tiểu thuyết Thời gian từng phút từng giây trôi qua 20 giờ 50 phút đảo mắt lại nhanh đến thư viện đóng quán 21 điểm ngụy Du Nhiên thối lui ra khỏi điện tử tiểu thuyết Sàng sạc Tiếp theo là ngồi bút tại quyển kia gia trâu trang bị bản bút ký bên trên nhẹ nhàng viết Ngày mùng 7 tháng 4 thả mồi ngày thứ 8. Địa điểm, dư tú khu số 3 thư viện cũ quán. Đọc nhà có ma. 18, 57, 20, 50, hết thảy bình thường. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Dư tú khu số 3 thư viện cũ quán. Còn là vào buổi tối. Vẫn là toàn bộ thứ ba lâu cũng chỉ có ngụy Du Nhiên một người. Ngày 8 tháng 4. Thả mồi ngày thứ 9. Địa điểm, dư tú khu số 3 thư viện cũ quán đọc quỷ thi nhập liệm sư cổ đại có mấy cái thường bị người cho rằng tà môn chức nghiệp đâm người giấy đao phủ vớt thi nhân khiên xác tượng liên tuyến sư ta gọi lâm miễu hôm nay ta muốn nói chính là liên tuyến sư nói đến liên tuyến sư khả năng rất nhiều người hiện đại đều cảm thấy lạ lẫm chưa nghe nói qua cái nghề nghiệp này nhưng hiện đại có một cái chức nghiệp tin tưởng mọi người cũng không lạ lẫm nhập liệm sư. Vì người chết trang điểm cả nghi, để người chết thể diện nhập tấn. Tại cổ đại, các loại cực hình, tư hình nước tràn thành lục, bởi vậy liền có rất nhiều thi thể tách rời, tử tướng thê thảm thi thể. Cũng có rất nhiều bởi vì các loại ngoài ý muốn mà chết không hoàn chỉnh thi thể. Thế là liền có liên tuyến sư, chuyên môn đem người chết thân thể trọng tân vá sợi dây gắn kết tiếp, giữ lại khi còn sống hoàn chỉnh dung nhan. Cũng có nói pháp là, Liên tuyến sư không chỉ có là đem thân thể nối liền cùng một chỗ, còn có thể trợ giúp người chết đem phá tán không hoàn toàn vong hồn liên tiếp, siêu độ vong hồn, trợ giúp vong hồn đầu thai chuyển thế. Liên tuyến sư, hoặc là cũng có thể xưng hô là nhập liệm sư, là chuyên môn cùng người chết liên hệ, ăn chính là cơm người chết. Cũng là dễ dàng nhất bị người mang thành kiến đối đã chức nghiệp. Các đại nhân kiểu gì cũng sẽ khuyên bảo nhà mình tiểu hài, rời xa nhập liệm sư, xa xa né tránh, Người bên cạnh tổng cho rằng đó là cái suối quẩy chức nghiệp Cái này có chút giống mọi người một bên yên tâm thoải mái ăn thịt heo Một bên lại xem thường đồ tể chức nghiệp Mắng lấy đồ tể là lãnh huyết đau phủ Động lòng người nhóm lại cả một đời đều đang ăn thịt heo Ta là tên đứa trẻ bị vứt bỏ Là nãy nãy từ trên núi nhặt được Nãy nãy ta chính là tên liên tuyến sư Có thể nghĩ ta khi còn bé trong thôn là cỡ nào nhận xa lánh Người đồng lứa đều không cùng ta chơi ta nhiều thời gian hơn là yên lặng đi theo nải nải bên người nhìn xem nải nải vì từng cổ thi thể chỉnh lý dung nhan cho nên ta từ nhỏ đã nhìn quen các loại thi thể nhưng thảm nhất vẫn là những cái kia chết không toàn thay, sau khi chết tìm không thấy đầu hoặc là gần một nửa bên cạnh thân thể ta từ nhỏ đi theo tại nải nải bên người tổng cộng gặp qua hai lần chết không toàn thay thi thể. 11 tuổi năm đó, trong thôn có một tên thợ săn, lên núi đi săn lại một ngày một đêm chưa về, thế là toàn thôn nhân lên núi tìm người, kết quả tại một chỗ loạn thạch trong hạp cốc, chỉ tìm được tên này thợ săn thi thể không đầu. Máu đã chảy khô biến thành màu đen, đầu không biết bị cái gì giả thú điêu đi. Người trong thôn coi trọng nhất lá rụng về cội, nhập thổ vi an, nhưng không có đầu, cái này thi thể lại làm như thế nào nhập thổ vi an. Nếu như cưỡng ép hạ tán, sợ sẽ cho hậu nhân tử tôn đưa tới không yên, thế là kia thợ săn người nhà tìm tới nãi nãi ta ngày đó nãi nãi ta tại thợ săn nhà trồng đã chờ đợi một ngày thời gian nàng một mình đem mình cùng thi thể không đầu nhốt tại một gian trong phòng không cho phép bất luận cái gì nhìn lén thẳng đến ngày thứ hai gà trống gáy minh nãi nãi rút cục vá ngay cả tốt thi thể ta cũng rút cục gặp được thợ săn thi thể thế mà thi thể hoàn chỉnh một cái từ giấy đâm người giấy đầu vá liền tại thợ săn trên cổ lớn nhỏ ngũ quan đơn giản liền cùng thợ săn khi còn sống giống nhau như đúc, dùng đâm người giấy đầu thay thế thợ săn đầu. Đảo mắt đến ta 13-14 tuổi thời điểm, bởi vì học nội trú tại trên trấn trung học, ta căn bản là một tháng mới có thể về thôn một chuyến, kia là ta lần thứ hai nhìn thấy chết không toàn thay thi thể. Là thôn bên cạnh một vị ra ngoài tại công trường làm công nam nhân, bởi vì công trường xảy ra bất trắc, trục trần cẩu dây kéo đứt đoạn, cả người thân thể bị dây kéo đánh thành trái phải hai đoạn, Bên cạnh vừa vặn chính là một đầu chảy xiết dòng sông, kia nửa người trực tiếp rơi vào trong sông bị nước trôi đi. Công trường lão bản coi như có lương tâm, để cho người ta liên tục vớt hơn 10 ngày, nhưng một mực vớt không có kết quả, thương tâm gần chết dưới, gia đình kia tìm được nãi nãi ta. Lại là ngày thứ hai gà trống gáy minh lúc, nãi nãi lần nữa đúng giờ vá tuyến tốt thi thể, lần này là nửa người dùng người giấy thay thế, vẫn như cũ là sinh động như thật, thân thể, tay chân lớn nhỏ tỷ lệ nhìn qua thế mà liền cùng chân nhân giống nhau như đúc. Nãy nãy ta mặc dù là tên Liên Tuyến sư, nhưng nàng nhưng xưa nay không để cho ta đụng cái nghề này, nãy nãy luôn luôn hiền lành nhìn ta, nói chỉ muốn nhìn ta bình an học xong đại học, bình an lấy vợ sinh con, không cầu đại phú đại quý, chỉ cầu có thể nhìn ta bình an qua cả đời. Là nãy nãy, dùng nàng kia càng ngày càng già nua cao tuổi thân thể, một người ngậm đắng nuốt cây đem ta dưỡng dục trưởng thành đi sớm về tối vì ta kiếm lấy đến tất cả đi học phí tổn, ta cả một đời đều quên không được nải nải ân tình. Nhưng lại tại ta đại nhất đánh nghỉ hè công thời điểm, thôn trưởng đột nhiên gọi điện thoại tìm tới ta, cáo tri ta một cái tin dữ, nải nải ta qua đời. Tại nải nải ta qua đời ngày đó, có một cái trong thành đại lão bản, trong đêm mang theo một ngụm băng quan tìm tới nải nải ta, đau khổ cầu khẩn nải nải ta vì một cổ thi thể chỉnh lý dung nhang, ta thế mới biết nãy nãy ta thân phận tự hồ cũng không đơn giản. Kết quả chính là cái này miệng trong quan tài băng thi thể, nãy nãy ta chết tại vì thi thể chỉnh lý dung nhan ngày đó ban đêm, liền ngay cả cái kia trong thành đại lão bản cùng hắn mang tới người, cũng tất cả đều một đêm bên trong thần bí biến mất không thấy gì nữa. Khi biết được đến nãy nãy tin chết, ta kém chút tinh thần sụp đổ, một đại nam nhân tại ven đường thương tâm khóc lớn, trong đêm về quê nhà muốn gặp nãy nãy một lần cuối làm ta liên đới hai ngày hai đêm đường sắt cao tốc cùng xe buýt ta trở lại thôn nhìn thấy ta nải nải thi thể lần đầu tiên lúc từ nhỏ nhìn quen các loại thi thể ta liếc mắt liền nhìn ra đến nải nãy, nãy ta là bị người hại chết ta nghĩ đến cái kia trong thành đại lão bản còn có chiếc kia băng quan phẫn nộ ta vọt thẳng hướng băng quan băng quan một mực liền bày ở trong nhà của ta trong thôn cũng không ai dám loạn đụng quan tài ta mở ra băng quan nắp quan tài lập tức liền có một cổ làm lạnh hàng khí đập vào mặt, cống đến tay ta chân có chút cứng ngắc. Song khi ta nhìn về phía trong quan tài băng thi thể lúc, một khắc này, oanh, đầu một tiếng vù vù, tâm ta ngọn nguồn bốc lên vô biên hàng ý. Cổ thi thể này hai tay, hai cước, đều đều có một vòng vá tuyến. Ta tự nhiên nhận được những này là cái gì, là có liên tuyến sư đã vì cổ thi thể này, một lần nữa khâu lại qua thi thể, nhưng tuyệt đối không phải nải nải thủ pháp nếu như là nãy nãy đi tuyến thủ pháp, ta là tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đây không phải mấu chốt, sở dĩ để cho ta tâm bốc lên hàng ý, là bởi vì cái này tứ chi lớn nhỏ, màu da, mặc dù đã cố gắng làm được cân đối nhất, có thể thông qua chi tiết chỗ, vẫn như cũ có thể thấy được là cùng người chết dáng người tỷ lệ khác biệt. Đây là cái nào hai cái siêu liên tuyến sư, thế mà phạm phải liên tuyến sư tối kỵ nhất húy, đem hai cổ thi thể khâu lại ở cùng nhau. Con mẹ nó là đem hai cổ quán khí phong tồn tại trên người một người. Lão trong đồ thư quán, khi thời gian nhảy chuyển đến 20 giờ 50 phút lúc, Ngụy Du Nhiên rời khỏi điện tử tiểu thuyết. Sau đó là ngồi bút tại giấy nghiệp bên trên sàn sạc viết âm thanh 19, 11, 20, 50, hết thảy chính Lạch cạch. Đột nhiên, tĩnh mịch im ắng thư viện, như cổ chung đánh vỡ trầm hậu đen đặc hạ dạ vụ. Vang lên một cái nam nhân tiếng bước chân. Ngụy Du Nhiên ngừng thở. Giờ khắc này, Ngụy Du Nhiên ánh mắt bình tĩnh, hiện lên trong đầu ra có quan hệ với hồ sơ nội dung cặn kẽ. Liên hoàn mất tích sự kiện. Người mất tích số 34. Thứ nhất lên vụ án phát sinh ngày, ngày mùng 5 tháng 3. Liên hoàn mất tích sự kiện. Người mất tích số 34. Thứ nhất lên vụ án phát sinh ngày, ngày mùng 5 tháng 3. Ngụy Du Nhiên trong đầu hiện ra hồ sơ nội dung cặn kẽ lạch cạch, lạch cạch. Nam nhân tiếng bước chân, vang ở trống rỗng, tĩnh mịch không người tầng thứ ba trong tiệm sách, như một cái một cái đánh ở trái tim bên trên, từ từng dãy giá sách sau dần dần đến gần. Ngay tại tiếp cận hướng ngụy Du Nhiên ngồi góc tường vị trí. Ai? Chỉ tỉnh táo một chữ. Nam nhân tiếng bước chân bỗng nhiên im bặt mà dừng. Là thư viện bảo an sao? Nhưng mà, giá sách sau im ắng, không có tiếng hít thở, không có tiếng bước chân, yên lặng đến có chút kiềm chế, từng tòa cao lớn trầm hậu gỗ thật giá sách, tại trắng lóa dưới ánh đèn, giống như từng cái hắc ám bóng ma sắp xếp lập. Lạch cạch. Tiếng bước chân vang lên lần nữa, nhưng lần này là từ cửa thang lầu hướng Ngụy Du Nhiên chỗ đi tới, dẫm lên lần trước bước chân tiết tấu, không nhanh không chậm đến gần. Làm dẫm lên lần trước các đứt tiết điểm lúc, tiếng bước chân lại đột nhiên biến mất. Liền ngay cả không khí đều tự hồ mang theo quỷ dị đậm đặc, kiềm chế, có cổ không hiểu ngạc thở kiềm chế cảm giác, lạch cạch, tiếng bước chân lần thứ ba vang lên, tại trống rỗng tầng thứ ba trong tiệm sách lộ ra phá lệ chói tai. Một bước, hai bước, ba bước. Làm tiếng bước chân lần nữa dẫm lên lần trước gián đoạn tiết điểm lúc, lần nữa đột nhiên biến mất không thấy. Lạch cạch, tiếng bước chân giống như băng nhạc từng lần một tuần hoàn phát ra, tiếng bước chân lần thứ tư vang lên, ngụy du nhiên thần sắc tỉnh táo, chăm chú ngừng thở, chỉ gặp nàng cầm điện thoại di động lên gửi đi ra ngoài một đoạn thường nhân cũng không thể xem hiểu số lượng mật mã lúc này tiếng bước chân còn tại đến gần mắt thấy sắp sắp đến gián đoạn tiết tấu lúc tư chân ghế chói tay xê dịch âm thanh ngụy dung nhiên ánh mắt tỉnh táo bình tĩnh thế mà vọt thẳng hướng một loạt giá sách về sau kết quả tiếng bước chân biến mất giá sách về sau không có cái gì ngụy dung nhiên bắp thịt toàn thân kéo căng nàng cứ như vậy đứng đấy không nhúc nhích Ánh mắt nhìn chăm chú tiếng bước chân biến mất phương hướng. Hô hấp ngừng lại. Không khí ngưng kết giống một đoàn băng âm khí âm u. Tự hồ liền ngay cả trong đồ thư quán nhiệt độ đều giảm xuống mấy chuyến, thời gian từng phút từng giây trôi qua, nhưng tiếng bước chân từ đầu đến cuối lại chưa xuất hiện. Ngụy Du Nhiên một đôi anh lông mày nhíu lên, lại nguyên địa yên lặng chờ mấy phút, trống vắng không người, ngoài cửa sổ chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám phong bế như giam cầm toàn bộ thư viện tầng thứ ba, chỉ có một mình nàng. Vừa đúng lúc này, thư viện vang lên một trận nhạc vi tính âm thanh, phá vỡ u tĩnh, nhắc nhở thư viện sắp đến đóng quán thời gian. Thế là Ngụy Dung Nhiên quay người, trở về chỗ ngồi, dự định thu dọn đồ đạc rời đi trước thư viện. Nhưng lại tại Ngụy Dung Nhiên vừa mới chuyển thân trong nháy mắt, lạch cạch. Tiếng bước chân vang lên lần nữa, là từ Ngụy Dung Nhiên sau lưng từng dãy giá sách hậu truyền đến, lần này phản phất lân cận tại gan tất, liền đứng tại sau lưng nàng chậm rãi tiếp cận. Giả thần giả quỷ. Ngụy Du Nhiên một thân nghiêm nghị chính khí, tâm không sợ hãi đột nhiên quay người. Nhưng mà ngoại trừ có một cổ âm phong quất vào mặt, sau lưng căn bản cũng không người. Đèn đường hơi có vẻ đêm tối lờ mờ sắc dưới, một cổ ngân sắc xe con đánh vỡ đêm hạ tĩnh mịch, làm từ tứ quý đường đại hiệu thuốc trải qua lúc, trên ghế lái Ngụy Du Nhiên dường như khóe mắt lơ đãng liếc một chút tiệm thuốc bên trong. Tiệm thuốc bên trong chỉ thấy tiểu tuyết một người, chính phục tại pha lê tủ thuốc bên trên chuyên tâm làm bài tập. Cũng không thấy được tiệm thuốc lão bản Dương Phi Chương. Ngụy Du Nhiên một lần nữa quay đầu, chuyên tâm mắt nhìn phía trước lái xe, tư. Cao su lốp xe tại cư xá bãi đậu xe dưới đất chói tai chạm đất âm thanh. Sau đó không lâu, len keng. Cửa thang máy mở ra, Ngụy Du Nhiên một thân một mình thân ảnh, đi ra thang máy. Bước chân rơi xuống đất âm thanh âm vang hữu lực, có thể thấy được nàng cũng không bối rối, thần sắc trên mặt bình tĩnh tỉnh táo, chỉ là giữa đường qua hàng xóm, hai cái nữ sinh viên cổng, cùng phương chính cổng lúc, ngụy du nhiên một mực bình tĩnh trong mắt, nhiều một vòng sầu lo, lông mày không khỏi khẽ nhíu xuống, bước chân tựa hồ có rất nhỏ chần chờ dừng lại. Nhưng nàng không có dừng lại, vẫn như cũ đi hướng trụ sở của mình. Móc ra chìa khóa. Cắm vào lỗ chìa khóa đẩy cửa ra, trong phòng tối như mực một mảnh, bởi vì cả ngày không có chút nào nhân khí, làm đẩy cửa ra nháy mắt, tự hồ có một cổ âm lãnh khí tức theo lưu động không khí thổi phá mà tới. Ngụy Du Nhiên đứng tại cổng, mở ra trong phòng tất cả ánh đèn. Trong nháy mắt đâm trách hắc ám, một mảnh sáng tỏ. Một giây, hai giây. Trong phòng cũng không khác thường, Ngụy Du Nhiên lại ngược lại có chút thất vọng nhướng mày. Chỉ gặp nàng nghĩ nghĩ, thế là đóng cửa phòng, giờ khắc này ngụy dung nhiên chủ động đem mình phong bế nhập một cái hoàn toàn không gian biệt kín bên trong một giây hai giây ba giây thời gian trôi qua bỗng nhiên lạch cạch tiếng bước chân ầm ập không có dấu hiệu nào đã trở thành một cái mật thất phòng phòng ngủ phương hướng đột nhiên truyền ra một cái nam nhân tiếng bước chân tiếng bước chân thế mà chính từng bước một tại triều phòng khách bên này đi tới giờ khắc này một cổ âm trầm khí tức dần dần tràn ngập bên trong bóng đèn điện áp giống như nhận đặc thù từ trường quấy nhiễu bên trong tất cả ánh đèn đều lấp lóe mấy lần ngay tại trong phòng ngủ tiếng bước chân vang lên trong nháy mắt ngụy du nhiên cấp tốc mở ra một mực cầm trong tay điện thoại biên tập ra một cái khác đoạn khác biệt số lượng mật mã đồng phát đưa tin nhắn sau đó chỉ thấy nàng tỉnh táo mở ra một cái chương trình wifi ngay cả trên mạng gia đình camera một giây sau xuất hiện trong phòng ngủ cảnh tượng nhưng mà camera hướng phương hướng cũng không đập tới trọng yếu hình tượng, nhưng lại rõ ràng ghi lại tiếng bước chân, tiếng bước chân ngay tại camera ngọn nguồn hạ. Camera hình tượng bắt đầu chậm rãi hướng phía dưới, bỗng nhiên, camera rung rẩy dưới, tựa hồ là nhận ngoại giới quấy nhiễu, lúc này trong phòng ngủ tiếng bước chân đột nhiên biến mất, trở nên một mảnh tĩnh mịch. Bỗng nhiên, camera kịch liệt di động dưới, sau đó toàn bộ hình tượng biến thành đen biến mất. Nhưng tại hình tượng biến mất trước camera vẫn như cũ đập tới cuối cùng một tấm hình tượng là một cái vẻ lấy nồng đầm má đỏ tà dị quỷ mị nụ cười quỷ khí âm trầm chỉ trác đầu người hả bỗng nhiên đang tu luyện bên trong phương chính đột nhiên đứng dậy cách lấp kín tường nhìn về phía hàng xóm ngụy du nhiên phòng sau một khắc oanh ngụy du nhiên nhà cửa chống trộm từ ngoài cửa giống bị to lớn lực đạo bổ ra ầm vang bạo tạc thành đầy trời mảnh vỡ to lớn thanh thế ngay cả cổng vách tường đều bỗng nhiên chấn động xuống, vỡ ra mấy đạo thô to khe hở. Muốn chết. Một tiếng gầm thét, mang theo giận không kềm được, như một đạo rời dây cung gió lốc, sách đao thẳng thẳng hướng phòng ngủ phương hướng. Trong phòng ngủ, toàn thân băng lãnh cứng nhắc, không cách nào phản kháng, đang bị từng bước một kéo vào hắc ám bên trong ngụy du nhiên, nghe tới đại môn bị phá tan, nổ lên tiếng hét phẫn nộ âm lúc, trên mặt nàng thống khổ thần sắc buông lỏng, thế mà toát ra như trút được gánh nặng nhẹ nhõm thần sắc các ngươi rốt cuộc đã đến mặc dù đến muộn mấy phút sau một khắc một cái tựa như thần chỉ giáng lâm toàn thân bị kim quang vàng rực bao phủ năm nhân sách đao xuất hiện tại ngụy du nhiên trước mặt ngụy du nhiên khẽ giật mình người kia là ai cũng không phải là nàng quen thuộc mấy vị kia giúp đỡ phương chính cầm đao ánh mắt như lãnh điện có một loại cùng nó tuổi tác không tương xứng thâm thúy u mang mà dạng màn thái hạ kim chung tráo, để hắn nhìn tự như một vòng kim quang mặt trời nhỏ chướng mắt, hắn không chút nghĩ ngợi, một đau trực tiếp bổ về phía trước mắt ngụy Dung Nhiên. Phốc! Trước mắt ngụy Dung Nhiên bay tứ phía nát thành năm mảnh. a à. Huyển tượng trảm phá, một cái thoa nồng đầm má đỏ quỷ khí âm trầm chỉ trác người nam nhân, thống khổ kêu lên. Phương Chính nhìn trước mắt chỉ trác nhân nam nhân, nhướng mày. Mặc dù là chỉ trác nhân, nhưng tứ chi khớp nối lại có thế tự do uống lượng. Rõ ràng cùng người bình thường không khác. Nếu như không phải kia giấy dán, lại phối hợp như máu tươi nồng đậm má đỏ, quỷ dị nét ngũ quan, chỉ sợ không nhìn bộ mặt, vẻn vẹn chỉ nhìn thân thể tính linh hoạt, tại tia sáng hơi âm u chút địa phương, đều sẽ cho rằng đây là một người. Những này quỷ vật, một cái sau một cái càng quỷ dị hơn. Cứu người quan trọng. Phương chính kết quyền ấn, phục ma kim cương ấn chỉ thấy toàn thân hắn khí huyết bàn bạc phòng lên tại thể nội vang lên như thủy triều sóng lớn tiếng vang dương cương chi khí bức người ba cây đuốc nhóm lửa như thần lô chiếu rọi thể xác phương chính tay kết quyền ấn lôi cuốn vô song lực đạo trực tiếp oanh sát hướng về phía hắc ám trong bóng tối chỉ trác nhân hắn huyết khí phương cương không sợ bất luận cái gì ngưu quỷ xa thần âm âm lực đạo chi lớn phòng đều đột nhiên rung động hạ a à. chỉ trác nhân giấy trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc, đầu vai khô quát xuống dưới một khối. Rõ ràng là giấy người, lại có thể gánh vác phương chính một quyền. Liền ngay cả chính phương chính, cũng không biết hắn hiện tại một quyền oanh sát ra ngoài, đến tột cùng ẩn chứa cỡ nào to lớn lực đạo, thường nhân căn bản là không có cách đón lấy hắn một quyền. Chỉ các nhân thống khổ, chính ông ngụy Du Nhiên muốn đem nàng kéo vào hắc ám bóng ma thế giới hai tay buông lỏng, ngụy Du Nhiên rơi xuống đất. Ngụy Du Nhiên sắc mặt trắng bệch, phát ra tiếng trầm rên nhưng nàng cũng không đi để ý tới thống khổ trên người ngươi đến tột cùng là ai ngụy du nhiên hai mắt một mực chăm chú nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện tại trong nhà nàng nam nhân muốn cố gắng thấy rõ đối phương tướng mạo nhưng vào lúc này bỗng nhiên ba 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 trong phòng tất cả bóng đèn nổ tung giống như không chịu nổi trong mắt đặc thù từ trường điện áp quấy nhiễu một cái lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám bên trong phương chính không có quan tâm trên đất ngụy du nhiên bởi vì hắn đã đột nhiên xách đao quay người thẳng hướng sau lưng cửu dương chân khí nhiên mộc đao phát giờ khắc này đã luyện thành cửu dương thần công chân khí tại thể nội kinh mạch nhanh chóng vận chuyển bành trướng chí dương khí tức phồng lên như liệt hỏa sáng rực trong không khí trình độ nhanh chóng bốc hơi không khí đều là vặn vẹo bay lên hơi nước trong phòng ngủ nhiệt độ một cái lên cao đến phản phất dáng một con hỏa lô cực nóng khô ráo phốc một chút dễ cháy trang giấy thế mà không lửa tự đốt bỗng chốc bị đốt lửa âm 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 một đau nhanh hơn một đau nhưng một đau pháp vốn là thuộc về khoái đau chớp mắt liền liên miên thành một mảnh hỏa diễm đau ảnh nhỏ hẹp trong phòng ngủ hỏa sắc biển mây cuồn cuộn nóng trực khí lãng như núi hô hải khiếu hỏa vân mang đến một tia màu đỏ sáng ngời, thình lình một cái thoa như máu tươi má đỏ chỉ trác nhân chẳng biết lúc nào đã lặng yên im ắng xuất hiện tại phương chính phía sau, ý đồ đánh lén phương chính. đau thứ nhất, thế đại lực trầm bổ trúng chỉ trác nhân, đau thứ hai, đau thứ ba một đau nhanh hơn một đau một đau thế chìm qua một đau nhưng một đao pháp đặc tính chính là liên chiêu càng nhiều, quy lực càng bá đạo, thế như sơn băng địa liệt, bản đầy đủ có thế rộng đã liên kích ra 81 đao. Phương chính một giây không đến, liền đã chớp mắt chém ra mười mấy đau rõ ràng là giấy chỉ trác nhân, lại trọn vẹn gánh vác phương chín mười mấy đao về sau răng rắc thân thể lúc này mới bị chém ra một đạo như hỏa diễm đốt hắt khe hở a à. chỉ trác nhân kêu thảm một tiếng vèo một cái bóng trắng lóe lên đã một lần nữa biến mất tiếng trong bóng tối tốc độ thật nhanh kết quả phương chín một đao thất bại oanh quỷ đầu đao nặng nề đập trúng mặt đất nhưng mà dưới chân sàn nhà lại hoàn hảo không chút tổn hại chỉ gặp một tầng màu nâu xanh kết giới hiển hiện thế mà ngăn cách toàn bộ phòng làm động tĩnh của nơi này truyền không xuất ngoại giới, hết thảy đánh nhau đều chỉ giới hạn trong ngăn cách thành hai thế giới kết giới bên trong. Quỷ đầu đao dù chưa trảm phá mặt đất, nhưng quỷ đầu đao bên trên nóng rực chí dương khí tức đang đập bên trong mặt đất nháy mắt, như máy khoang điện cao tốc xé rách va chạm, có cực nóng ánh lửa nổ bể ra đến, oanh, gian phòng bên trong hơn phân nửa vật phẩm trực tiếp hóa thành rào rạc ánh lửa. Thế mà chỉ bằng vào trên đao nóng rực khí tức, liền đốt lên sợi vải vóc chờ dễ cháy vật vẻn vẹn là đao khí bên trên tiết lộ ra ngoài khí tức, đã mang theo khủng bố như thế năng lượng, cửu dương chân khí điệp gia bên trên nhiên một đao pháp cao tốc ma sát không khí sinh ra nhiệt lượng, giờ khắc này để phương chính trận chiến mở mang liền bộc phát ra kinh người lực sát thương. Phương chính ánh mắt như hai tia chấp lạnh lẽo xuyên qua hư thực, sau một khắc, hắn một đao bay bổ về phía góc tối một góc. Sưu! Bóng trắng lóe lên, chỉ các nhân lần nữa đào tẩu cái khác hắc ám chỗ bóng tối. Oanh Oanh Phương chính tự như một đại hình người bạo lực xe lưu Trong phòng ngủ điên cuồng đuổi giết Giường, tủ quần áo, cửa phòng ngủ Tất cả mọi thứ đều tại phương chính đau hạ giảo vì bột phấn mảnh vỡ Cho dù phương chính đã tận lực áp chế thực lực Nhưng tại nhiệt độ cao như vậy độ không gian thu hẹp bên trong Ngụy Du Nhiên đã xuất hiện nghiêm trọng mất nước triệu chứng Bờ môi khô nứt làn da mất đi quan trạch Người đã xuất hiện cường độ thấp co rút cùng hô hấp khó khăn Lại tiếp tục như thế, Ngụy Dung Nhiên tuyệt đối phải mất nước mà chết. Phương Chính giả tá một lần công kích thất bại, thư cơ ông lấy trên đất Ngụy Dung Nhiên, xông ra không gian thu hẹp phòng ngủ. Nhưng ngay tại Phương Chính ông ra Ngụy Dung Nhiên thời điểm, phía sau âm phong đánh tới, một con tái nhật, không có một chút huyết nhục co giãn quỷ khí âm trầm bàn tay, chụp về phía Phương Chính hậu tâm. 3. Bên ngoài thân từng tầng từng tầng màn nhanh chóng vỡ tan, một tầng, tầng hai, ba tầng ngắn ngủi trong nháy mắt liền bị đột phá 15 tầng màn. Cái này quỷ vật, thế mà so với phương chính từng dết qua cái kia hai khúc thi thể, cao cấp ra rất nhiều. Lúc trước hắn chỉ bị đột phá tới 6 tầng màn. Giác, giác, giác. Phiêu miểu bất định âm khí âm u quỷ dị tiếng cười, như là khô cằn vải rách ma sát, toàn bộ trong phòng đều là quỷ khí âm trầm. Lặng yên không một tiếng động. Trong bóng tối, lại có một con tái nhật bàn tay đập xuống hướng phương chính phía sau lưng, chuông che đậy. Đã sắp xếp cẩn thận ngụy dung nhiên phương chính, trợn mắt tròn xoe, phát ra hét to, một khí tức vận chuyển, nháy mắt, bên ngoài thân trên da màng, chớp mắt liền bành trướng cứng lại thành một tôn hình tượng cổ sơ chùa miếu kim chung. Tự như một tôn mặt trời hoành không cả vùng đất, kim quang chói mắt, sáng lạng vô cùng. Âm. Sắc thép va chạm tiếng va đập, kim chung quang mang ảm đạm xuống một nửa, nhưng cũng không vỡ vụn, thành công ngăn cản được phía sau quỷ trảo. Hô, phương chính hô hấp lần nữa một đổi, kim chung một lần nữa đổi thành thật mỏng kim quang ve màng, bám vào tại bên ngoài thân làn da phía trên, nhiên một đao phát. Âm âm. Chỉ gặp một đạo như dòng lũ tấm lụa nóng trực đao khí, trọng vẹn 7-8 mét chi trưởng, oanh. Dày đặc tivi tường trực tiếp bị đao khí chém nát, nổ bay lên đầy trời hòn đá nhỏ, còn có rất nhiều nhựa plastic mảnh vỡ cùng tinh thể lỏng mảnh vỡ. Sưu. Bóng trắng lóe lên, lần nữa bị đào tẩu. Giờ này khắc này, đến trống trải không gian, phương chính rốt cục buông ra tất cả tay chân, thể nội hùng hậu chí cương chí dương cửu dương chân khí, tại thể nội bành trướng phòng lên, điên cùng vận chuyển hướng hai tay kinh mạch, từng đạo dài 7, 8 mét đao khí, như dốc vốn oanh sát mà ra, mang theo cực đoan nhiệt độ cao. Cửu dương thần công, chân khí nhất là thuần hậu, nội lực liên miên bất tuyệt. Trong lúc nhất thời, đao khí từ từ, xích hà che đậy. Oanh! Oanh! Âm âm! Trong phòng hết thảy đều tại bá đạo đao khí hạ bị xoắn nát, nhưng đao khí mỗi khi chạm đến tường ngoài thời điểm lại bị kết giới ngăn lại, chiến đấu chỉ cực hạn tại kết giới bên trong. Không cách nào bị ngoại giới biết được. Sưu! Trong bóng tối có bóng trắng lóe lên, né qua một đạo gần trong gan tất đao khí bắt được ngươi. Phương Chính tốc độ đột nhiên tăng vọt, ầm. Nguyên địa hình như có bức tường âm thanh nổ đùng, đông đồng đồng, phòng đều giống như tại lay động, dường như liền liên kết giới đều muốn không chịu nổi Phương Chính hai chân bên trên to lớn lực đạo quán địa, phản phất thành hai đầu thần chân, có gai mắt chân khí quan hoa đang nhấp nháy, thân thể chỉ còn lại thân ảnh mơ hồ, tốc độ một cái bạo tăng. Hắn đem khinh công vận chuyển tới cực hạn. Oanh. Dài bảy, 8 mét nóng rực đau khí, bay thẳng bổ trúng trong bóng tối di chuyển nhanh chóng bóng trắng. Âm. Bóng trắng bị bá đạo đau khí tấm lụa chém bay ra ngoài, đập ầm ầm tại bên ngoài kết giới trên tường. Phương Chính trong mắt có khiếp người lãnh mang, tay cầm quỷ đầu đao đánh vết đi lên. Chói tai tiếng còi cảnh sát. Người đến người đi thanh âm nói chuyện. Còn có gạch ngói vụn, mảnh kiến bể di động tiếng âm ý âm. Tất cả thanh âm một cái xông vào ngụy dung nhiên đầu, để đầu nạn đau nhức muốn nứt, Ngụy Dung Nhiên tự trong hôn mê khôi phục một chút ý thức, muốn mở to mắt cố gắng thấy rõ chung quanh đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng hai con mí mắt nặng nề giống là trót chì, làm sao đều không mở ra được. Ngụy Dung Nhiên đã hôn mê lần nữa. Ngươi rốt cục tỉnh. Một chùm ánh mặt trời chói mắt, lóa mắt đến Ngụy Dung Nhiên hai mắt có chút đâm đau, làm Ngụy Dung Nhiên tỉnh lại lần nữa lúc, theo bản năng nâng lên tinh tế trắng nõn bàn tay, ngăn tại trước mắt. Đúng vào lúc này, bên người một cái quan tâm thanh âm truyền đến. Làm Ngụy Du Nhiên tỉnh lại, ánh mắt bên trong còn mang theo mờ mịt thần sắc ngồi dậy lúc, phát hiện nạn nguyên bản nằm thẳng ở trên ghế salon, trên thân che kín đầu chăn lông. Chăn lông mang theo gây mũi sợi hàng dệt mùi khét lẹt, đây là đầu bị thiêu đốt ra mấy cái động, đã tàn khuyết không đầy đủ chăn lông. Đầu mê mang, thẳng đến mười mấy giây sau, Ngụy Du Nhiên mới dần dần có chút tỉnh táo lại nhìn xem chung quanh có chút quen thuộc hoàn cảnh, Ngụy Du Nhiên im lặng, đây chẳng phải là chỗ ở của nàng sao? Chỉ là nhà của nàng, đã thành một vùng phế tích, khắp nơi có thể thấy được gạch đá, trần nhà mảnh vỡ, không có một chỗ hoàn chỉnh địa phương, liền ngay cả bức tường kia đá cẩm thạch tivi tường đều biến mất không thấy, trong phòng thành gạch đá vùi lấp phế tích, giống như bị 18 cấp gió lốc quét ngang qua. Có thể hủy đi đều đều bị phá sạch. Ngoài trừ còn sót lại vài lần tường ngoài còn hoàn hảo. Kỳ thật ngay cả tường ngoài cũng không khá hơn chút nào, giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt qua, lưu lại từng đạo hung đen vết tích. Ngụy Du Nhiên biến sắc. Nàng nhớ tới tối hôm qua phát sinh hết thảy. Ngụy Du Nhiên nghiêm nghị đứng dậy, phanh, sau lưng ghế sofa lại ầm vang đổ xuống. Ngụy Du Nhiên lông mày nhíu lên, nguyên lai liền ngay cả dưới người nàng ghế sofa đều chỉ còn lại có ba phần năm. Nàng động tác biên độ hơi có chút lớn đứng dậy, lập tức để dưới ghế salon đệm lên mấy khối gạch đá mất đi cân bằng, ghế sofa ầm vang ngã xuống. Trước mắt từng màn, nhanh chóng ánh vào Ngụy Du Nhiên tầm mắt bên trong, tự hồ là tối hôm qua có người động tác ôn nhu đưa nàng phóng tới trên ghế salon, cũng vì nàng đắp lên đốt cháy khét chăn lông, còn vì ghế sofa đệm mấy khối gạch đá, để nàng bình yên ngủ một đêm. Nơi này chuyện gì xảy ra? Chúng ta đuổi tới trong nhà người lúc, liền đã phát hiện nhà ngươi thành một vùng phế tích, chỉ có một mình ngươi nằm trên ghế salon, một mực ngủ đến hiện tại. Mặt khác, chúng ta người, tại trong nhà người phát hiện đến có hai cổ đặc thù năng lượng lưu lại, tối hôm qua ngươi có phải hay không mồi nhữ thành công? Vì cái gì không có dựa theo trước đó ước định cẩn thận, kịp thời thông tri chúng ta. Ngụy Du Nhiên biểu lộ ngưng tụ, tối hôm qua tới cứu ta, không phải là các ngươi. Tối hôm qua tới cứu ta, không phải là các ngươi. Ngụy Du Nhiên biểu lộ ngưng tụ. Khi thấy người đối diện, thần sắc trên mặt biến đổi, Ngụy Dung Nhiên trầm mặt xuống, nạn đã được đến muốn đáp án. Ngụy Dung Nhiên từ trong một mảnh phế tích tìm tới mình đã rơi vỡ, màn hình nát như mạng nhận smartphone. Thời gian biểu hiện. Ngày 9 tháng 4, 12 giờ 39 phút, thời tiết nhiều mây. Rồng đã hôn mê mười mấy tiếng sau. Ngụy Dung Nhiên trầm mặt, hoạt động nát bình phong, miễn cưỡng giải tỏa về sau, ấn mở nội dung tin nhắn. Kết quả nhìn thấy ngày 8 tháng 4 ban đêm, phát ra tin nhắn không đầu. May mắn lần này, nguy cảnh sát ngươi không có phát sinh cái gì ngoại ý muốn, bằng không hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng chỉ gặp kẻ nói chuyện là tên thân cao 210cm, xương cốt thô to, mày rậm mắt to người đàn ông đầu trọc. Khổng lồ như vậy dáng người, tự như một cái cự nhân tiến vào đồ chơi phòng, cơ hồ cũng nhanh muốn đỉnh đầu chạm đến trần nhà, chuyện cái thân đều muốn bó tay bó chân mà tại cường tráng như vậy giống như như kiên công khôi ngô trước mặt nam nhân bên người hết thảy sự vật đều trở nên nhỏ bé giống cây tăm nhưng hắn không những chưa cho người ta vụng về đầu óc ngu si cảm giác ngược lại là giọng nói thành thục ổn trọng ánh mắt thời khắc cơ trí xem kỹ bốn phía có vững như thái sơn tính tình ngụy cảnh sát hữu dũng hữu mưu nếu như giống người tốt như vậy cảnh sát vạn nhất phát sinh cái gì ngoại ý muốn tuyệt đối không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy có lẽ chúng ta từ vừa mới bắt đầu, đồng ý ngươi chủ động xin đi làm mồi, bản thân liền là quá mức khiếm khuyết cân nhắc gấp công liều lĩnh, chúng ta sẽ vì lần này hành động làm một lần nội bộ kiểm điểm cùng duy trì trật tự. Lần này mặc dù để hồ sơ 11 cho chạy trốn, nhưng có ngụy cảnh sát lần này lấy thân thử hiểm, tối thiểu chúng ta nghiệm chứng ngụy cảnh sát trước kia phỏng đoán, vẫn luôn là đúng. Đồng thời cũng khẳng định ngụy cảnh sát đối với phá án nhạy cảm tư duy, một mực dẫn trước tại chúng ta phía trước hiện tại chúng ta đã sơ bộ nắm giữ đến hồ sơ 11 hoạt động quy luật cùng hành động quỷ tích tin tưởng rất nhanh liền có thể xử lý hồ sơ 11 nhưng mà nào biết ngụy du nhiên nói số 11 hồ sơ đã có thể kết án ta cuối cùng tận mắt thấy nó bị một cái thần bí xuất hiện nằm nhân giết đi người đàn ông đầu trọc ánh mắt hiện lên một đạo kinh ngạc chỉ nghe hắn nói ra một cái tin tức kinh người tối hôm qua lại có người mất tích Báo án người đều xưng người mất tích đều tại mất tích trước đó, gọi điện thoại liên hệ bọn hắn đã nghe qua thần bí tiếng bước chân, cùng số 11 hồ sơ tất cả mất tích manh mối, giống nhau như đúc. Nhưng là tối hôm qua mất tích lại cùng dĩ vãng khác biệt, dĩ vãng đều là một buổi tối chỉ mất tích một người, lần này lại là một buổi tối mất tích hai người. Trụ thị Đây là một chỗ giữ bí mật cấp bậc phi thường cao công trình kiến trúc, mà lúc này một gian trong phòng họp, ngay tại tổ chức một trận hội nghị khẩn cấp trong phòng hợp đứng đấy tên như như kiên công cường tráng bóng lưng vĩ ngạn nam nhân lại là xuất hiện tại ngụy du nhiên trong nhà tên kiên người đàn ông đầu trọc lúc này một tấm hình hình chiếu đến to lớn trên màn ảnh trên tấm ảnh rõ ràng là một cái thoa như máu tươi nồng đậm má đỏ chỉ trác nhân một trương quỷ khí âm trầm giấy mặt áp sát vào ống kính bên trên bị đập tới hình tượng chính là ngụy du nhiên trong nhà gia đình camera cuối cùng bị phá hư rơi trước chỗ quay chụp xuống tới cuối cùng một tấm hình tượng. Một trương quỷ dị tà mị chỉ trác nhân mặt. Người đàn ông đầu trọc thanh âm trầm hậu, ổn trọng, chủ trì hội nghị nói, phía dưới, bắt đầu một lần nữa đổi mới hồ sơ 11, tư liệu, thứ nhất, mệnh danh, chỉ trác nhân, thứ hai, đặc điểm là quỷ dị tốc độ. Thứ ba, căn cứ chiến đấu hiện trường năng lượng lưu lại, sơ bộ phân tích cấp bậc là thiên cẩu tứ giai, thiên cẩu ngũ giai trái phải. Cùng điểm thứ tư, hồ sơ 11, hư hư thực thực có được phân thân năng lực. Có lẽ còn có thể tất cả chỉ trác nhân đều là khôi lỗi, phía sau khả năng còn có một cái một mực nút trong bóng tối điều khiển người. Phía dưới ta bắt đầu ban bố nhằm vào hồ sơ 11, kế hoạch hành động, toàn diện tra rõ trụ thị tất cả chỉ trác cửa hàng, minh cửa hàng, hương nến cửa hàng, chỉ cần là cùng quản linh cửu và mai tán loại ngành nghề tương quan thương hộ, đào ba thước đất cũng muốn hết thảy tra rõ một lần. Ta mặc kệ nó là giống như tôn hầu tử rút ra một túng lông có thể hóa ra phân thân, vẫn là phía sau có cái gì giả thần giả quỷ người điều khiển. Tóm lại, đây hết thảy cũng không thể vô duyên vô cớ đột nhiên xuất hiện, khẳng định tồn tại một cái linh năng vật dẫn hoặc là phát động thời cơ. Lần trước để hồ sơ 10, cái kia hai khúc thi thể thi vương nửa người trên chạy trốn sĩ nhục, ta không hy vọng lần này nặng hơn nửa đạo trình diễn. Bên trong phòng họp người, nhìn xem hình chiếu nghi ra hồ sơ 11 quỷ vật, người người sắc mặt ngưng tụ. Người đàn ông đầu trọc tiếp tục nói, mặt khác, các ngươi lại để cho riêng phận mình phân khu người, lưu ý một cái đột nhiên xuất hiện tại dân gian cao thủ thần bí. Người này, hư hư thực thực là vẫn giấu kín sâu vô cùng dân gian giác tỉnh giả, đã thức tỉnh phi thường cao huyết mạch năng lực thiên phú, nhưng hắn vẫn giấu kín rất khá, tự hồ còn ủng nhất định phản trinh sát năng lực, vẫn luôn chưa từng xuất hiện tại chúng ta tầm mắt. Nhất là hắn tốc độ phát triển hết sức kinh người, nếu như từ lam sắc huyết nguyệt đêm đó thiên địa linh khí lớn diện tích khôi phục tính lên, ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, liền để một tên không có tài nguyên, không có tu luyện chỉ đạo dân gian giác tỉnh giả, có được có thể diệt sát một cái thiên cẩu tứ giai, thiên cẩu ngũ giai quỷ vật thực lực. Tin tưởng các ngươi hẳn là rất rõ ràng, có thể lẽ loi một mình diệt sát thiên cẩu tứ giai, thiên cẩu ngũ giai quỷ vật, đến cùng ý vị như thế nào a? À? Như loại này có được to lớn lực phá hoại, tại không biết đối phương thiện hay ác, sẽ có hay không có động cơ phạm tội trước đó, chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra cái này một mực đem mình ẩn tàng rất sâu dân gian giác tỉnh giả. Người đàn ông đầu trọc khí thế không giận tự uy nói. Mà lúc này thời khắc này phương chính, còn chưa không biết, hắn đã bị ban ngành liên quan cho để mắt tới. Nghe tới động tỉnh, theo lầu dưới xe cảnh sát rời đi, sát vách cũng người đi nhà trống về sau, đã là sắc trời chạng vạn, ban đêm 6, 7 giờ, chột dạ một ngày, rất sợ có người đột nhiên tìm tới cửa hiệp đạm một cái liên quan tới hai ba mươi vạn trang trí kế hoạch phương chính, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một vật. Đây là trương tam 4cm lớn nhỏ mảnh giấy vụn, phương chính tay cầm trang giấy, suy nghĩ xuất thần. Chỉ các nhân bị hắn cửu dương chân khí đốt cháy thành cho bụi về sau, cuối cùng có một mảnh nhỏ trang giấy chưa đốt cháy sạch sẽ, chính là trước mắt tờ giấy này phiến, thế là ra ngoài hiếu kỳ dưới, bị hắn nắm lên mang đi. Chỉ là, nghiên cứu hồi lâu không có kết quả, tạm thời trước ném đến sau đầu. Vừa nghĩ tới chỉ các nhân, Phương Chính lại không nhìn được muốn nhả rảnh, lần chiến đấu này khổ cực như vậy, thế mà chỉ lấy được một sợi xám trắng chi khí. Phương Chính nhíu mày. Điểm này đều không phù hợp trò chơi thiết định đẩy bốt sáo lộ A. À? Chẳng lẽ tại kinh văn gia người trong mắt, ngày hôm qua cái quỷ dị chỉ các nhân, chỉ có thể coi là chẳng thèm ngó tới tiểu quái. Vẫn là nói, mặc kệ là vượt cấp giết tiểu quái, hoặc là đẩy bốt, đều chỉ có vạn năm không đổi hố cho một sợi xám trắng chi khí. Phương Chính năm ngón tay cắm vào tóc khe hở, gãi gãi đầu da, nghĩ đến xoắn suýt. Lại nghiên cứu sẽ kinh văn gia người. Phương Chính đang định cất kỹ kia phiến chỉ trác nhân lưu lại nhỏ trang giấy lúc. Nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên. Chỉ gặp nhỏ trang giấy không gió mình trôi nổi mà lên, thế mà nhiều muốn hướng một cái nào đó phương hướng trôi nổi dấu hiệu phương chính thần sắc trên mặt đại biến vội vàng một quyền nắm chặt nhỏ trang giấy cửu dương chân khí bao quanh ông trọn ở nhỏ trang giấy tứ quý đường đại hiệu thuốc bên hông buộc lấy một đầu nhỏ vàng người tạp về có chút lúng cúng tay chân lại là nấu canh lại là cá kho lại tại điên nội xào lăng cung bảo kê đinh ngay tại vi phụ nữ hai chuẩn bị cơm tối tiệm thuốc lão bản trong tay điên nội động tác đột nhiên đình trệ nhíu mày nhìn chăm chú hướng cái nào đó phương hướng hư không tự như kia một đôi ánh mắt có thể xuyên thấu từng mặt tường, ngóng nhìn hướng xa xôi vô tận chỗ. Nhưng tiếp xuống, tiệm thuốc lão bản lại biến thành chần chờ, nghi ngờ biểu lộ, ngừng lông mày giống như lâm vào trầm tư. Thẳng đến có mùi khét lẹt, còn có màu đen khói đặc, tràn ngập đầy toàn bộ phòng bếp, bên ngoài đường trong tiệm tiểu tuyết, hướng phòng bếp hô lớn, cha, ngươi lại đem đồ ăn cháy khét. Tiệm thuốc lão bản cúi đầu mắt nhìn khét lẹt đính vào cái chảo cá, lại nhìn một chút điên nội thất bại, rơi trên mặt đất, cả vùng đất gà xé phay, lúng túng nói, tiểu tuyết, xem ra chúng ta cơm tối lại chỉ có thể ăn phương tiện diện. Mà lúc này trong cư xá, phương chính khẽ nhả một hơi, âm thầm may mắn nói, may mà ta phản ứng kịp thời. Ngay tại vừa rồi, trong tay trang giấy xuất hiện một cổ âm lạnh, rét lạnh dị thường năng lượng ba động, đã cùng quỷ vật lẫn vào có chút quen mặt phương chính, tự nhiên minh bạch cổ năng lượng này ba động ý vị như thế nào. Lúc này, mặc dù bị chân khí ôm trọn, phòng ngừa quỷ vật khí tức tiết lộ, nhưng trong lòng bàn tay nhỏ trang giấy vẫn tại kiên nhẫn, muốn trôi nổi hướng một phương hướng nào đó. Phương chính có chút chần chừ một lúc, sau đó nắm lên kia phiến 3-4cm lớn nhỏ trang giấy, vội vàng ra cửa. Hắn dự định hiếu kỳ nhìn xem, rốt cuộc muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Trụ thị Đào hoa cẩm viên cư xá Hốt khoảng tiếng bước chân, đánh vỡ không có một ai tỉnh mịch hành lang, chỉ gặp một tên dẫm lên giày cao gót tuổi trẻ nữ hài, thần sắc hốt hoảng chạy ra thang máy, sau đó thất kinh chạy hướng ra phương hướng. Sắc mặt nàng có chút không bình thường tái nhợt, thần sắc sợ hãi, gấp trương phi thường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem bên người còn có sau lưng, tự hồ là ngay tại sợ hãi tránh né cái gì, đến mức nàng tái nhợt tay run rẩy, nhiều lần bắt không được chìa khóa, rơi tại trống rỗng hành lang trên mặt đất, phát ra chói tai tạp âm. trọn vẹn nửa phút, đối vài chục lần, Chìa khóa mới rốt cục nhắm ngay lỗ chìa khóa, cô gái trẻ tuổi trên mặt vui mừng, vội vàng đẩy cửa vào nhà. Theo trong nhà tất cả đèn đều bị mở ra, cô gái trẻ tuổi lúc này mới như trút được gánh nặng đem mình cả người, trùng điệp ngã tại ghế sofa trên ghế, mượn nhờ ghế salon chăm chú ông trọn lực, tham lam tìm kiếm ấm áp cùng cảm giác an toàn. Đêm nay kinh lịch, để nàng ngẫm lại còn có chút sợ không thôi. Lạch cạch. Đột nhiên, một cái nam nhân tiếng bước chân, như u sương mù thế giới đồng hồ thạch anh đụng nát yên tĩnh từ phòng ngủ phương hướng vang lên trùng điệp đánh tại cô gái trẻ tuổi tim cô gái trẻ tuổi thân thể cứng đờ nàng tuyệt vọng hoảng sợ nhìn về phía phòng ngủ phương hướng muốn lớn tiếng kêu sợ hãi cầu cứu nhưng sợ hãi xâm nhập toàn thân của nàng nhưng lại cái gì đều gọi không ra lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân dần dần đi hướng cửa phòng ngủ kẹt kẹt cửa phòng ngủ nhẹ vang lên từ từ mở ra một đầu hắc ám khe cửa, trong phòng ngủ một mảnh tối đen. Vì cái gì? Vì cái gì? Sợ hãi giống băng lạnh nước biển thôn vệ cô gái trẻ tuổi toàn thân. Đúng vào lúc này, đùng, đùng đông, cửa trước ngoài cửa lớn truyền đến tiếng đập cửa, người tốt, ta là đưa chuyển phát nhanh. Mười giây, hai mươi giây từ đầu đến cuối không ai mở cửa. Đông, thung thung, ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa thanh âm, Lần nữa từ cửa trước ngoại truyền tới. Ngươi tốt, ta là vật nghiệp, dưới lầu có hộ gia đình khiếu nại nhà ngươi rỉ nước, lầu dưới trần nhà hiện tại ngay tại trời mưa. Vẫn như cũ không người mở cửa. Cứu cứu ta cô gái trẻ tuổi hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn về phía đại môn phương hướng muốn cầu cứu, nhưng nàng lại cảm giác toàn thân mình băng lãnh như khối băng, phản phất khi còn bé quỷ áp sang tràn cảnh tái hiện rõ ràng đại não rất thanh tĩnh, há miệng muốn kêu cứu lại ngay cả một chữ đều không kêu được két cửa phòng ngủ một lần nữa khép lại, trên ghế salon người đã biến mất không thấy gì nữa đột nhiên, âm âm. Một tiếng vang thật lớn, cửa trước cửa chống trộm đột nhiên trong triều bạo tạc, to lớn lực đạo liền ngay cả xây lấy khung cửa vách tường, đều bỗng nhiên trung động hạ. Ta lại bắt được ngươi. Một vòng ý vị thâm trường cười lạnh, sau đó chỉ thấy một cái sách đao nam nhân, phanh, một đao trực tiếp bá đạo chém nát phòng ngủ cửa gỗ, vô số vụn gỗ bạo tạc vỡ vùng sách đau năm nhân trực tiếp đánh vết tiếng trong phòng ngủ. ngay sau đó lại nghe ầm ầm nổ vang. phòng chấn động mạnh một cái, phòng ngủ một mặt tường trực tiếp nổ ra một cái lỗ thủng lớn. một nữ nhân bị không chút nào thương hương tiếc ngọc ném ra phòng ngủ. âm âm trong phòng ngủ liên tiếp truyền ra tiếng nổ cực lớn, phòng thỉnh thoảng rung động mấy lần, thành thế kinh người. tối hôm qua bị ta chém nát cái kia là ba ba của ngươi vẫn là gia gia ngươi. không nói lời nào còn muốn trốn muốn tới thì tới muốn đi thì đi có hay không hỏi qua trong tay của ta quỷ đầu đao nó có đáp ứng hay không oanh lực lượng khổng lồ trực tiếp đem phòng ngủ vách tường toàn bộ phách trạm đến bạo tạc phanh 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 đại lượng gạch đá vẫy ra trong nháy mắt bụi đất tràn ngập toàn bộ phòng nhất thời không cách nào thấy rõ trong phòng tình huống chỉ có thể nghe được không ngừng có bạo tạc tiếng vang mười mấy phút sau làm cảnh sát lúc chạy đến ngoại trừ tại một đống như là bạo tạc tràn cảnh phế tích bên trong chỉ tìm tới sớm đã dọa ngất quá khứ chủ nhà cũng không phát hiện gì lạc sau đó không lâu vụ án này bắt đầu từ nào đó cục nhân sĩ chuyên nghiệp tiếp nhận mà lúc này bởi vì chột già dạ sợ bị tìm tới liên quan tới hai ba mươi vạn trang trí kế hoạch phương chính sớm đã rời đi đào hoa cẩm viên cư xá trên đường đi chuyên chọn đường nhỏ chuẩn bị trở về chỗ ở một bên đi đường phương chính một bên nhìn về phía bàn tay chỉ gặp tại hắn trong lòng bàn tay lại nhiều một mảnh giấy. Giờ phút này hết thảy có hai tấm trang giấy. Phương chính không khỏi nhíu nhíu mày, cho tới bây giờ, hắn còn không biết, những này từ chỉ trác nhân trên thân lưu lại trang giấy, cụ thể có tác dụng gì. Trước mắt duy nhất công dụng, là một khi có chỉ trác nhân hiện thân, ngay lập tức sẽ gây nên phản ứng. Ngay tại phương chính suy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên, dưới chân dẫm lên một vật. Hắn dơ chân lên trưởng, Lúc này mới phát hiện, hắn không cẩn thận dẫm lên một trương tế bái người chết dùng giấy vàng. Hô, hô bỗng nhiên không gió mà lên một cổ âm phong, chung quanh quét sạch lên một chút giấy vàng, còn có minh tệ, chính là loại kia một tỷ, một trăm ức mệnh giá phổ thông minh tệ. Lúc này, Phương Chính mới phát giác, hắn vì tránh đi đầu đường camera, chuyên chọn đường nhỏ, thế mà đi vào một con đường hai bên cắm đầy lão cây dông âm trầm đường nhỏ. Đây là đầu phố cũ, lão cây dông khổng lồ tán cây, đem vốn là cũng không rộng rãi phố cũ, hoàn toàn bao phủ tại dưới bóng cây, quanh năm suốt tháng nhật nguyệt chiếu vẫy không tiến vào, hình thành một chỗ âm khí chi địa. Trời vừa tối, đầu này hiếm người giấu vết phố cũ, hai bên đường tất cả cửa hàng liền đã sớm đóng cửa, chỉ còn lại tịch mịch như quỷ đường phố không người phố cũ. Lúc này, Phương Chính chú ý tới tại phía trước ngã tư đường, quay lưng hắn chính ngồi xổm một cái tại đen đặt dưới bóng đêm đen nhánh bóng người. Người sợ tối lửa tắt đèn, biết Hương sợ nhất cái gì sao? Hương sợ nhất hai ngắn một dài. PS, người sợ tam trường lưỡng đoạn, ba dài hai ngắn, Hương sợ nhất lưỡng đoạn nhất trường, hai ngắn một dài. Tam trường lưỡng đoạn có nghĩa, không hay xảy ra, việc bất trắc, chuyện không may, tối lửa tắt đèn, tam trường lưỡng đoạn, chuyện bất trắc. Người sợ tối lửa tắt đèn, biết Hương sợ nhất cái gì sao? Hương sợ nhất hai ngắn một dài. Theo ngã tư đường bóng người, xoay người lại phương chính lúc này mới thấy rõ đây là tên có chút giống tiên sinh dạy học khí chất nho nhã trung niên nam nhân mà tại trung niên nam nhân trước người có một cái vàng đồng sắt chậu than bên trong ngay tại đốt giấy vàng tiền giấy nguyên bảo chờ minh vật trong tay đối phương đang có ba cây nhóm lửa hương dây chính là trong chùa miếu thường đốt loại kia hương dây trước mắt tình cảnh này đều đang nói rõ đối phương ngay tại tế bái vong hồn nhưng mà trung niên nam nhân trong tay ba cây hương dây giờ phút này lại là quỷ dị hai ngắn một dài hai bên ngắn ở giữa dài phương chính chú ý tới trung niên nam nhân ánh mắt một mực tại nhìn chăm chú lên đính vào hắn đế dày hạ giấy vàng phương chính vội vàng kéo xuống giấy vàng cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trên mặt đất vừa hướng vong hồn thành kính đạo vài câu xin lỗi cái này không quan hệ mê tín không mê tín cũng không quan hệ tin hay không quỷ thần mà là đối người chết một phần phải có kính ý không tiếc độc người chết. Làm phương chính làm xong đây hết thảy về sau, phát hiện trung niên nam nhân đã một lần nữa quay lưng hắn, không tiếp tục để ý hắn, tiếp tục hướng trong chậu than đốt tiền giấy, giấy vàng. Trải qua đoạn này khúc nhạc dạo ngắn, phương chính đối với vị này giống tiên sinh dạy học khí chất trung niên nam nhân giác quan, không khỏi nhiều hơn mấy phần hảo cảm, có thể đối người chết kính ý, tối thiểu người này xấu không đến đi đâu. Trước mắt chỉ có một con đường có thể đi, Phương Chính đành phải tiếp tục đi tới, lần này hắn cẩn thận rất nhiều, trên đường đi đều cực lực tránh đi trên đất giấy vàng, tiền giấy. Lúc này, lại nổi lên một cổ âm phong, phương chính mũi thở vỗ mấy lần, lập tức nhướng mày. Lại là thi thể hư thối cái chủng loại kia gây mũi hôi chua vị. Theo càng tiếp cận trung niên nam nhân, mùi hôi thối dần dần chuyển nồng, chính là từ trung niên nam nhân phương hướng bay tới, phương chính bất động thanh sắc. Cẩn thận từng ly từng tí trải qua trung niên nam nhân bên người lúc chỉ gặp phương chính trong hai mắt có một đạo hoàn toàn cùng nó tuổi tác khí chất không tương xứng thầm thúy u mang, chợt lóe lên, cũng lúc đó, phương chính sắc mặt đại biến. Thi khí Hắn tại trung niên trên thân nam nhân, thấy được trùng thiên, ô ép một chút nồng đầm thi khí, còn có tử khí. a à, không đúng. Phương chính cẩn thận quan sát, nhưng lại từ đối phương trên thân thấy được một chút hy vọng sống, tại ô ép một chút trùng thiên tử khí bên trong, lại có một đạo ẩn nấp sâu vô cùng người sống dương khí. Người sống tử tướng. Người chết đoạt dương. Phương Chính trong lòng cảnh giác, bắt đầu vơ vét lên trong đầu gần nhất nạp điện, đại lượng liên quan tới phương diện này kiến thức. Mà lúc này, Phương Chính lại phát hiện đến, trung niên nam nhân trên tay ba cây hương dây, từ hai ngắn một dài lại lần nữa biến trở về cân bằng, thật đúng là kỳ lạ, Phương Chính tắm tắt lấy làm kỳ lạ. Phúc tiên sinh, ngươi lại nửa đêm giả thần giả quỷ hù dọa người bình thường. Một thanh âm vang lên, a, à, Phương Chính khẽ giật mình, thanh âm này tự hồ có chút quen tai, vô ý thức liền theo tiếng kêu nhìn lại. Lúc này Phương Chính mới lưu ý đến, vừa lúc tại ngã tư đường hắn thì giác điểm mù vị trí, đang có một nhà ban đêm duy nhất mở cửa kinh doanh cửa hàng, trong cửa hàng đèn đuốc sáng sủa. Có chút tiến lên mấy bước, Phương Chính rốt cục thấy rõ có chút quen tai thanh âm chủ nhân ngay tại đối một đĩa tai lợn lập tức thịt rượu trương đồ tể. Phương Chính sững sờ. Không chỉ là Phương Chính sững sờ, liền ngay cả đang muốn toát một ngụm rượu trương đồ tể, cũng là rõ ràng sững sờ. Nhưng trước hết nhất kịp phản ứng vẫn là trương đồ tể. Chỉ thấy hắn rất nhanh khôi phục lại tấm kia bình thản biểu lộ, uống xong rượu trong ly về sau, bình tĩnh nói, ta cái kia thanh quỷ đầu đau dùng đến còn thuần tay đi. Căn bản không cho phép phương chính phản bác, bởi vì trương đồ tệ ánh mắt đã trực tiếp nhìn về phía phương chính bên hông phương hướng. Tại phương chính phía sau áo khoác che lấp lại, nơi đó chính cài lấy một cây đao vỏ. Phương chính lúc này sắc mặt biến đổi. Móa. Đầu hắn da hơi tê tê, đẩy lòng nhìn không được nhã rảnh, trương đồ tệ đến tột cùng là vô tâm chi ngôn. Hay là hắn đã đã nhìn ra cái gì? Phương chính đứng tại chỗ, trong đầu nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến tiếp xuống làm như thế nào trả lời mới lộ ra tự nhiên nhất đúng vào lúc này một mực ngồi xổm ở giao lộ đốt vàng mã tên kia thi khí trùng thiên trung niên nam nhân cũng chính là phúc tiên sinh đã đứng dậy đi trở về cửa hàng nếu là trương đồ tể bằng hữu tiến đến ngồi phúc tiên sinh từ phương chính bên người đi qua về sau liền trực tiếp phối hợp đi vào trong tiệm lúc này phương chính mới lưu ý đến từ vừa rồi từ lần đầu tiên gặp mặt vị này có tiên sinh dạy học khí chất Trương Đồ Tể trong miệng Phúc Tiên Sinh, từ đầu đến cuối liền đều là lôi kéo một trương mặt chết, mặt không biểu tình. Nghĩ đến cái này, Phương Chính đột nhiên cũng có chút không hiểu nhất cả trứng. Trương Đồ Tể lạnh lùng. Phúc Tiên Sinh mặt chết, mặt không biểu tình. Quả nhiên là vật hợp theo loại. Phương Chính không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hào phóng cười một tiếng, chỉ thấy hắn thoải mái đi vào trong tiệm, trực tiếp tại Trương Đồ Tể ngồi xuống bên người. Cái kia thanh quỷ đầu đao dùng tốt ngược lại là dùng tốt Duy nhất có chút tiếc núi chính là ngắn chút Có đôi khi chặt không có lực Phương chính cầm lấy mặt khác xong sạch sẽ đũa Kẹp miệng heo lỗ tay thịt bỏ vào trong miệng nhắm nuốt Sau đó tán một câu hương vị Diệu Làm người tự nhiên hào phóng Không có già mồm Cũng không có bó tay bó chân Trương đồ tẩy nhìn một chút phương chính Thế mà chủ động vì phương chính chăm bên trên một chén rượu Có người nói bàn rượu văn hóa nhất là suy nghĩ không thấu nó có thể tùy tiện để huynh đệ ở giữa bất hòa, cũng có thể để hai cái người xa là một cái trở thành bạn vong niên. Liền xem ngươi rượu phẩm có thể hay không tiến vào đối phương tầm mắt. Phương Chính không có già mồm, sẵn khoái uống một hơi cạn sạch. Mà lúc này Phương Chính cũng thừa cơ đánh giá đến trong tiệm tình huống, đây là một nhà mở tại phố cũ bên trong minh cửa hàng, chuyên môn bán chút quản linh cửu và mai tán vật phẩm, như tờ giấy tiền, giấy vàng, áo liệm, hương nến nguyên bảo vân vân. Duy chỉ có không thấy được đâm người giấy Nhưng phương chính ánh mắt Càng nhiều là dừng lại tại phúc tiên sinh trên thân Những cái kia tử khí Thi khí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra Một mực để hắn trăm mối Vẫn không có cách giải Vị này trương đồ tể bằng hữu phúc tiên sinh Đến cùng là người chết Vẫn là người sống Minh cửa hàng chia làm làm ăn tiền đường Cùng chứa đựng hàng hóa hậu đường Từ khi phúc tiên sinh đi vào trong tiệm về sau Liền một mực tại hậu đường chưa ra có phải hay không rất hiếu kỳ, trương đồ tể bình tĩnh không lay động nhìn xem phương chính, cũng không biết phải chăng ý chỉ cái khác. Đi theo ta. Trương đồ tể đứng dậy, đi hướng về sau đường. Phương chính do dự một chút, vẫn là đi theo. Vừa tiến vào hậu đường, phương chính mới phát hiện, hậu đường nhiệt độ rõ ràng so tiền đường thấp hơn một chút, ánh đèn cũng hơi có vẻ lờ mờ âm trầm, sau đó hắn ở phía sau đường nhìn thấy ba miệng xếp thành một hàng quan tài. Phương chính giật mình. Bây giờ lưu hành hỏa táng, quốc gia sớm đã cấm chỉ thổ táng, ở trong thành thị đã thấy không đến quan tài, tiệm quan tài cũng đều nhau nhau đổi nghề. Mọi người duy nhất có thể nhìn thấy quan tài cơ hội, cũng chính là từ nhà tang lễ thuê mời băng quan. Đương nhiên, tại cá biệt pháp luật ý thức còn mời nhạc nông thôn nông thôn, như trước vẫn là có thể thấy được một chút thổ táng tập tục. Nghĩ không ra tại trụ thị nhà này minh trong tiệm, thế mà bày biện ba chiếc quan tài. Phương chính ngược lại là gan lớn, thăm dò nhìn về phía trong quan tài thế mà không phải không quan tài đều các nằm một bộ nữ thi trước đó nhìn thấy phúc tiên sinh đang bận rộn chính là đang vì ba bộ nữ thi nhập liệm lúc này đã hóa tốt thi trang nhưng phương chính lông mày vẫn như cũ nhịn không được nhăn lại cái này kiểu chết có chút thê thảm ban đêm có một chỗ sẽ có trận náo nhiệt có hứng thú hay không cùng đi xem nhìn trương đồ tể là nói với phương chính phúc tiên sinh ta ngươi ba người cùng một chỗ. Nghe trương đồ tể. Nhìn nhìn lại không biết là người sống vẫn là người chết phúc tiên sinh. Lại có tình cảnh này phụ trợ dưới. Trương đồ tể, ngươi quả nhiên không là bình thường nam nhân. Phương chính gắt gao nhìn chầm chầm trương đồ tể. Nay đã đến thi trang hồi cuối phúc tiên sinh, không bao lâu một lần nữa ngồi thẳng lên, sau đó để phương chính cùng một chỗ hỗ trợ nhất nắp quan tài, khép lại quan tài. Phương Chính liền vội vàng tiến lên hỗ trợ. Sau đó, Phúc Tiên Sinh lên lầu 2, nhưng cũng không đợi bao lâu, một trương mặt chết Phúc Tiên Sinh lại đi xuống lầu. Trong tay đã nhiều một chiếc đèn lồng vỏ xanh. Đèn lồng vỏ xanh bên trong, đứng thẳng một cây màu trắng ngọn nến, lúc này còn chưa nhóm lửa. Phương Chính chính thấy hiếu kỳ, lúc này lại nghe trương đồ tể mở miệng, Phúc Tiên Sinh, lần này cầu đến là thăm gì? Phúc Tiên Sinh mặt chết nói, cuộc đời ông thẳng khí, quỷ thần không dám làm. Trương Đồ Tể gật đầu nói, xem ra hôm nay mọi việc dai nghi. Nhìn xem làm trò bí hiểm hai người, một cái trầm mặt ít nói cao lạnh, một người chết mặt mũi không biểu lộ, Phương Chính cảm giác cả người đều có chút Phương. Hai người này liền không có một cái là bình thường. Phương Chính, tiết trời đầu hạ, đỉnh đầu mặt trời, tay cầm ánh nến, trước mắt quá đen. Phúc Tiên Sinh Trương Đồ Tể Đối mặt hai người xem ra ánh mắt, Phương Chính Trấn Định tự nhiên nói, ta nhìn hai vị nói chuyện phím nội dung bức cách tràn đầy, ta cảm thấy ta cũng hẳn là nói câu có bức cách, ứng hợp với tình hình. Sau đó, ba người đứng tại tiền đường, Phúc Tiên Sinh đóng lại thông hướng hậu đường cửa, Trương Đồ Tể cũng hỗ trợ đóng lại cửa hàng đại môn. Sau đó tại Phương Chính nghi hoặc ánh mắt không giải thích được dưới, Phúc Tiên Sinh bắt đầu đốt lên đèn lồng vỏ xanh bên trong cây kia màu trắng ngọn nến, lại cúp đến hậu đường cửa khung cửa phía trên nhưng đây không phải máu chốt, máu chốt là kia màu trắng ngọn đến khiêu động hỏa diễm, không phải bình thường màu da cam chi sắc mà là nhàn nhạt u lục chi sắc, tự như quỷ hỏa chấp động. liền ngay cả toàn bộ đèn lồng vỏ xanh đều tản mát ra quỷ dị vô cùng màu xanh u mang. nghe nói qua dân gian nghe đồn tẩu âm nhân sao? cũng có địa phương kêu lên âm nhân, trương độ tể bình thẳng mắt thấy đèn lồng vỏ xanh, người lại là nói với phương chính, không đợi phương chính đáp trả. Trương Đồ Tể đã lẩm bẩm nói, có quan hệ với tẩu âm nhân truyền ngôn, nhiều nhất thịnh hành tại cổ đại, nói là người sống linh hồn có thể hạ nhập địa phủ, thay người chết gia thuộc bằng hữu hỏi thăm sinh tử, biểu đạt tưởng niệm hoặc ai điếu vân vân. Mà sẽ đi âm người, bình thường đều là trong miếu bà cốt chiếm đa số. Phương Chính giật mình, chẳng lẽ dân gian truyền ngôn tẩu âm nhân đều là thật? Trương Đồ Tể, những này bất quá là cổ nhân phong kiến mê tín, thế gian này nào có cái gì địa phủ? bất quá là cổ nhân phong kiến mê tín nghe nhầm đồn bậy đem tẩu âm nhân tận lực khuếch đại phủ lên thành quỷ thần mê tín tà thuyết hôm nay liền để phúc tiên sinh dẫn ngươi gặp biết cái gì là đi âm mà cái này đi âm thiết yếu tiền đề chính là đốt dẫn hồn đen dẫn hồn đen phương chính nhìn xem lục u u ánh nến chợt cảm thấy ác hàng cái đồ chơi này sẽ không phải là thi dầu a à. thi dầu chính là đem chết đi người phụ nữ có thai cái cầm cắt bỏ sau đó dùng sáp ông nến đốt cái cầm, nhỏ xuống tới dầu chính là thi dầu. Trương đồ tể nhìn một chút phương chính, về sau nếu như ngươi đụng phải có tẩu âm nhân, dùng thi dầu làm dẫn hồn đèn, trực tiếp đi lên cho hắn một đao, nếu như chặt bất quá, có thể tới tìm ta. Phúc tiên sinh là chính thống xuất thân, cái này dẫn hồn đèn là lấy cái chết người khi còn sống một ngụm oán khí làm dẫn, thông qua cái này miệng oán khí, Phúc tiên sinh mới có thể đi vào đi lần này đi âm. Ngươi biết trong quan tài kia ba tên nữ hài tử là thế nào chết sao? Trương Đồ Tể bỗng nhiên hỏi lại Phương Chính. Phương Chính lắc đầu. Hắn phải biết, hắn liền không gọi Phương Chính, mà gọi là Trương Đồ Tể hoặc Phúc Tiên Sinh. Phương Chính vốn là muốn nhã rảnh, nhưng lại hiếu kỳ trong quan tài kia ba bộ tử trạng rất thảm nữ hài tử, đến cùng là bởi vì cái gì mà chết, thế là ngành sinh sinh im lặng, không cắt đứt Trương Đồ Tể lời kế tiếp. Mà khi nghe xong trương đồ tể mà nói về sau, Phương Chính nhíu mày. Hạng nhất nữ hài là chết bởi đeo một đôi kính sát trồng, tươi sống bị nhìn thấy đồ vật hù chết. Tên thứ hai nữ hài là chết bởi móng tay giả sơn móng tay, cả khuôn mặt đều bị chính nàng tay bắt nát. Hạng ba nữ hài là chết bởi tóc giả. Trong bụng chất đầy màu đen đen nhánh tóc, bụng chống giống hoài thai 10 tháng, trực tiếp nhồi vào đến yết hầu vị trí, kinh hải thêm ngạc thở mà chết. Dựa theo trương đồ tể nói, những người này đều là chết bởi chơi linh dị trò chơi, kính linh, chính là đêm khuya không ngủ được, đối tấm gương chơi thông linh trò chơi. Nhưng mà, lại bị một cái tham lam tà ác kính linh cho để mắt tới, tuần tự ba tên nữ hài thảm tao độc tử, nhưng căn cứ điều tra biểu hiện, lúc ấy chơi kính linh trò chơi người, hết thảy có bốn tên nữ hài mới đúng. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này hạng tư nữ hài tử, lại ly kỳ mất tích không thấy. Vì đuổi tại bị hại trước đó, Mau chóng tìm tới kia hạng tư nữ hài hạ lạc thế là phúc tiên sinh dự định đi âm một lần mượn nhờ lúc trước ba tên nữ hài một ngùng oán khí nhóm lửa dẫn hồn đèn chỉ dẫn phúc tiên sinh truy tung đến cái kia tà ác kính linh hạ lạc hạng tư nữ hài hạ lạc hẳn là đang bị tà ác kính linh khống chế đúng lúc này trương đồ tể ra hiệu phương chính đem hai tay khoác lên trên bả vai hắn tới đồng thời trương đồ tể hai tay đã khoác lên phúc tiên sinh trên bờ vai sau đó Phúc Tiên Sinh móc ra một cái chìa khóa, động tác phi thường trịnh trọng cắm vào hậu đường khóa cửa lỗ bên trong, rõ ràng cái này lúc trước chính là phiến phi thường phổ thông cửa, nhưng giờ khắc này, ầm, thanh quang mông lung dưới, một tiếng như thanh đồng bánh răng to lớn tiếng va chạm, đinh tai nhức óc. Không khí chung quanh trong nháy mắt chợt hạ xuống, bắt đầu âm phong trận trận nổi lên. Giờ khắc này, rõ ràng là một cái phổ thông cửa, lại phản phất liên thông hướng địa ngục. Mở ra một cái thông hướng một cái khác U sương mù thế giới quỷ dị chi môn Trên khung cửa kia ngọn đèn lồng vỏ xanh Càng phát quỷ hỏa hừng hực Lục u u Theo phút tiên sinh vặn vẹo chìa khóa Âm, thẻ, thẻ Thẻ phản phất thanh đồng thanh răng chuyển động thanh âm Phương chính cảm thấy bên người càng ngày càng rét lạnh Nhưng hắn nhìn như không thấy Ánh mắt của hắn một mực gắt gao Nhìn chầm chầm trước mắt quỷ dị chi môn Mặt sau này đến tột cùng có cái gì Tiếp xuống hình tượng có thể sẽ gây nên cường độ thấp khó chịu nếu như sợ hãi liền nhắm mắt lại. Lúc này, trương đồ tể thanh âm, chợt trái chợt phải, có chút phiêu miểu bất định truyền vào phương chính trong tai, thanh âm càng ngày càng thấp, dường như cách nhau rất xa. Nhưng phương chính rõ ràng liền thấy trương đồ tể gần trong gan tất, hai tay của hắn còn một mực khoát lên trương đồ tể trên bờ vai. Cái gì, phương chính không hiểu. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, phương chính phát hiện ánh mắt của mình tối sầm lại, trong nháy mắt hắc ám, để hắn có chút trở tay không kịp, trước mắt hoàn toàn mù. Phương Chính mới đầu trong lòng hoảng hốt, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lập tức quan tưởng mà viên minh tưởng xem, nháy mắt, hắn hai mắt có khí chất đặc thù u mang hiện lên, tinh thần thanh minh, tầm như tấm gương sáng, trước mắt thế giới bỗng nhiên thanh minh. Hả? Phương Chính sắc mặt chấn kinh. Đây là phiến hoàn toàn màu trắng đen thế giới, chung quanh tràn ngập nồng đậm u sương mù, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng tầm nhìn cực thấp. Đúng lúc này, Phương Chính cảm giác được dưới chân không vững, thân thể tại theo dưới chân trái phải lay động, tự hồ là đang đứng tại đầu sóng bên trên nước chảy bèo trôi. Phương Chính cúi đầu xem xét, kém chút mở miệng kêu lên. Hắn thế mà đứng tại một đầu trên thuyền nhỏ, đầu thuyền đang có người tại chống đỡ cao. Xuyệt. Yên tĩnh, đừng loạn lên tiếng. Xuyệt. Yên tĩnh, đừng loạn lên tiếng. Là trương đồ tể thanh âm lần này không còn là hư vô mờ mịt xa xôi mà là ngay tại phương chính trước người lần nữa nghe được trương đồ tể thanh âm phương chính trong lòng chắc chắn tạm thời buông xuống lập tức liền vội vã không kịp đem hỏi ra lời nghi vấn yên tĩnh nín thở dưới chân thuyền nhỏ vẫn tại chầm chậm tiến lên thân thuyền thỉnh thoảng truyền đến có chút lay động cảm giác tại đưa tay không thấy được năm ngón nồng đầm u sương mù thế giới hết thảy đều tĩnh mịch đến đáng sợ tự như ban đêm một thân một mình đi ngang qua mộ địa cái chủng loại kia tĩnh mịch, âm trầm cảm giác, để cho người ta có loại trong lòng chặn lấy khối tảng đá lớn kiềm chế nặng nề cảm giác. Phương Chính nhìn xem không thể tưởng tượng trước mắt một màn, đây chính là tẩu âm sao? Lúc này, Phương Chính từ tầm nhìn cực thấp trong sương mù dày đặc, loáng thoáng nghe được một chút kỳ quái dị hưởng, tự như là rất nhiều người nhỏ vụn thì thầm âm thanh. Còn có tê, tê cổ quái nhẹ vang lên giống như là huyết nhục xé rách, lại giống là cạo xương thanh âm, khiến lòng người hơi có chút trung lên. Đột nhiên, Phương Chính khóe mắt tại đáy thuyền hạ trong nước, liếc về có một đoàn bóng đen lóe lên một cái rồi biến mất, tự như là một đại đoàn đen đặt nữ nhân tóc dài. Phương Chính hô hấp trì trệ. Trên đường đi mặc dù thỉnh thoảng có gì đó quái là sự vật, nhưng cũng may bình an vô sự, thẳng đến chung quanh sương mù bắt đầu dần dần trở thành nhạt, Phương Chính lại kinh ngạc nhìn thấy, trước mắt xuất hiện một tòa thành thị. Nhưng lại là đen trắng thế giới, đồng thời tĩnh mịch nặng nề, tĩnh mịch đến không hề tức giận. Thẳng đến một tòa vượt sông cầu lớn xuất hiện tại phương chính trước mắt lúc, phương chính lúc này mới giật mình, đây là thông gian cầu lớn. Trước mắt tòa này đen trắng thành thị, thình lình chính là trụ thị. Sau đó hắn phát hiện, hắn lúc này liền đứng tại một chiếc nhỏ tắm trên thuyền, mà chống đỡ cao người, chính là ở đầu thuyền Phúc Tiên Sinh. Tới đồng thời, Đầu thuyền bên trên đang có một chiếc đèn lồng vỏ xanh, tản mát ra mông mông u quang, đâm rách phía trước u sương mù. Làm thân thuyền cập bờ về sau, Phúc Tiên Sinh nhấc lên đầu thuyền đèn lồng vỏ xanh, trương độ tệ ở phía sau, hai người trực tiếp tiến vào quỷ dị màu trắng đen trụ thị. Phương Chính không kịp hỏi ra nghi ngờ trong lòng, vội vàng bước nhanh đuổi theo. Trên đường, Phương Chính mấy lần đều muốn hỏi ra trong lòng trùng điệp nghi hoặc, nhưng hắn lại không biết tẩu âm có tồn tại hay không lấy cái gì cấm kỵ, chỉ có thể một đường kìm nén nghi vấn, theo sát theo tại phúc tiên sinh cùng trương đồ tể sau lưng. Cái này quỷ dị trụ thị, tĩnh mịch nặng nề, căn bản chính là một tòa thành không. Một nhóm ba người đi một giờ, ngay cả một bóng người cũng không nhìn thấy, đừng nói là người, trên đường cái đều là trống rỗng, một chiếc xe hơi cũng không có. Tự như là một tòa thành thị xác không? Chỉ có xác, không có huyết nhục. Tại dạng này một tòa không chỗ không lộ ra quỷ dị đen trắng trụ thị, phương chính cũng không biết phía trước dẫn đường phúc tiên sinh đến tột cùng là có mục đích vẫn là không mục đích hành tẩu nhưng ngẩng đầu nhìn một chút phúc tiên sinh trong tay dẫn hồn đèn phương chính như có điều suy nghĩ cùng nó nói là là phúc tiên sinh tại dẫn đường không bằng nói là dẫn hồn đèn ở phía trước chỉ dẫn phương hướng cuối cùng dẫn hồn đèn chỉ dẫn lấy ba người đi vào một nhà bệnh viện nhà xác phương chính khẽ giật mình nhà xác bên trong ngoại trừ thi thể chính là thi tủ tự hồ cũng tan không được người a à. chỉ là ý niệm này vừa mới hiển hiện phương chính ánh mắt vô ý thức nhìn về phía nhà xác bên trong từng dãy thi tủ tự hồ là vì nghiệm chứng phương chính phỏng đoán phúc tiên sinh cùng trương đồ tể đã bắt đầu từng cái thi tủ tìm ra được chỉ là thi trong tủ tất cả đều là trống không cũng không có giả thi thể phương chính cũng bắt đầu hỗ trợ tìm ra được trong lúc nhất thời âm u buồn bực út đen trắng thế giới nhà xác chỉ có thi tủ kéo động thanh âm bỗng nhiên âm thi tủ vừa lôi ra đến lại cơ hồ trong nháy mắt bị đẩy trở về dị hưởng lập tức đưa tới phúc tiên sinh cùng trương đồ tể lực chú ý cùng nhau quay đầu nhìn về phía phương chính phương chính không có mở miệng nói chuyện mà là đưa tay chỉ trước người thi tủ sau đó tại phúc tiên sinh ra hiệu dưới ba người ăn ý động tác cẩn thận đi ra nhà xác lúc này phương chính càng thêm nghi ngờ bọn hắn chuyến này tẩu âm, không phải là vì tìm mất tích hạng tư nữ hài sao, hiện tại rõ ràng đã tìm tới người, liền nằm tại nhà xác thi trong tủ, vì cái gì lại không cứu người rồi. Làm phương chính lần nữa mở mắt ra, một lần nữa nhìn xem chung quanh tràn ngập sinh khí bảy màu thế giới lúc, hắn không kịp chờ đợi liền muốn hỏi ra đầy bụng nghi vấn, nhưng vào lúc này, phương chính bỗng nhiên sững sờ. Hắn chỗ đứng, cùng tẩu âm trước đó vị trí, thế mà một bước cũng không xê dịch qua, y nguyên đứng tại chỗ. Vừa đúng lúc này, Phương Chính khóe mắt lại liếc về đồng hồ treo trên tường. Thời gian 22, 57 phân. Phương Chính nhớ kỹ rất rõ ràng, tẩu âm trước còn chưa vượt qua đêm khuya 11 giờ. Có thể đi âm rõ ràng đã qua mấy canh giờ chẳng lẽ trước sau vẫn chưa tới mấy phút. Phương Chính có đầy bụng nghi vẫn muốn tìm Trương Đồ Tể hỏi rõ ràng, nhưng Trương Đồ Tể vừa vặn cầm điện thoại, giống như tại liên lạc người nào, Phương Chính nghe được Trương Đồ Tể nâng lên nhà xác, thi tủ chờ chữ. Phương Chính định tìm Phúc Tiên Sinh, nhưng Phúc Tiên Sinh dẫn theo đèn lồng vỏ xanh, đã lên lầu 2. Làm trương đồ tể vừa kết thúc trò chuyện, Phương Chính lập tức không kịp chờ đợi truy vấn, cái kia đen trắng thế giới trụ thị, đến cùng là thật hay không thực. Tẩu âm chân tướng đến cùng lại là cái gì? Còn có vì cái gì chúng ta không đi cứu mất tích hạng tư nữ hài tử? Đối mặt Phương Chính bắn liên thanh, trương đồ tể lại là bình tĩnh nói, ngươi kỳ thật chân chính muốn hỏi, có phải hay không muốn nói, thế giới kia có phải hay không giống trong phim ảnh không gian song song vì diện không gian dị độ không gian đồng dạng hoặc là càng trực tiếp điểm nói có phải hay không muốn hỏi tẩu âm có phải hay không chính là cổ đại dân gian nghe đồn âm phủ thế giới phương chính không có phản bác cái này biểu thị ra ngầm thừa nhận trương đồ tể ta trước kia đã nói cái gì âm phủ địa phủ chỉ là cổ nhân phong kiến mê tín Ngươi trước đây không lâu nhìn thấy nồng vụ thế giới, trụ thị thế giới, cũng căn bản không phải vị diện không gian. Ngươi trải qua, nhìn thấy, chỉ là kia ba tên ngộ hại nữ hài khi còn sống ký ức. Dẫn hồn đèn là mượn nhờ người chết một ngụm oán khí, để ngươi ngắn ngủi thấy được các nàng khi còn sống bộ phận ký ức, ngươi có phải hay không tại nồng vụ thế giới, thấy được một đoàn tóc bóng đen. Có phải hay không còn có nghe được một chút cổ quái tiếng vang? Phương Chính nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu trương đồ tể người suy nghĩ lại một chút nhìn cái này ba tên nữ hài là thế nào chết một cái là bị hù chết một cái là bị trong thân thể tóc ngạt thở mà chết một cái là bắt nát mình khuôn mặt chết mất không phải là nồng vụ thế giới kinh lịch sao tẩu âm kỳ thật rất dễ dàng lý giải chủ yếu là mượn nhờ người chết quán khí như con chó săn cho chúng ta truy tung đến tà ác kính linh vị trí cũng không phải là giống dân gian nghe đồn như vậy mơ hồ cái gì đi địa phủ hỏi sinh tử lên trời xuống đất không gì làm không được ngươi có thể đem tẩu âm nhìn thành là tiến vào một người thế giới tinh thần bất quá tâm lý sư là tiến vào người sống thế giới tinh thần mà tẩu âm thì là tiến vào người chết thế giới tinh thần nếu như vẫn là không tin ngươi có thể nhìn xem thời gian tẩu âm nhìn như đi qua mấy giờ kỳ thật ngoại giới chỉ bất quá vừa qua khỏi đi một phút giấc mộng nam kha giấc mộng nam kha đây chính là trong mộng mấy năm hiện thực mấy phút Phương Chính không cần nhìn thời gian, kỳ thật đáy lòng đã tin bảy tám phần. Vậy ngươi và Phúc Tiên sinh chân thực thân phận lại đến cùng là cái gì? Vì cái gì các ngươi hiểu rõ như vậy những này? Phương Chính trực nhìn trương đồ tể. Trụ thị nào đó phụ thuộc hai y. Tư. Cao su lớp xe nắm chặt âm thanh động đất, một cổ xe du lịch dinh bay lái vào bệnh viện. Sau đó xuống tới hai tên hơn ba mươi tuổi, một lớp mười gầy nam nhân chỉ gặp bọn họ mở cốc sau xe, riêng phần mình đưa ra hai con đại kim thuộc trương, cũng không biết cái này rương kim loại bên trong đến tột cùng chứa cái gì, chỉ là cái này rương kim loại đến trong tay bọn họ, phản phất nhẹ như không có vật gì, dễ dàng cầm. Cái này một lớp 10 gầy hai người dường như mang theo cực mạnh mục đích tính, cũng dường như đã trước thời hạn hiểu qua bệnh viện bố cục kết cấu, dừng xe tắt máy về sau, tay cầm đại kim thuộc trương, thế mà trực tiếp tiến về nhà xác chỗ dưới mặt đất phụ tầng mà lúc này sớm đã có mấy tên mặc áo khoác trắng bệnh viện người phụ trách chờ tại phụ tầng kiến trúc thông đạo lối vào chỉ gặp trong đó một tên địa trung hải dầu mở nam xoa xoa tay đứng ra vừa định muốn chào hỏi một lớp mười gầy trong hai người gầy gò nam nhân lấy nhiệm vụ giọng điệu nói sớm để ngươi viện rút lui dưới mặt đất phụ tầng người đều rút lui sạch sẽ sao địa trung hải dầu mở nam vội vàng nói đều đã để cho người ta rời đi phụ tầng đợi chút nữa mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh cũng làm làm không nghe thấy, nói xong, một lớp 10 gầy đã đi vào thang máy, ấn xuống thông hướng phụ tầng ấn phím. Mang theo như quân đội nghiêm minh kỷ luật, cẩn thận tỉ mỉ. Mà tại cửa bệnh viện chính đối diện, có một nhà tên là Kim Hâm Tân Quán Sân Thượng Mái Nhà, mượn nồng đậm dưới bóng đêm yểm hộ, phương chính chính ẩn thân tại trên sân thượng. Lúc này cách hắn rời đi minh cửa hàng, đã qua sắp có nửa giờ. Khi hắn ở trước mặt truy vấn trương đồ tể thân phận lúc cuối cùng cũng không từ trương độ tể trên thân hỏi ra cái gì. Trương độ tể từ đầu đến cuối đều là tấm kia bình tĩnh không lay động, có chút cao lạnh mặt, căn bản là không có muốn giải thích ý tứ. Đúng lúc này, lao vùng vụt lái vào trong bệnh viện xe du lịch Jinbei, đánh gãy phương chính suy tư. Phương chính sắc mặt ngưng tụ, sau đó chỉ thấy hắn thuận nhà khách tường sau một loạt phòng trồng cửa sổ, nhanh chóng rời đi sân thượng. Đêm khuya 11 giờ về sau bệnh viện, bản thân cái này thì bấy nhiêu lộ ra chút điểm đáng ngờ sau đó phương chính làm bộ thành một tên người qua đường trong lúc vô tình tại phụ cận đi ngang qua còn chuyên chọn dưới bóng cây đi tránh đi camera cuối cùng tiến vào bệnh viện bên ngoài một đầu thanh lãnh đường nhỏ căn cứ hắn tính toán nơi này là cách nhà xác gần nhất địa phương mười phút trái phải xám trắng chi khí một phương chính trên mặt hiện ra vui mừng nhưng lập tức lại lông mày có chút vặn một cái chẳng lẽ nói phúc tiên sinh cùng trương đồ tể thật sự là cùng nào đó cục có quan hệ không có khả năng trùng hợp như vậy tẩu âm vừa kết thúc nào đó cục nhân sĩ chuyên nghiệp liền xuất hiện ở phụ thuộc hai y nếu quả thật như phỏng đoán phương chính cảm thấy có chút nhất cả trứng cho nên nói ta một bên chú ý cẩn thận tránh đi nào đó cục một bên lại tìm nào đó cục người mua đem quỷ đầu đao cái này có thể so với nào đó mẹ chồng nàng dâu luân lý kịch còn thần chuyển hướng a Bà bà một mực ghét bỏ con dâu xuất thân phổ thông, làm trễ nải nhà hắn du học về nhi tử tốt đẹp tiền đồ, đều ở trong sinh hoạt khắp nơi làm khó dễ con dâu. Nhưng về sau mới phát hiện, con dâu mới là xuất thân danh môn, Bạch Phú Mỹ đời thứ hai, là con dâu cam nguyện bỏ xuống phú nhị đại sinh hoạt cũng muốn cùng định nhà nàng nghèo nhi tử. Lúc này nhà giàu nữ nhà mẹ đẻ cũng tìm tới cửa, nói đã tiếp nhận hôn sự của nàng, cũng còn tưởng là mặt xuất ra 100 triệu tiền mặt bổ sung đồ cưới. Phương Chính giờ phút này chính là như vậy nhất cả trứng tâm tình. Hắn nhíu mày, trương đồ tể đến cùng có hay không nhìn ra trên người hắn khác biệt. Không phải vì sao lại đột nhiên dẫn hắn tẩu âm. Thu thập được một sợi xám trắng chi khí, ấn lý thuyết, tiếp xuống Phương Chính hẳn là tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi xe du lịch dinh Bay một lần nữa lái ra bệnh viện, sau đó một đường theo dõi. Mượn cơ hội này tìm ra, linh dị cục điều tra, những người kia tại đại học thành vị trí cụ thể nhưng phương chính nhưng lại chưa lưu tại nguyên địa, mà là trực tiếp rời đi phụ thuộc hai y. Nhưng không lâu sau đó, phương chính thân ảnh lại lặng yên xuất hiện tại điện khoa lớn phụ cận, lần trước hắn chính là ở phụ cận đây, mất dấu, linh dị cục điều tra, xe việc giả. Phương chính tâm tư kín đáo. Hắn tại phụ thuộc hai y theo dõi xe du lịch Jinbei khẳng định không thực tế, Vẽn vẹn chính là thành thị bên trong phức tạp giao thông, lít nhà lít nhít camera, chính là lớn nhất chướng ngại. Mà lại những này nhân sĩ chuyên nghiệp, khẳng định cũng đều có phi thường chuyên nghiệp phản trinh sát năng lực. Dứt khoát còn không bằng sớm tìm phục tại điện khoa lớn phụ cận, ôm cây đợi thỏ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Một người tìm phục tại chỗ tối, nhất là buồn tẻ nhàm chán, nhưng phương chính vẫn là tỉnh hạ tâm tìm phục tại nào đó tòa nhà kiến trúc mái nhà, hai mắt không nháy một cái gắt gao nhìn chầm chầm điện khoa trước cổng chính đại lộ tại vắng ngắt đêm khuya đầu đường, hơi có cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ lộ ra càng chói tai. Bỗng nhiên, tìm phục tại chỗ cao phương chính, xa xa liền nhìn thấy một xe mini bus đánh lấy ánh đèn xuất hiện tại trong tầm mắt, phương chính ánh mắt sáng lên. Đây là chiếc xe du lịch Jinbei. Thẳng đến cách rất gần, thấy rõ biển số xe về sau, phương chính lúc này mới xác nhận không sai, chính là xuất hiện tại phụ thuộc hai y chiếc kia xe du lịch Jinbei. Rất nhanh, chiếc này xe du lịch Jinbei bay chạy qua điện khoa trước cổng chính đường cái, sau đó ngoặt vào phụ cận học sĩ đường phố số 3 đại đạo, chỉ tiết vừa vặn bị thổ một đại học một tòa kiến trúc cao tầng che cản tầm mắt. Phương chính vặn lông mày. Hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục không nhúc nhích tiếp tục ẩn nút. Một phút, hai phút, năm phút. Mười phút trôi qua, xe du lịch Jinbei bay một mực chưa lái ra học sĩ đường phố số 3 đại đạo, cũng không có tại phụ cận mấy đầu chủ yếu giao lộ, nhìn thấy chiếc kia xe du lịch dinh bay cái bóng. Học sĩ đường phố số 3 đại đạo, hết thảy phân chia có mấy khối khu sinh hoạt, cùng ba trường đại học. Theo thứ tự là Kinh Mậu Đại học, Truyền thông Đại học, Đề Hát Sư Phạm. Phương Chính mắt lộ ra như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này, Linh Dị Cục Điều tra, Bộ Môn, 89 phần 10 liền ứng tại cái này học sĩ đường phố số 3 đại đạo, vị trí cụ thể, còn có đợi tiếp tục tra tìm. Nhưng tối thiểu phạm vi đã khóa chặt, ngay tại Kinh Mậu Đại học, Truyền thông Đại học, đề hát sư phạm kia một mảnh. Phương Chính bỗng nhiên giật mình, có chút liếu lưỡi nghĩ thầm, chẳng lẽ cái này linh dị cục điều tra là giấu ở trong đại học. Mà lại lử đông mẫu thân, vừa lúc ngay tại đề hát sư phạm làm giáo sư. Càng ngày càng có ý tứ. Phương Chính nhìn xem học sĩ đường phố số 3 đại đạo phương hướng. Lại đợi một hai chục phút, xe du lịch Jinbei một mực lại chưa xuất hiện, phương chính biết chờ đợi thêm nữa cũng đã ý nghĩa không lớn thế là lặng yên rời đi đại học thành làm phương chính trở lại chỗ ở lúc đã là không điểm tả hữu tại vào nhà trước phương chính có chút chột dạ ngắm nhìn ngụy cảnh sát nhà vẫn như cũ là lôi kéo cảnh giới tuyến vẫn như cũ là một vùng phế tích hiển nhiên nơi này đã không thích hợp ở người từ khi chuyện đêm đó kiện về sau phương chính liền lại chưa thấy qua ngụy cảnh sát có thể là bị thương còn chưa xuất viện đi sau đó, Phương Chính tiến vào gia môn. Đầu tiên là khóa chặt cửa cửa sổ, trong trong ngoài ngoài cẩn thận đã kiểm tra mấy lần về sau, lúc này mới xuất ra kinh văn gia người, chỉ gặp lúc trước liên tục bế quan, lại là tu luyện, lại là cường hóa bí tịch giả, đã tiêu hết, tiền tiết kiệm, lại nhiều ba cái phù văn. Hai miếng đến từ chỉ trác nhân. Một viên đến từ phụ thuộc hai y. Rất nhanh, Phương Chính tiêu hao một viên phù văn, cường hóa ra một bát bổ huyết đại dược hắn định đem kim chung tráo 24 tầng tiểu cảnh giới, trước tu luyện đầy lại nói. Cái này kim chung tráo càng đi về phía sau, tu luyện cần thiết tài nguyên cũng tại nước lên thì thuyền lên. Đông. Thung thung. Nhẹ nhàng tiếng gõ cửa âm. Ngươi tốt, ta là vật nghiệp, có người khiếu nại ngươi không trung ném vật. Một giây mười giây trong phòng từ đầu đến cuối không có động tĩnh, tựa hồ chủ nhân cũng không ở nhà. Nhưng từ dưới chân trong khe cửa, lại lộ ra mấy sợi ánh đèn, giống như còn nói rõ trong phòng cũng không phải là không có người, có lẽ là bởi vì hộ gia đình lúc ra cửa quên tắt đèn. Đùng, đùng đông. Tiếng đập cửa. Người tốt, ta là cộng đồng đưa ấm áp. Trong phòng vẫn không có động tĩnh. Sau đó, ngoài cửa tiếng đập cửa biến mất, tự hồ vật nghiệp cùng cộng đồng người gặp chủ nhà người không tại, đều rời đi. Nhưng lại tại một giây sau. Không có dấu hiệu nào. Âm âm cửa chống trọng bỗng nhiên trong triều nổ bay, lực đạo chi lớn, giống như ngay cả phòng đều bỗng nhiên rung động dưới, sau đó chỉ thấy một cái sách đao nam nhân, mang theo hung ý đánh dết vào nhà bên trong, ta lại bắt được ngươi. Oanh! Một đao bổ ra, trên đao lực đạo chi lớn, trực tiếp chém nát phòng ngủ nửa chắn thạch cao tường, lập tức loạn thạch bay nổ, bụi đất tung bay. Âm âm! Toilet bị đánh nát. Oanh! 7-8 mét chi lớn nóng rực đao mang, trực tiếp đem trong phòng bếp tất cả đồ điện xoắn thành đầy trời mảnh vỡ. Xám trắng chi khí y một. Phương Chính hài lòng gật gật đầu, cái này đã là hắn diệt sát cái thứ tư chỉ trác nhân, mỗi ngày đều có tài sản cố định bị một. Coi như Phương Chính leo tường, vừa muốn rời đi thanh liên hà cư xá lúc, bỗng nhiên, thần sắc khẽ động, chỉ thấy Phương Chính kéo ra áo khoác túi áo khóa kéo, hết thảy bốn mảnh trang giấy, quỷ dị phiêu phụ ở giữa không trung, thế mà bắt đầu hướng một phương nào hướng trôi nổi mà đi chẳng lẽ nói là có cái thứ hai chỉ trác nhân ra gây sự? Phương Chính giật mình, đây là hắn lần đầu đụng phải một ngày xuất hiện hai cái chỉ trác nhân. Hạ các cư xá. Oanh. Đột nhiên xuất hiện một tiếng bạo tạc, một nhà hộ gia đình, lâm vào lửa lớn rừng rực bên trong. To lớn bạo tạc khí lãng, thậm chí liền ngay cả chung quanh cái khác hộ gia đình pha lê cũng đều gặp nạn nổ nát vụn. Trong lúc nhất thời tiếng thét chói tai, bối rối âm thanh, đào mệnh âm thanh liên tiếp làm phương chính từ thanh liên hạ cư xá ngựa không dừng vó đuổi tới hạ các cư xá lúc, xa xa liền thấy được trước mắt một mạng. Tại bối rối chạy ra cư xá trong đám người, Phương Chính lại ngoại ý muốn thấy được mấy tên khí chất đặc thù người, trong đó hai người càng làm cho Phương Chính ký ức khắc sâu. Lại là ban đầu ở sân chơi nhà ma, đụng phải cái kia mặt thẹo năm cùng hình dạng thường thường chừng 30 tuổi nữ nhân. Chỉ là không đợi Phương Chính tới gần, đối phương đã lên xe nhanh chóng rời đi thang buồn a phương chính nhịn không được nhả rảnh một câu tâm tình phiền muộn trước mắt trang cảnh đã là lại rõ ràng bất quá linh dị cục điều tra trước một bước nửa đường tiệt hồ sớm hàng yêu trừ ma chỉ trác nhân chứng minh tốt nhất chính là trong tay hắn bốn tờ trang giấy từ lúc máu gà lại khôi phục thành nằm thi không có động tỉnh nhưng cẩn thận nghĩ lại phương chính lại cảm thấy lúc này mới hợp lý ngụy cảnh sát lần trước tìm hắn nhỏ hơn nói danh sách lúc từng đề cập qua tại điều tra và giải quyết một vụ án, tự hồ mỗi một vị người mất tích đều có một cái điểm giống nhau, chính là trước khi mất tích đều có nhìn qua linh dị loại tiểu thuyết. Như thế đẩy lý, nhìn lại trước mắt xuất hiện linh dị cục điều tra, Phương Chính lập tức suy nghĩ minh bạch hết thảy. Hắn phỏng đoán, đại khái là ngụy cảnh sát tìm hắn nhỏ hơn nói danh sách về sau, thành công câu cá chấp pháp đến chỉ trác nhân, sau đó, linh dị cục điều tra liền thuận thế mà làm, tiếp tục câu cá chấp pháp hôm nay rốt cục để bọn hắn câu cá mắc câu lấy linh dị cục điều tra năng lực nếu như nhiều như vậy trời quá khứ còn không có nắm giữ đến mấu chốt manh mối câu cá chấp pháp đó mới là lớn nhất không hợp lý nhưng là các ngươi trảm yêu trừ ma giữ gìn nhân gian chính đạo ta một trăm cái đồng ý các ngươi đoạn ta hồ ta cũng nhận nhưng ít nhất trước chờ tại nguyên chỗ để cho ta hao một thanh long dê về sau các ngươi lại rời đi a à? Phương Chính lúc này mặt liền đen. Có lẽ là vận rủi như vậy bắt đầu, ngày thứ hai, Phương Chính lại ngựa không dừng vó đuổi tới sự kiện linh dị địa lúc, lại một lần bị linh dị cục điều tra người tiệt hồ. Ngày thứ ba đồng dạng bị tiệt hồ. Trên đường đi ra ngoài ẩn nấp càng cẩn thận cân nhắc, cho dù đã ngựa không dừng vó tiến đến. Nhưng hắn mỗi lần vẫn là lạc hậu Linh dị cục điều tra một bước đến Vận rủi còn không chỉ như thế liền ngay cả đại học thành bên trong điều tra cũng lâm vào cục diện bế tắc, một lần không có cái mới tiến triển. Ban ngày thêm đêm tối, gần nhất hắn không ít hướng đại học thành bên trong lắc, vì thế còn làm trễ nải không ít thời gian tu luyện, nhưng điều tra từ đầu đến cuối không có tân tiến phát triển. Mắt thấy từng ngày trôi qua, cùng thổ hào đông hẹn xong thời gian, hết kéo lại kéo, phương chính quyết định vẫn là tìm thổ hào đông làm đột phá khẩu. Đến lúc đó để thổ hào đông, giúp hắn tại bá mẫu bên kia điều tra điểm đại học thành tình báo, cũng so với hắn một người lão trong đại học thành mù lắc lư mạnh. Mỗi ngày lắc lư nhiều, vạn nhất không cẩn thận ướt dây. Phương Chính cũng không phải là do dự tính cách, buổi sáng 7 giờ không đến, hắn khóa kỹ đại môn, mang lên mấy món thay giặt quần áo, liền thẳng đến hướng vận chuyển hành khách trung tâm. Từ trụ thị đến đoàn làm phim chỗ rừng sâu núi thẳm, hết thảy muốn đổi xe ba chuyến, không sớm một chút đi ra ngoài, có thể sẽ không đuổi kịp lần thứ ba đổi xe. Trụ thị, cục cảnh sát một đạo anh tư thẳng tắp bước chân âm vang thân ảnh tiến vào một gian văn phòng tiểu văn ngươi bây giờ trong tay có sao không kẻ nói chuyện là ngụy du nhiên chỉ gặp nàng tay trái băng bó thạch cao cố định ở trước ngực a à, ngụy cảnh sát ngươi làm sao nhanh như vậy liền xuất viện bị gọi là tiểu văn là tên cảnh sát trẻ tuổi chức vụ bài bên trên viết tâm lý phạm tội sư ngụy cảnh sát có phải hay không muốn tìm ta làm tâm lý chân dung cảnh sát trẻ tuổi Tiểu Văn làm cái mời ngồi động tác. Ngụy Du Nhiên sau khi ngồi xuống, nói, từng, ta cần Tiểu Văn ngươi giúp ta tâm lý chân dung một người. Cảnh sát trẻ tuổi Tiểu Văn hiếu kỳ, Ngụy cảnh sát vừa xuất viện, cứ như vậy liều mạng muốn bắt người, khẳng định lại là một kiện khó giải quyết bản án. Ngụy Du Nhiên không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận, năm đó nhẹ cảnh sát Tiểu Văn làm tốt chuẩn bị, ra hiệu Ngụy Du Nhiên có thể bắt đầu miêu tả phạm nhân. Ngụy Du Nhiên nghĩ nghĩ, bắt đầu miêu tả lên đặc thù, cái này nhân tính đừng nam, nghe thanh âm tuổi tác tại 20, 23, không cao hơn 25 tuổi. Toàn thân hắn đều bị một đạo mãnh liệt quan mang che lại, không thể nhìn rõ cụ thể ngũ quan, nhưng vẫn là có thể nhìn ra thân cao tại 177, khoảng 1 M8, dáng người không mập cũng không gầy, hẳn là lưu tóc ngắn. Mặc dù toàn thân hắn bị cường quan che lại, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy lông mày cũng không thô to, Sương tráng không phải phi thường cao, ngũ quan cân đối. Theo Ngụy Du Nhiên miêu tả, thời gian dần trôi qua, một cái mơ hồ chân dung bị miêu tả mà ra. Ngụy cảnh sát ngươi xem xuống, có phải hay không người này? Một hai chục phút sau, cảnh sát trẻ tuổi Tiểu Văn đã miêu tả hảo tâm lý chân dung. Nhìn xem trên trang giấy tâm lý chân dung, Ngụy Du Nhiên song mi vi túc dưới, sau đó trầm ngâm nói, lông mày lại thanh tú chút, mũi lại cao hơn một điểm cái cầm hẳn là có chút góc cạnh cũng không có như thế nhọn. Lại trải qua mấy lần sửa chữa, làm ngụy Dung Nhiên nhìn thấy một lần cuối cùng tâm lý chân dung lúc, tắm kia một mực bình tĩnh, tỉnh táo khuôn mặt, thế mà xuất hiện ngắn mũi thất thần, dường như thấy được cảm thấy ngoài ý muốn người, giật mình thần tại chỗ. Sau đó, chỉ gặp nàng khóe miệng có chút dưng lên lên một vòng đường công, nếu như trong lúc lơ đảng, thường nhân cũng không thể phát hiện. Nhưng giờ phút này ngồi tại ngụy Dung Nhiên đối diện, là một tên độc thuộc lòng tâm lý học tâm lý chân dung sư. Ngụy cảnh sát, ta đây là lần đầu nhìn thấy ngươi cười. Xem ra cái này nam nhân chính là Ngụy cảnh sát muốn tìm người. Hết chương 60, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.